Nói thật, hiện tại hai cái thiên cung đệ tử, đã để Long Uyển Oánh tẩy não, chúng ta muốn lấy đi Thanh Vân Thần Mộc quả thực, tất nhiên sẽ cùng bọn hắn xung đột, cho nên Lý Thiên Mệnh bọn họ oán hận, vốn là không thể tránh được, nhưng đây là tạm thời. Phong Kiếm Hoàng nói, nghe nói như thế, Thạch Nham mới dễ chịu một chút. Bởi vì nàng gần nhất cũng đang tự hỏi vấn đề này. Muốn bá đạo một số, trực tiếp đem chỗ tốt nắm bắt tới tay, khẳng định sẽ đắc tội Lý Thiên Mệnh. Thanh Vân Thần Mộc trái cây cùng Thiên Cung đệ tử, Ngư Hòa tay gấu, tạm thời không thể đều chiếm được. Thanh Vân Thần Mộc chỗ tốt, trước tiên cần phải nắm bắt tới tay, bất quá, hai vị mang theo 100.000 kiếm tu đến, tối thiểu đều phải cùng Lý Vô Song đối kháng một chút, đi Vân Thượng Thiên Cung bên kia, lại chiếm lấy một số A. Thạch Nham hỏi, trước tiên đem bên này đem tới tay, toàn bộ không tốt, một bên khác hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phong Kiếm Hoàng nói, Thạch Nham gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi, hai vị, còn có một chuyện, ta muốn hỏi một chút hai vị, kiếm tôn ý tứ. Nói, chúng ta thật muốn vì Thanh Hồn Điện đánh hạ Vân Thượng Tiên Cung, trọng thương chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải ở chỗ này lực lượng sao? Vì Thái Dương Vạn Tông tranh giành khẩu khí, nếu như có thể thành công. Chỗ tốt chính là, về sau Thanh Vân Đại Lục, Thiên Thu Vạn Đại đều thuộc về chúng ta. Thạch Nham nói, tiến công, ngươi làm đối diện là ăn chay đây này, thì dựa vào chúng ta đám người này, không diệt được đối phương. Nhiều lắm là có một ít ưu thế, muốn độc bá Thanh Vân, nằm mơ đi. Phong Kiếm Hoàng nói, tông môn không lại trên diện rộng trợ giúp. Thạch Nham hỏi, hai người bọn họ đều lắc đầu. Thạch Nham triệt để minh bạch, xem ra. Bắt đầu kiếm tôn quả nhiên là cho Thanh Hồn Điện, họa một cái bánh nướng mà thôi. Bọn họ nói đến phong cảnh, kỳ thật kết quả là, còn thì chỉ là muốn cầm thảo mộc thần linh. Cục thế mẫn cảm, cá nhân ra mặt quá mạnh, là sẽ gặp nạn. Bất quá, chúng ta kiếm tôn cũng muốn vĩnh cửu cầm xuống Thanh Vân Đại Lục, cho nên hắn gần nhất, tại làm một chuyện khác. Phong Kiếm Hoàng nói, chuyện gì? Hắn đã liên hợp 31 cái, hai lưu tông môn, 280 cái. Ba lưu tông môn, còn đều có ngàn cái bốn lưu tông môn, đạt thành liên minh, trước mắt hắn đang cùng thiên bảng thứ 6, thứ 7, thứ 8 nhất lưu tông môn câu thông, một khi cái này liên minh thành công, chúng ta kiếm tôn sẽ làm minh chủ, cơ hồ dẫn dắt 1/3 cái Thái Dương Vạn Tông. Phong Kiếm Hoàng phấn chấn nói, thứ 6, thứ 7, thứ 8, tất cả đều là thổ dân A, Thạch Nham rung động nói, Vô Mộng Tiên Quốc cùng Vô Tự Thần Điện, không phải Vạn Tông thổ lấy. Hiên Viên Long Tông cùng Thiên Thần Kiếm Tông đều là, có thể phát hiện, bắt đầu kiếm tôn cái này cách làm, rõ ràng khẩu vị rất lớn. Kiếm tôn đây là muốn. Một khi liên minh thành lập, kiếm tôn mới có thể chính thức đánh hạ Thanh Vân Đại Lục. Coi như người khác cũng muốn chia cắt một số, nhưng tối thiểu nhất, có lần này uy danh, chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông, Vạn Tông lãnh tụ thân phận, có thể chân chính củng cố. Thạch Nham gật đầu, trong mắt tràn đầy thần quang. Ta liền nói. Chỉ dựa vào chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông, muốn tiêu diệt bọn họ khẳng định rất khó, dù sao, không chỉ là chúng ta sẽ tiếp viện, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, cũng sẽ tiếp viện a. Dù sao Lý Vô Song đều tại cái này, nàng còn muốn giết Long Uyển Oánh đây. Thạch Nham nói, Lý Vô Song, ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, bại lộ hành tung của nàng, hoặc là thiết lập bẫy dập, để cho nàng mắc câu, đem nàng đưa cho Lý Vô Song giết. Phú Kiếm Hoàng chen miệng nói. Có chút khó, Long Uyển Oánh quá cẩn thận rồi, Thạch Nham nói. Khác đánh giá thấp Lý Vô Song giết quyết tâm của nàng. Phú Kiếm Hoàng nói. Làm nữ nhân, nàng lớn nhất hiểu loại này oán hận. Được, cùng một chỗ nghĩ biện pháp, Thạch Nham gật đầu. Nói trắng ra là, Lý Thiên Mệnh tiểu tử này vẫn không hiểu, hiện tại vạn trong tông, đại đa số người, đều bị chúng ta kiếm tôn dẫn dắt, căn bản không ai lãnh đạo, đi cứu vãn Hiên Viên Long Tông, cái này cái tông môn nhất định xuống dốc. Đã định trước bị trật tự thiên tộc nuốt vào, sẽ còn bị thiên cung từ bỏ. Hắn cùng đường mặt lộ, đã thành hiện thực. Lý Thiên Mệnh đi theo đám bọn hắn, cũng là cùng thiên cung đối nghịch, hắn cái này 500 năm tu hành, thế nhưng là cái vấn đề lớn, Hiên Viên Long Tông nhìn không được bao lâu, chờ xem, chúng ta tuy nhiên đã mất đi tiên cơ, có thể những đứa bé này, đã định trước chạy không được, không có chúng ta, bọn họ 500 năm về sau, muốn vào thiên cung cũng khó khăn. Bọn họ sớm muộn sẽ thấy rõ ràng hiện thực. Mặt khác, hôm nay hắn đối với chúng ta sinh ra địch ý, không quan hệ, chúng ta lại không có nghĩa là toàn bộ Thiên Thần Kiếm Tông, hiện tại để cho chúng ta kêu mặt đen, đến lúc đó, kiếm tôn ra mặt vai chính diện, không phải rồi. Ta cũng không tin,
Thiên Thần Kiếm Tông cho bọn hắn 500 năm, tên oát con này, còn có thể không quên mất Long Uyển Oánh ôn nhu. Phú Kiếm Hoàng nói xong, một bộ bày mưu tính kế dáng vẻ. Ngươi nói đúng. Thạch Nham tâm lý trợn mắt một cái, mặt ngoài lại phụ họa nói. Tới hai cái kiếm hoàng, Thiên Thần Kiếm Tông người là nhiều, thế nhưng là bọn họ mục đích thực sự, cũng bại lộ tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Mục tiêu rất rõ ràng. Mục tiêu thứ nhất, cướp đoạt trái cây. Chỉ nhìn bọn họ tử chiến, không có khả năng. Mục tiêu thứ hai, cầm xuống Thanh Vân Đại Lục. Nhưng cái này cần xây dựng ở, bắt đầu kiếm tôn liên minh thành lập tình huống dưới. Mắt thứ ba đánh dấu, vẫn là Lý Thiên Mệnh bọn họ. Nhưng vì mục tiêu thứ nhất, cái này cần thả một chút, tạm thời không sợ đắc tội bọn họ. Những thứ này đối thoại, để Cổ Kiếm Thanh Xương triệt để nghĩ thông suốt. Cũng làm ta là quân cờ, tối thiểu nhất, các ngươi khách khí với ta điểm. Cổ Kiếm Thanh Xương trợn mắt một cái nói. Đó là, ta nổi danh tôn trọng trưởng bối. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vừa mới giận dữ hai vị kiếm hoàng, người có thể không phải như thế. Cổ Kiếm Thanh Xương nói. Hai người này là chứ danh não tàn, am hiểu cậy già lên mặt. Long Uyển Oánh trợn mắt một cái nói. Nhưng ngươi không ngăn nổi người ta thực lực cường a, tùy tiện thu thập ngươi. Yến Nữ Hiệp nói. Nhằm nhò gì, chờ ta đến bọn họ cái kia số tuổi, giết Phú Kiếm Hoàng thì cùng giết gà giống như. Long Uyển Oánh, hung dữ, nói. Chờ một chút, ngươi vì sao muốn giết gà? Huỳnh Hỏa treo ở Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Gà đại ca tương đương, ta đùa giỡn á. Long Uyển Oánh liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói. Huỳnh Hỏa toàn thân quả quyết, vội vàng dùng mình một cái. Tỷ, một chân tiến quan tài, còn nhõng nhẽo đâu? Yến Nữ Hiệp khinh bỉ nói. Nhiều năm không có gắn, thử một lần nghiệp vụ còn có quen hay không luyện. Dù sao người ta Vũ Kiếm Hoàng, thì còn lại một cái đầu chưa đi đến quan tài, không còn đang nũng nịu đâu. Long Uyển Oánh nói. Ha ha. Mọi người cười. Mọi người cùng nhau nghe Ngân Trần, thuật lại Phong Kiếm Hoàng an ủi Vũ Kiếm Hoàng, đã sớm cười thành một đoàn. Vừa nghĩ tới chính mình trước kia, chính là như vậy bị nghe trộm, Cổ Kiếm Thanh Xương đầu đầy mồ hôi. Đều cười đâu, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nghiêm túc nói, chư vị, Vân Thiên Khuyết bên kia, có mặt mày. Tới một cái đại phát hiện, đại kinh hỉ. Vân Thiên Khuyết Vân Thượng Tiên Cung, thái độ của bọn hắn, là Lý Thiên Mệnh bước kế tiếp kế hoạch quan trọng. Chỉ có Thanh Vân trong bóng tối nhất thống, mới có thể đối kháng Thiên Thần Kiếm Tông những lực lượng này. Cái gì, mọi người hiếu kỳ hỏi. Những thời giờ này, Ngân Trần thân thể số lượng, đã đến 2 triệu, hết thảy có hơn 10 triệu kim loại con rán, trải rộng Thanh Vân Đại Lục. Ta trong khoảng thời gian này, phát hiện Vân Thiên Khuyết ngẫu nhiên đơn độc ra ngoài, nhưng lại đuổi không kịp hắn, không biết hắn đi phương nào. Ta nghĩ, đơn độc ra ngoài, khẳng định có vấn đề. Sau đó, ta tại hắn xuất hành trên đường, một chút xíu hướng phía trước, thẳng đến đem Ngân Trần thân thể, phủ kín hắn có thể hoạt động khu vực. Rốt cuộc tìm được mục đích của hắn. Chỗ đó, là một cái bình thường dãy núi, lại bị một cái cấp 6 thủ hộ kết giới, chỗ vây quanh, loại này kết giới chủ yếu là ngăn cản cường giả, nhưng Ngân Trần lại có thể chui vào, các ngươi đoán, ta ở bên trong, phát hiện cái gì? Lý Thiên Mệnh cười nhìn mọi người. Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu, Long Uyển Oánh nói. Lý Thiên Mệnh tròng mắt hơi híp, nói, là một cái nữ nhân xinh đẹp, còn có hai đứa bé, Long Phượng Thai. Nữ nhân cảnh giới không cao, đại khái là tinh tướng thần cảnh, hài tử đại khái 3-4 tuổi khoảng chừng. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ xưng hô Vân Thiên Khuyết vì phụ thân. Nghe xong lời này, Cổ Kiếm Thanh Xương đứng lên. Cái này cùng trước đó cái mũ sự kiện, không mưu mà hợp. Hắn nói, đúng, hắn cùng Lộc Duyên Cơ chỉ sợ bằng mặt không bằng lòng, thậm chí cũng không yêu nhau, hắn thậm chí có thể biết Lộc Duyên Cơ sự tình. Mà Lộc Duyên Cơ, tựa hồ cũng không để ý hắn ở bên ngoài, lấy vợ sinh con. Vẫn là cái cảnh giới không cao nữ nhân, xem ra Vân Thiên Khuyết, vẫn là cái tình trùng. Long Uyển Oánh nói. Nói đến đây, tương lai đường, lập tức thì thông suốt. Vốn là muốn từ Vân Thiên Khuyết người bên cạnh tới tay, từng bước một bắt lấy hắn, nhưng bây giờ, chúng ta chỉ cần mang đi người nhà của hắn, liền có thể một bước đúng chỗ, để hắn tiến bẫy dập, mà lại, vì bảo hộ thanh danh của mình. Hắn nhất định phải một người đến. Lý Thiên Mệnh nói. Bắt đi người thê tử, có thể hay không tà ác một chút? Phu tử Thiên yếu ớt hỏi. Đần, chúng ta đây là đem tẩu tử mời về hầu hạ, ai dám không chút nào kính, ta đánh. Long Uyển Oánh nói.
không làm thương hại người, xác thực không có gì. Mấu chốt là, đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, đối cổ kiếm thanh xương, đối vân thiên khuyết, đều có chỗ tốt. Thời khắc này cổ kiếm thanh xương, đã dần dần ý thức được điểm này. Thừa dịp thiên thần kiếm tông, còn chưa bắt đầu trở về 800 triệu trái cây, chúng ta nhanh điểm hành động. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ba Lan Sơn Mạch. Đây là Vân Thượng Tiên Cung cương vực bên trong, 10 phần không đáng chú ý một chỗ dãy núi. Nơi đây núi rừng tùm, chim hót hoa nở, như thế ngoại đào nguyên, ít ai lui tới. Dãy núi vạn khe ở giữa, vân vụ bốc lên. Cuồn cuộn trong mây mù, trùng điệp mê chướng, mỗi một tầng mê chướng, đều là trật tự kết giới. Nếu không phải đỉnh cấp cường giả, tới chỗ này hy hữu không có người ở chi địa, trên thực tế rất khó phát hiện, tại cái này nơi núi rừng sâu xa, tồn tại một cái phong bế chi địa. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh, Long Uyển Oánh cùng Dương Sách ba người, đến nơi này. Đám người còn lại, đều đã đi Kim Lăng Sơn, chờ đợi. Bọn họ muốn tại Kim Lăng Sơn lập lại chiêu cũ, dùng đúng giao cổ kiếm thanh xương phương pháp, đối phó Vân Thiên Khuyết. Cái này liền cần để Vân Thiên Khuyết, chủ động đi Kim Lăng Sơn. Kim Lăng Sơn chỗ Thanh Hà kiếm phái phụ cận, khoảng cách Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn kiếm phong đều không xa, cũng không sâu nhập Thanh Hồn điện nội địa. Đây là một cái Vân Thiên Khuyết, có thể tiếp nhận địa phương. Chủ động đánh vỡ những thứ này kết giới, có thể sẽ kinh động tại Vân Thượng Tiên Cung Vân Thiên Khuyết. Chúng ta đến động tác mau một chút. Long Uyển Oánh nói. Oánh gì, không cần đánh vỡ. Ta tới, Lý Thiên Mệnh nói. Tại bọn họ nhìn soi mói, Lý Thiên Mệnh vận dụng trộm thiên nhất tộc thiên phú, một đường mở đường. Hắn đầu tiên là xé mở từng đạo mê chướng, đi vào cái kia cấp 6 trật tự kết giới bản thể phụ cận. Hắc ám tí đỏ như máu móng vuốt, hao tốn không ít khí lực, đem kết giới này vỡ ra một lỗ hổng. Toàn bộ quá trình. Nhìn đến Dương Sách cùng Long Uyển Oánh trợn mắt hốc mồm. Cái này, lại là cái gì thủ đoạn? Long Uyển Oánh cùng hắn ở chung thời gian dài, ngược lại cảm thấy Lý Thiên Mệnh, càng ngày càng thần bí. Lý Thiên Mệnh quay đầu nở nụ cười, không có nhiều lời. Ba người tăng tốc cước bộ, vô thanh vô tức tiến vào bên trong về sau, phát hiện trước mắt quả nhiên là một cái thế ngoại đào nguyên. Một mảnh biển hoa, một mặt hồ nước, bên cạnh hồ một bên có một tòa đình viện. Trong đình viện chính truyền đến hài đồng cười thanh âm huyên náo. Ba người tới bên ngoài đình viện, hướng bên trong nhìn, chỉ thấy bên trong có hai cái tiểu đồng, một nam một nữ, ngay tại mang lấy bọn hắn cộng sinh thú chơi đùa. Kế thừa Vân Thiên Khuyết huyết mạch, bọn họ cộng sinh thú đều là vân thú. Hai người nằm trên mây trắng, lăn qua lăn lại, tốt không sung sướng. Trong phòng, có một cái thanh lệ nữ tử, ngay tại vì bọn nhỏ làm bữa trưa, nàng trên dưới bận rộn. Khắp khuôn mặt là ôn nhu. Nói thật, nếu bàn về dung mạo, nàng và đại gia tộc xuất thân Lộc Xuyên cơ căn bản không cách nào so sánh. Có thể cảnh tượng như vậy, dạng này nữ tử, có lẽ càng có thể khiến người ta cảm nhận được an bình đi. Vân Thiên Khuyết bình thường âm độc, hiểm ác, để Thanh Hồn điện chịu nhiều đau khổ, không nghĩ tới thực chất bên trong vẫn rất ôn nhu. Long Uyển Oánh nói, không có thuần túy người tốt, cũng không có thuần túy người xấu. Ta cũng không biết như thế nào phân chia chính mình tốt xấu. Nhân tính là phức tạp, không có cách nào nhãn hiệu hóa, mỗi người đều là nhiều thực thể thể. Lý Thiên Mệnh cảm xúc rất sâu. Đơn giản nhất, bao quát cổ kiếm thanh xương, hắn ngẫu nhiên lạnh lùng cùng vô tình, còn có đối Thanh Hồn điện thâm trầm thích, là thống nhất. Nói, ba người bọn họ đi vào trong đình viện. Ba, trong phòng nữ tử đầu tiên thấy được bọn họ, trên tay món ăn rơi xuống đất. Hai đứa bé tò mò nhìn bọn họ. Các ngươi là Vân Ca địch nhân sao? Nữ nhân vội vàng ôm lấy hài tử, ánh mắt run rẩy hỏi. Trước kia là địch nhân, sau ngày hôm nay, là bằng hữu. Lý Thiên Mệnh nói. Nữ nhân muốn phát truyền tin thạch, nhưng là bị ngăn cản. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ không tổn thương các ngươi, chỉ là để cho các ngươi giúp một chút, để Vân Thiên Khuyết đi một chỗ. Đến lúc đó, trước đem các ngươi trả lại, Lý Thiên Mệnh nói. Ta, nữ nhân có chút sợ hãi. Người biết thân phận của hắn sao? Long Uyển Oánh hỏi. Hắn nói hắn cùng Vân Thượng Tiên Cung cung chủ cùng tên, nhưng... Hiển nhiên, nàng không ngu ngốc, có thể đoán được hắn thân phận thật sự. Mời, Long Uyển Oánh nói. Nữ nhân ôm lấy hài tử. Nàng biết mình không có cách nào phản kháng, chỉ có thể từ bọn họ mang đi. Buông lỏng một chút. Lý Thiên Mệnh đùa đùa tiểu hài tử,
cùng nữ người nói. Rời đi thời điểm, hắn ở chỗ này buông xuống một cái tiểu ngân chứng. Các loại Vân Thiên Khuyết đến tới nơi này, Ngân Trần sẽ nói cho hắn biết, cái kia đi hướng nào. Kim Lăng Sơn, nơi này đã bố trí xong. Lần trước hàng phục cổ kiếm Thanh Xương, đối với nơi này tạo thành tương đối lớn phá hư, chiến đấu dấu vết rất nặng. Bất quá không quan hệ, lần trước là dẫn dụ cổ kiếm Thanh Xương vào cuộc, lần này là cưỡng ép để Vân Thiên Khuyết tiến đến. Bọn họ chỉ mở ra một đầu địa đạo, thông hướng hầm mỏ chỗ sâu thôn giới thần đỉnh. Đem người đưa tới nơi này về sau, Lý Thiên Mệnh những cái kia tại Vân Thiên Khuyết bên người vô hình con rán, trực tiếp hiện thân, nói cho đang tu luyện Vân Thiên Khuyết, Ba Lan Sơn mạch người, đã bị mang đi, để hắn đi Kim Lăng Sơn, đón hắn nhóm về nhà. Quả nhiên, Vân Thiên Khuyết sắc mặt đại biến. Hắn trực tiếp nắm nói chuyện con rán, bài trước tiên phản hồi Ba Lan Sơn mạch. Nơi này là bí mật của hắn chi địa, hắn không có tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Trở về xem xét, quả nhiên không ai. Người nào? Cái này kim loại con rán, để Vân Thiên Khuyết nhớ tới Lý Thiên Mệnh. Hắn biết, đây nhất định lại là một cái bẫy dập. Nhưng là, hắn không thể không đi. Khống chế Vân Đế, hắn lấy tốc độ nhanh nhất, đơn độc mà đến, quả nhiên không chút do dự. Chờ hắn tiến vào Kim Lăng Sơn, dựa theo Ngân Trần chỉ thị. Gọn gàng mà linh hoạt, vọt thẳng tiến thôn giới thần đỉnh thời điểm, mang ý nghĩa hắn quan tâm người, tác dụng đã kết thúc. Dĩnh Nhi, Vân Thiên Khuyết vừa tiến đến, liền thấy cổ kiếm Thanh Xương, Long Uyển Oánh, Dương Sách bọn người. Đương nhiên, còn có hắn lo lắng ba người. Nhìn đến bọn họ bình yên vô sự, Vân Thiên Khuyết tâm lý một chút thở dài một hơi. Hắn đã tới, liền đã nói rõ, đây là tử huyệt của hắn. Làm Vân Thượng Tiên Cung cung chủ. Hắn không có khả năng không hiểu, mình đã bị đối phương, bắt được cái chuôi. Các ngươi lợi hại, thật sự là lợi hại. Vân Thượng Tiên Cung đều không người biết sự tình, các ngươi có thể làm được, bội phục. Vân Thiên Khuyết nghiến răng nghiến lợi cười lạnh. Vân Huynh tính tình bên trong người, cũng cho chúng ta bội phục. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Nói thẳng đi, muốn làm gì? Giết ta biết mục tiêu của các ngươi là ta, vậy cũng tối thiểu đến có cơ bản đạo nghĩa. Họa không kịp người nhà, thả bọn họ đi. Có chuyện gì, ta chịu trách nhiệm. Vân Thiên Khuyết nói. Đây là tự nhiên, ta lập tức khiến người ta, đưa bọn hắn trở về. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Như thế để Vân Thiên Khuyết sửng sốt một chút. Nói thật, thì ba người này, chỉ cần cầm trên tay, hiệu quả khả năng so phệ cốt nghĩ còn mạnh hơn. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ là muốn ba người bọn hắn, vì Vân Thiên Khuyết dẫn đường mà thôi, nho nhỏ lợi dụng một chút. Vân ca, chúng ta đi về trước, Vân Thiên Khuyết nói. Nói xong, hắn hung tợn nhìn lấy cổ kiếm Thanh Xương. Hắn cho rằng đây hết thảy đều là cổ kiếm Thanh Xương tại chủ đạo, cho nên hắn hung ác nói, ngươi nếu là lật lọng, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thôi đừng chém gió, hôm nay tiếp tẩu phu nhân dùng một lát mà thôi, khác chỉnh sinh ly tử biệt. Ta và ngươi mặc dù là tử địch, thế nhưng không có như ngươi như vậy âm hiểm. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Tại phong cách hành sự phía trên, bọn họ xác thực có khác nhau. Hôm nay nếu là cổ kiếm Thanh Xương, có dạng này tay cầm tại Vân Thiên Khuyết trên tay, hắn có thể chưa hẳn chỉ đơn giản như vậy thả. Vân Thiên Khuyết nhìn lấy Diệp Bất Chi Thu, đem người mang theo ra ngoài. Nhưng là hắn không thể đi. Ta làm sao có thể xác nhận, bọn họ an toàn. Vân Thiên Khuyết cắn răng hỏi. Hôm nay tranh thủ sống sót, sau đó về thăm nhà một chút, chẳng phải sẽ biết. Cổ kiếm Thanh Xương nói. Tốt. Hắn nhận. Đến thời điểm, hắn vạn phần lo lắng, bây giờ đến, phát hiện tình huống xa còn lâu mới có được hắn trong tưởng tượng bết bát như vậy. Có thể a cổ kiếm Thanh Xương, muốn là ta có thể bắt lấy ngươi tương tự tay cầm, phải trực tiếp cạo chết ngươi không thể. Vân Thiên Khuyết ánh mắt lạnh lùng sau khi, lại có một ít khâm phục. Ta cũng muốn liền dựa vào cái này cạo chết ngươi, đáng tiếc hôm nay làm chủ người, không phải ta. Cổ kiếm Thanh Xương thản nhiên nói. Đó là ai? Long Uyển Oánh, Dương Sách. Vân Thiên Khuyết quét mắt bọn họ. Hết thảy 5 cái đối thủ. Còn có Yến Nữ Hiệp cùng Giang Thanh Lưu. Trong đó, Long Uyển Oánh cùng Dương Sách đều mạnh hơn hắn. Cổ kiếm Thanh Xương cùng Yến Nữ Hiệp, tối thiểu đều cùng hắn không kém xa. Giang Thanh Lưu còn có thể trấn áp Thanh Hồn Tháp. Ầm ầm, thôn giới thần đỉnh đã đóng lại. Phu tử thiên đối cái này bát giai trật tự thần binh sử dụng, càng thêm quen thuộc. Hết thảy
đều thuyết minh bọn họ có chuẩn bị mà đến. Chấm, chờ ngươi chiến bại, đánh mất sức chống cự, ngươi liền biết, nơi này do ai làm chủ. Tuyệt đối là ngươi không tưởng tượng được người, cổ kiếm thanh xương nói. Đã từng trên người mình, phát sinh sự tình, hiện tại muốn phát sinh ở Vân Thiên Khuyết trên thân. Chính mình rơi xuống đầm lầy, lại đem người khác kéo xuống, cảm giác rất thoải mái. Cho nên hôm nay, cổ kiếm thanh xương so với ai khác đều ra sức. Lần này, không có người muốn trước tiên thuyết phục Vân Thiên Khuyết. Người này khẳng định là thù địch trận doanh, không có thuyết phục khả năng, duy nhất phương thức, cũng là đánh. Ta cho dù chết, cũng muốn kéo các ngươi đệm lưng. Còn sống ra ngoài, là Vân Thiên Khuyết duy nhất khát vọng. Ầm ầm, tiếng vang bên trong, lại một lần Thanh Vân Đại Lục đứng đầu cường giả chiến đấu bạo phát. Vân Thiên Khuyết đối mặt áp lực, so với lúc trước cổ kiếm thanh xương đều còn lớn hơn. Bởi vì đối thủ của hắn, nhiều một cái cổ kiếm thanh xương. Ông, cơ hồ trước tiên, toàn bộ thôn giới thần đỉnh, thì hung hăng chấn động một lần. Lý Thiên Mệnh cùng Vu Tử Thiên, thì ở bên ngoài. Đã từng chỉ là một cái cả gan làm loạn suy nghĩ, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền có thể đến một bước cuối cùng. Diệp Bất Chi Thu, Diệp Đông Lưu cùng cổ kiếm thanh xương vào cuộc, đều là từng bước một tất nhiên. Vốn là coi là muốn để Vân Thiên Khuyết mắc câu, cần lặp lại quá trình này, không nghĩ tới tìm tới cơ hội, không ảnh hưởng toàn cục, một bước đúng chỗ. Vu Tử Thiên nói, không hề nghi ngờ, đây là một loại may mắn, gia tốc Lý Thiên Mệnh nhất thống Thanh Vân Đại Lục tiến trình. Nếu như Thanh Vân Đại Lục có thể càng tốt hơn, cái kia Vân Thiên Khuyết vợ con nhóm, cái kia cũng coi là công thần. Hiện tại Diệp Bất Chi Thu ngay tại thành thành thật thật, đưa ba người bọn hắn trở về. Hắn cũng không dám không thành thật, đầu khớp xương một triệu phệ cốt nghĩ, thời thời khắc khắc đều đang ngó chừng hắn đây. Muốn dám không nghe lời nói, tại chỗ tử vong. Phải biết, Lý Thiên Mệnh hiện tại nắm trong tay cổ kiếm thanh xương, cha con bọn họ giá trị liền không có lớn như vậy. Càng là cần bán mạng thời điểm. Trở lại Ba Lan Sơn Mạch, Vân Thiên Khuyết vợ con nhóm, đều có kết giới tiêu ký, có thể chính mình về nhà, mà Diệp Bất Chi Thu lại vào không được. Tin tưởng bọn họ thông qua kết giới tiêu ký đi vào, Vân Thiên Khuyết có thể cảm giác được. Lần trước bọn họ là bị Lý Thiên Mệnh, trực tiếp xé mở kết giới mang ra, cũng không có phát động kết giới tiêu ký. Mỗi người trong lòng đều có một thanh tiêu xích. Lý Thiên Mệnh tiêu xích là, tại đại cục trước mắt, tận khả năng không sợ người vô tội. Bắt người tay cầm chỉ là một loại phương thức, quan trọng tại dùng như thế nào, Hy Hoàng thông qua đổ sát bức Lý Thiên Mệnh đi vào khuôn khổ, cùng bọn hắn hôm nay lấy tay cầm để Vân Thiên Khuyết vào cuộc, vốn cũng không phải là một loại khái niệm. Cái này khác nhau ở chỗ đối đãi, tay cầm thái độ. Nếu vì đi kiến tạo một cái, người tốt, nhãn hiệu, từ bỏ cơ hội thật tốt, làm một cái không biết biến báo, người ngu, đây không phải là Lý Thiên Mệnh. Loại chuyện này, không thẹn với lương tâm liền tốt. Trên thế giới luôn có người, sẽ chiếm theo đạo đức điểm cao vênh mặt hất hàm sai khiến, thượng cương thượng tuyến. Lý Mộ Dương để hắn làm một cái quân tử, Lý Vô Địch để hắn học hội sử dụng thủ đoạn. Không có thủ đoạn, quân tử, đã định trước chỉ là cái thánh nhân, mà không phải quân vương. Bây giờ, Vân Thiên Khuyết tay cầm, Lý Thiên Mệnh đã để Diệp Bất Chi Thu đưa trở về, sự chú ý của hắn. Chuyên chú đặt ở thôn giới thần đỉnh nội bộ chiến đấu phía trên. Đám người này, thật sự là cường. Theo thôn giới thần đỉnh chấn động đến xem, Lý Thiên Mệnh đều có chút cảm giác ra đầu tê dại. Cảnh giới của bọn hắn, đại khái đều tại thần dương vương cảnh thượng tầng đi, tiếp cận trật tự chi địa đỉnh phong. Lớn nhất tuổi nhỏ, trên cơ bản đều tu hành có 800 năm trở lên. Ta cách bọn họ trình độ, còn rất xa a. Nếu như không phải ngân trần, căn bản không có khả năng. Để bọn hắn tụ tại bên cạnh mình, lấy ý chí của mình làm chủ, đi làm một kiện cái tuổi này người, căn bản không có khả năng làm sự tình. Chỗ lấy cho đến nay, Vân Thiên Khuyết cũng không nghĩ đến, nơi này chủ đạo đại cục người, vậy mà tại bên ngoài. Ông, bên trong chiến đấu, không nói nhảm. Làm tử địch, chỉ có chém giết. Vì mạng sống, Vân Thiên Khuyết thi triển tất cả vốn liếng, các loại thủ đoạn át chủ bài đều xuất hiện. Chiến đấu kéo dài đến một phút. Thôn giới thần đỉnh động tĩnh lần nữa dẫn phát lòng núi đổ sụp, chung quanh dãy núi đã dẫn phát động đất. Bất quá coi như làm cho người vây xem, cái kia cũng không quan hệ. Bởi vì bên ngoài còn có Kim Lăng Sơn thủ hộ kết giới, Diệp Đông Lưu còn tại kết giới hạch tọa trấn đây. Chống đỡ. Vu Tử Thiên mặt đỏ tới mang tai. Nói thật,
Lý Thiên Mệnh đều muốn đi vào nhìn một chút, thần Dương Vương cảnh cường giả chiến đấu động tĩnh. Nhưng đây nhất định không được, chẳng những sẽ bị tác động đến, càng có thể bị Vân Thiên Khuyết tìm tới đột phá khẩu. Hắn vừa nghĩ như vậy thời điểm, vạn vạn không nghĩ đến, ngay một khắc này, thôn giới thần đỉnh nắp đỉnh lại bị trực tiếp chấn khai. Không tốt. Ầm ầm. Động tĩnh khổng lồ, đem Vu Tử Thiên chấn động đến kêu thảm một tiếng, trực tiếp nện vào trong đất bùn. Lý Thiên Mệnh vội vàng né tránh, cả người đồng dạng bị bùn cát chìm ngập. May mắn như thế, Vân Thiên Khuyết mới không có phát hiện bọn họ. Không phải vậy nếu như bị hắn bắt lấy, vậy hôm nay thì thất bại trong gang tấc. Ánh mắt xuyên thấu cát đá, Lý Thiên Mệnh bất ngờ nhìn đến, chấn khai nắp đỉnh chính là Vân Thiên Khuyết cộng sinh thú Vân Đế. Đây là một loại đặc thù cộng sinh thú, mây trắng sinh mệnh, Lý Thiên Mệnh cùng Vân Phi Dương chi chiến thời điểm đụng phải. Bất quá Vân Thiên Khuyết Vân Đế to lớn vô biên, nó đây là cứ thế mà dựa vào thân thể này bành trướng, đem thôn giới thần đỉnh căng ra. Phốc phốc phốc, vô số mây trắng hình thành phong bạo, xốc lên bùn đất, trực tiếp xông đi lên. Vân Thiên Khuyết rất có thể xen lẫn trong Vân Đế trong thân thể, thoát ly thôn giới thần đỉnh. Phiền toái, Lý Thiên Mệnh nghe bọn hắn nói qua, bởi vì cộng sinh thú Vân Đế quan hệ, Vân Thiên Khuyết chạy trốn năng lực, dây dưa năng lực. Xác thực so cổ kiếm thanh xương hiếu thắng. May mắn đúng vào lúc này, một cái trung niên áo đen đột nhiên xông ra. Mãnh liệt lực lượng đập vào, lại lần nữa để Lý Thiên Mệnh bị chấn đến cơ hồ thổ huyết. Trong hoảng hốt, hắn nhìn đến cái kia trung niên áo đen trên thân, quấn quanh lấy rất nhiều màu đen thức thần. Cái kia màu đen thức thần giả thiên tế nhật, ma khí ngập trời, đem chiến trường bao phủ trong bóng đêm. Đây là Dương Sách thức thần, ám dạ chân ma. Giờ phút này, cái kia ám dạ chân ma xông lên mặt đất, tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái hắc ám lồng giam, bao lại Vân Đế, cứ thế mà đem kéo về thôn giới thần đỉnh bên trong. Ầm ầm, hầm mỏ nổ tung, cái kia Vân Đế phát ra nộ hống, đinh tai nhức óc, như là lôi đình phong bạo. Vu Tử Thiên, đóng lại. Long Uyển oánh hô lớn một tiếng. Vu Tử Thiên mặt mày xám xịt đi ra, vội vàng thao túng thôn giới thần đỉnh nắp đỉnh. Tại cái kia Vân Đế bị sinh sinh kéo vào thôn giới thần đỉnh thời điểm, hắn một tiếng ầm vang, lại lần nữa đem thôn giới thần đỉnh phong bế. Nguy hiểm thật a, kém chút để hắn chạy ra ngoài. Cái này gọi Dương Sách Đại Mạc Ti thật sự là lợi hại. Vu Tử Thiên thở hổn hển nói. Ta thấy được, hắn giống như có 8 cái thức thần. Nghe nói là trật tự thiên tộc bên ngoài, một cái duy nhất bát kiếp. Lý Thiên Mệnh nói. Liền Lam Huyết Tinh Hải, kỳ thật đều là trật tự thiên tộc. Bao quát, Lan Hoàng, ở bên trong, đều không có bát kiếp. Dương Sách nắm giữ bát kiếp, lại không có truyền đi, như vậy hắn đệ bát kiếp, rất có thể là một cái bí mật. Có lẽ có khả năng, cùng loại Nguyệt thần tộc tổ tiên bát Nguyệt kiếm tôn, là về sau giác tỉnh. Dương Sách tiền bối nói, hắn liền Phong Vũ kiếm hoàng đều có thể đối phó một cái, nếu như hắn có thể một mực hỗ trợ, đây tuyệt đối là đại sát khí. Lý Thiên Mệnh nói, oánh gì thật có mị lực a. Bên người nam nhân đều mạnh như vậy. Nghe nói nàng phu quân có cửu long đế tôn chi tư, đáng tiếc. Vu Tử Thiên nói. Cảm khái mặc dù cảm khái, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là cầm xuống Vân Thiên Khuyết. Làm, giữ vững tinh thần a, đừng có lại bị trốn. Lý Thiên Mệnh nói. Minh Bạch, yên tâm, vừa mới ta không có phát huy tốt. Hai người bọn họ tiểu bối, tâm lý đập bịch bịch. Tại hết thảy đều không có hết thảy đều kết thúc trước đó. Tâm tình khẳng định khẩn trương. Lão đại, người nói làm xong Vân Thiên Khuyết, chẳng khác nào thanh vân nhất thống sao? Vu Tử Thiên hỏi. Không phải, Lý Thiên Mệnh lắc đầu nói. Vậy làm sao mới tính nhất thống? Chờ chúng ta đem trật tự thiên tộc, chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải, thiên thần kiếm tông toàn bộ đuổi đi ra, để thanh vân thần mộc thảo mộc thần linh, chỉ thuộc về thanh vân đại lục, thuộc về các ngươi những thứ này tại thanh vân thần mộc lớn lên thanh vân người, đây mới gọi là thanh vân nhất thống. Lý Thiên Mệnh nói, so với cầm xuống cổ kiếm thanh xương cùng Vân Thiên Khuyết hai cái trưởng giáo, Lý Thiên Mệnh nói một bước này, mới là khó khăn nhất hoàn thành, cũng là nhất định phải chết chiến. Bởi vì khả năng này, quan hệ đến chiến tôn, bắt đầu kiếm tôn, Lan Hoàng những người này ý chí, thậm chí là Thái Dương đế tôn ý chí. Không gì kiêng kỵ Lý Vô Song, là một cái rất lớn biến số. Trên thực tế, cấm xuống một cái thanh vân đại lục, đối Lý Thiên Mệnh cá nhân chỗ tốt. Thảo mộc thần linh phản ngược lại là thứ yếu, quan trọng ở chỗ kim loại thần khoáng. Đương nhiên, hắn là có ý thức muốn tại mặt trời này phía trên đứng vững gót chân,
vì tương lai trăm năm trải đường, đi sáng tạo một cái thiên mệnh hoàng triều hình thức ban đầu. Hắn nếu là thật sự vì Thanh Vân Đại Lục tất cả mọi người cống hiến, khiến mọi người đều ích lợi, trở thành nơi này anh hùng, như vậy cũng có ngày, cũng có hy vọng, thành vì bọn hắn người hoàng. Suy nghĩ của hắn, mục tiêu, đều phá lệ rõ ràng. Mà lại, Thanh Vân Đại Lục ổn định, có lẽ có thể chân chính trợ giúp cho Hiên Viên Long Tông. Long Uyển Oánh cùng Dương Sách bọn họ, trợ giúp chính mình rất nhiều, không có bọn họ, liền không có tương lai của mình. Lý Thiên Mệnh tự nhận là, hắn thuộc tại Thiên Cung, thuộc về Thanh Hồn Điện, cũng thuộc về Hiên Viên Long Tông. Chư vị tiền bối, thêm chút sức, trước tiên đem Thanh Vân Nhất Thống bố cục cầm xuống, lại đến đuổi đi tất cả kẻ xâm lấn. Tối thiểu nhất tại Thảo Mộc Thần Linh phương diện, Lý Thiên Mệnh là vì Thanh Vân Đại Lục, vì hai cái này tông môn cân nhắc. Thời gian trôi qua, thôn giới thần đỉnh còn đang chấn động. Nhưng là, Vân Đế đột phá một lần kia, là Vân Thiên Khuyết cao quang biểu hiện, sau đó bị năm đại cao thủ trấn áp, hắn cường đại tới đâu đều phải trọng thương. Chỉ là Dương Sách một cái đều có thể giết chết hắn, chỉ là muốn trưởng khống, nhiều hao phí rất nhiều công phu. Có thể nói, Dương Sách đến, trực tiếp thúc đẩy Lý Thiên Mệnh kế hoạch. Không có hắn, cổ kiếm Thanh Xương đều bắt không được. Lý Thiên Mệnh còn phải cảm khái một lần, Long Uyển Oánh giao thiệp. Quả nhiên, làm người chân thành, thông minh, thẳng thắn một chút, là dễ dàng kết giao bằng hữu. Ầm ầm, Vân Đế sau cùng phát ra một tiếng bi ai kêu to. Thôn giới thần đỉnh động tĩnh, dần dần tiêu tán. Chấn động lòng núi, cuối cùng yên tĩnh trở lại, cái này mang ý nghĩa hết thảy đều kết thúc. Còn kém một cái khác trưởng khống quá trình. Thiên Mệnh, vào đi. Long Uyển Oánh thanh âm lại lần nữa truyền đến, chỉ là lần này, liền nàng đều có chút suy yếu. Được. Nắp đỉnh mở ra. Một cái thiếu niên tóc trắng, xuất hiện ở trọng thương Vân Thiên Khuyết trước mắt. Vân Thiên Khuyết bị Thanh Hồn Tháp trấn áp, toàn thân phân mảnh, mềm yếu bất lực. Làm hắn nhìn người tới lại là Lý Thiên Mệnh thời điểm, cả người hắn có chút trợn tròn mắt. Ngươi chính là người chủ trì. Vân Thiên Khuyết thanh âm khàn khàn hỏi. Không tính là, chúng ta đều là một cái ý chí, các trưởng bối trợ giúp ta, để ta làm một bước cuối cùng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi muốn tự tay giết ta. Ha ha, bổ đao tư vị, để ngươi có thể sinh ra hư vinh cảm giác sao? Vân Thiên Khuyết cắn răng nói. Ngươi sợ chết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta không sợ, nhân sinh đến chính là muốn chết, chết sớm, chết muộn đều như thế, tử vong hù dọa không được ta. Vân Thiên Khuyết nói. Cái kia không phải rồi. Tự ta tiễn ngươi về Tây Thiên, không có gì thích hợp bằng. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn tại Vân Thiên Khuyết trong mắt, thấy được thật sâu oán hận, nóng nảy, còn có một chút bất đắc dĩ. Lý Thiên Mệnh, ta đại khái đã hiểu, bắt lấy vợ ta nhi, lại không có dựa vào bọn họ trực tiếp bức tử ta, ngược lại dùng như thế một đám người tốn công tốn sức đến chân áp ta, thậm chí trước đem vợ ta nhi trước cho đưa trở về, đây đều là chủ ý của ngươi. Vân Thiên Khuyết âm thanh lạnh lùng nói. Xem như thế đi, Lý Thiên Mệnh nói. Vậy ngươi còn tính toán cái chính nhân quân tử a? Vân Thiên Khuyết nói. Không tính là, ngươi có thủ đoạn, ta cũng có thủ đoạn, cái này cái mũ ta mang không nổi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thì coi mình là đi, ngươi nghe ta nói, ngươi đến đón lấy giết ta, ta tuyệt đối nửa điểm không phản kháng, nhưng ta chỉ có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Vân Thiên Khuyết nói. Nói. Để bọn hắn thật tốt còn sống, đừng đi quấy rầy bọn họ. Vân Thiên Khuyết nói đến đây, hốc mắt biến đến đỏ thẫm, hai tay nắm lấy mặt đất. Trong lời nói có vạn phần không cam lòng, thế nhưng là hắn đã nhận mệnh. Cái này đương nhiên không có vấn đề, cái này vốn là ta phải làm. Lý Thiên Mệnh nhìn chăm chú hắn đỏ hai mắt màu đỏ, bỗng nhiên mỉm cười nói, ngươi mới vừa nói, ngươi nửa điểm đều không phản kháng thật sao. Lý Thiên Mệnh có thể trong lòng đau. Ngân Trần thật vất vả ăn đi ra phân thân đây. Có thể, không có vấn đề. Vân Thiên Khuyết cắn răng nói. Vậy ta bắt đầu, ta người này, có ngược đãi giết người mau bệnh, khả năng quá trình sẽ có chút đau, người kiên nhẫn một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, ta ngang dọc Thanh Vân Đại Lục nhiều năm như vậy, đau đớn một từ, có thể dọa ta. Vân Thiên Khuyết chẳng thèm ngó tới. Nói thật, từng tại Vô Thiên Chi Cảnh bên ngoài, lần thứ nhất nhìn đến Lý Thiên Mệnh thời điểm đó Vân Thiên Khuyết, hoàn toàn nghĩ không ra, tương lai mình sẽ chết tại Lý Thiên Mệnh trên tay. Thật tốt hưởng thụ. Lý Thiên Mệnh nói xong, lấy ra 10 cái tiểu ngân chứng. Nhớ kỹ, chớ phản kháng, đừng nhúc nhích, hưởng thụ là được rồi.
chỉ cần ngươi thực hiện hứa hẹn, Vân Thiên Khuyết nói. Được. Lý Thiên Mệnh không nghĩ tới, làm hắn mở ra huyết nhục cốt cách, hướng bên trong để phệ cốt nghĩ thời điểm, Vân Thiên Khuyết thật sự chính là, chỉ cắn răng, lại một lần đều không gào rú. Vân Tông Chủ, là cái con người kiên cường a, Lý Thiên Mệnh nói. Khác lầm bà lầm bầm, ta vội vàng đi đầu thai đâu, ngươi chờ, đời sau ta giết chết ngươi. Vân Thiên Khuyết cắn răng nói. Đương nhiên, phệ cốt nghĩ bình thường không trở ngại tiến vào cốt cách, bản thân không có quá lớn đau đớn, chí mạng đau đớn đến từ phát tác. Lần này, trước chỗ tương lai thuận lợi. Lúc này mới một canh giờ, Lý Thiên Mệnh thì nhẹ nhõm đem 1 triệu trở lên phệ cốt nghĩ, toàn bộ bỏ vào Vân Thiên Khuyết thân thể, hoàn thành một bước cuối cùng. Thành công! Lầm bà lầm bầm làm gì? Ngươi ngược lại là giết a? Vân Thiên Khuyết trợn mắt nói. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, cười nhìn lấy hắn. Thứ độ gì? Vân Thiên Khuyết thực sự không hiểu, hắn là có ý gì? Bất quá lúc này thời điểm, hắn một chút ngây ra một lúc, tu di giới chỉ bên trong, một cái mang theo người kết giới thạch nhắc nhở lấy hắn, hết thảy 3 cái kết giới tiêu ký, tiến vào hắn thiết lập ở Ba Lan Sơn Mạch kết giới. Nói cách khác, vợ con của hắn về nhà. Được rồi, có thể, tới đi. Vân Thiên Khuyết nhắm mắt lại nói. Vân Tông Chủ, chúc mừng ngươi thông qua khảo nghiệm, không cần chết. Lý Thiên Mệnh nói. Vân Thiên Khuyết cau mày. Người trẻ tuổi, người có bệnh. Lý Thiên Mệnh rất là dứt khoát, xuất ra mấy cái tiểu ngân chứng, đem phệ cốt nghĩ cùng vô hình con rán tất cả công hiệu, cùng hắn nói một lần. Giống như vậy con rán, có mấy ngàn vạn, trải rộng toàn bộ Thanh Vân Đại Lục. Trong đó có mấy trăm vạn đều tại ngươi Vân Thượng Tiên Cung, các ngươi tất cả mọi người mỗi tiếng nói cử động, đều chạy không khỏi con mắt của ta cùng lỗ tai, bao quát ngươi tại Ba Lan Sơn Mạch nhà, cũng là ta thông qua phương thức như vậy tìm tới. Sau khi nói xong, hắn thuận tiện để Vân Thiên Khuyết thể nghiệm một lần, phệ cốt nghĩ tránh thức phát tác loại kia cực kỳ bi thảm thống khổ. Hiện tại con người kiên cường, lần này co quắp tại mặt đất, đau đến thất thanh, toàn thân co rút, miệng sùi bọt mép. Dễ chịu sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vân Thiên Khuyết càng rung động, không thể tưởng tượng, ngơ ngác nhìn phệ cốt nghĩ cùng con rán. Những thứ này bò sát tại Lý Thiên Mệnh trên tay kim loại sinh mệnh, để hắn cảm nhận được so tử vong càng đáng sợ hoảng sợ. Trưởng khống ta, ngươi muốn làm cái gì? Vân Thiên Khuyết giờ mới hiểu được, hắn hôm nay mục đích thực sự. Hắn đã sớm, hít vào rất lắm lời khí lạnh. Nếu như chỉ là muốn giết hắn, dương sách một cái là đủ rồi. Lý Thiên Mệnh đem chính mình đối cổ kiếm Thanh Sương nói qua, Thanh Vân nhất thống, nguyện nghĩ, càng thêm kỹ càng nói cho Vân Thiên Khuyết. Nói đến kích tình bành trướng. Vân Tông Chủ, chờ chúng ta đuổi đi kẻ xâm lấn một ngày, mặc kệ là Thanh Hồn Điện vẫn là Vân Thượng Tiên Cung, đều có thể thu được gấp 10 lần lợi ích, chỉ cần 2 tông chiếu ứng lẫn nhau, không lại quân bị thăng cấp, dựa theo Thiên Cung quy định, người khác căn bản không có xâm lấn lấy cớ. Đây là thiên thu vạn đại sự tình, Lý Thiên Mệnh nói. Vân Thiên Khuyết sau khi nghe xong, chợt cười to. Mồm còn hôi sữa, ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì tại cái này ý nghĩ hão huyền, để cho ta Vân Thượng Tiên Cung, chấp hành ý chí của ngươi, vì ngươi điên cuồng mạo hiểm. Vân Thiên Khuyết cười khẩy nói. Thanh hồn tháp đã triệt hồi, hắn khôi phục tự do. Hắn đứng dậy, sắc mặt âm lãnh nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh minh bạch một việc. Giết hắn rất dễ dàng. Nhưng muốn để hắn đồng ý ý nghĩ của mình, rất khó. Ngươi dùng phương pháp kia đối phó ta, vậy liền thất sách, ta Vân Thiên Khuyết không sợ chết, ta sẽ không cầm Vân Thượng Tiên Cung tương lai theo ngươi làm tiền đặt cược, ta chết đi, Vân Thượng Tiên Cung có người nối liền. Trật tự thiên tộc cũng là mặt trời này phía trên đế hoàng, không ai có thể cùng bọn hắn đối kháng, ta lựa chọn bọn hắn ngày nào đó, liền không có muốn lại cùng vạn tông cùng chung mối thù. Ngươi muốn thông qua ta khống chế Vân Thượng Tiên Cung, nằm mơ. Hắn kiên quyết, không sợ chết, mang đến Lý Thiên Mệnh mới nan đề. Vân Thiên Khuyết vốn cho rằng, Lý Thiên Mệnh sẽ rất thất bại, thế nhưng là thiếu niên này ôn hòa cười một tiếng, nói, không sao a, ngươi bây giờ thì có thể đi trở về, hảo hảo nghĩ rõ ràng, làm ngươi cùng ngươi tông môn người, tiếp tục tiếp nhận chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải vô lễ, áp bách, lần nữa nhìn lấy bọn hắn công phu sư tử ngoạm, cướp đi vốn thuộc về các ngươi thảo mộc thần linh. Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch. Phản kháng ý nghĩa đến cùng lớn bao nhiêu, sinh mà làm người, tại sao muốn đi làm chó? Nhân tính vĩ đại, ngay tại ở không sợ cường địch. Dù sao có ngân trần, tùy thời đều có thể cùng Vân Thiên Khuyết câu thông. Vân Thiên Khuyết tại Vân Thượng Tiên Cung rất có lực thu hút, nói thật,
Lý Thiên Mệnh vẫn là cần hắn, không bỏ được giết hắn. Ngươi nói thật nhẹ nhàng, ngươi cũng đã biết, phản kháng bọn họ, sẽ chảy xuống bao nhiêu huyết. Ngây thơ cũng là ngây thơ, buồn cười là, các ngươi đám người này, còn cùng một tên tiểu bối cùng một chỗ hồ nháo. Vân Thiên Khuyết khinh bỉ nhìn lấy mọi người. Vân Thiên Khuyết, không nên nói nữa tiểu bối hai chữ này, hôm nay trước đó, ngươi sẽ nghĩ tới chính mình gặp phải loại cục diện này sao? Trên thế giới này không có cái gì không có khả năng, chỉ có ngươi có dám hay không? Nếu như bởi vì sợ đổ máu, liền có thể tiếp nhận người khác cưỡi tại trên đỉnh đầu của mình làm mưa làm gió, cái kia người sống cùng súc sinh có cái gì khác nhau? Cổ Kiếm Thanh Xương nói. Ngay từ đầu, Cổ Kiếm Thanh Xương không muốn bị trưởng khống, thế nhưng là bị trưởng khống về sau, hắn lý niệm, là cùng Lý Thiên Mệnh tương thông. Vân Thiên Khuyết trưởng khống dễ dàng, ngược lại lý niệm hoàn toàn không thông, hắn thờ phụng trật tự thiên tộc. Hắn còn không sợ chết. Vân Thiên Khuyết nhìn chằm chằm cái này lão đối thủ, rơi vào trầm mặc. Lại để cho ngươi nhìn một vật. Cổ Kiếm Thanh Xương đứng trước mặt của hắn, cắt xương tay của chính mình, có thể thấy rõ, bên trong cũng có phệ cốt nghĩ. Hắn cười khổ nói, ngươi đoán được không sai, ta là lên một cái người bị hại, bị đứa nhỏ này trưởng khống người, ngươi không phải một cái duy nhất. Ta không cam tâm thần phục hắn, nhưng là, ta lại không cho rằng, hắn nguyện muốn không có thực hiện khả năng. Vân Thiên Khuyết, trăm ngàn đời a, hai chúng ta tông, mãi mãi cũng tại nội đấu, ngao cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi, ta cũng từng mặc sức tưởng tượng qua, chúng ta khi nào có thể liên hợp cùng một chỗ, đánh bại ngư ông. Hôm nay, chúng ta bị cùng một kỳ tích khống chế tánh mạng, nhưng có lẽ, đây chính là một cái cơ hội đâu. Thôi đừng chém gió. Nói thật, tận mắt thấy Cổ Kiếm Thanh Xương, xuống chàng vậy mà cùng mình giống nhau, Vân Thiên Khuyết vẫn là tương đối rung động. Thế nhưng là, một người niềm tin, cũng không dễ dàng sửa đổi. Đây là Lý Thiên Mệnh tiến lên trên đường chỗ khó, hắn đánh giá thấp chánh thức trưởng khống Vân Thiên Khuyết khó khăn. Nắm mệnh của hắn, lại nắm không ngừng tim của hắn. Ngươi đi đi, Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói. Cứ như vậy thả đi ta, Vân Thiên Khuyết hỏi. Nghĩ gì thế, Thanh Vân Đại Lục đều là ánh mắt của ta, ngươi toàn thân đều là phệ cốt nghĩ, có thể chạy trốn tới đâu đây? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Đúng, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng ngươi trông cậy vào ta có một ngày có thể nghĩ thông suốt, không có khả năng. Vân Thiên Khuyết nói. Tùy tiện ngươi, Lý Thiên Mệnh nói. Vân Thiên Khuyết nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, vượt qua hắn, từng bước một đi ra ngoài. Trong lúc đó còn quay đầu lại một lần, hít một hơi thật sâu. Hắn biết, Lý Thiên Mệnh chắc chắn hắn cuối cùng, vẫn là sẽ cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Khả năng sao? Trong lúc nhất thời, Vân Thiên Khuyết chính mình cũng mờ mịt. Hắn biết Lý Vô Song, Cổ Mạc Đan Thần bọn họ có bao nhiêu đáng sợ. Phản kháng bọn họ. Cái kia chết người, nhưng là không chỉ chính mình a. Vù vù. Vân Thiên Khuyết to khỏe thở phì phò. Rời đi Kim Lăng Sơn về sau, hắn lấy tốc độ nhanh nhất, chạy về Ba Lan Sơn Mạch. Trên người hắn tràn đầy vết máu, va vào trong đình viện. Dĩnh Nhi. Lớn tiếng một hô. Vân ca. Trong phòng có người hô hoán. Đăng đăng vài tiếng, một nữ tử nắm hai cái hoàn hảo không chút tổn hại hài tử, dưng dưng nhìn lấy hắn. Không có chuyện gì. Vân Thiên Khuyết hít sâu một hơi, lau đi vết máu, lộ ra nụ cười. Ừm, tốt. Nữ tử toàn thân mềm nhũn, kém chút ngã xuống, là Vân Thiên Khuyết đỡ nàng. Vân ca, muốn dọn nhà sao? Nữ tử hỏi. Không cần, chân trời góc biển, đều trốn không thoát cặp mắt kia. Vân Thiên Khuyết nói. Vân Thiên Khuyết một bước này, kết cục cũng không như Lý Thiên Mệnh suy nghĩ thuận lợi như vậy. Muốn để loại này người, một bước đúng chỗ, vì chính mình phục vụ rất khó. Lý Thiên Mệnh có thể lựa chọn giết hắn, lại trưởng khống Vân Thượng Tiên Cung còn lại 6 cái, ngũ phẩm tu luyện giả, cái này đồng dạng có thể trưởng khống Vân Thượng Tiên Cung, có thể hiệu quả cuối cùng sẽ kém. Cho nên, hắn vẫn là nguyện ý cho Vân Thiên Khuyết cơ hội. Không thể một lần cầm xuống, vậy sẽ phải tháo gỡ ra tới. Một bước một cái dấu chân, chờ đợi hắn cải biến ý nghĩ cơ hội. Lý Thiên Mệnh chỗ lấy có bực này đại trái tim, không đi bức bách Vân Thiên Khuyết, hắn là có lý do. Bây giờ, Thiên Thần Kiếm Tông 100.000 kiếm tu đến, đối Thanh Hồn Điện tu luyện giả, tạo thành rất lớn trùng kích. Làm, bản tông kiếm tu, bọn họ hành sự hoành hành bá đạo, chiếm trước ba đầu kiếm mạch. Bọn họ thực chất bên trong xem thường Thanh Hồn kiếm tu, ngày bình thường tranh chấp thường xuyên phát sinh,
thậm chí đổ máu chết người. Thanh hồn điện đều chỉ có thể đem những này khuất nhục nuốt xuống. Không có ở bao lâu, thanh hồn điện đời đời duy trì thứ nhất, thứ hai, đệ tam kiếm mạch, đã một mảnh hỗn độn. Làm khách nhân, thiên thần kiểm tra tu sửa bọn họ huyên tân đoạt chủ, đồ bỏ đi, tạp vật ném đến khắp nơi đều là. Có chút nam kiếm tu, còn đối thanh hồn điện nữ kiếm tu nói năng lỗ máng, đùa giỡn, trêu đùa, đã dẫn phát thanh hồn kiếm tu nhóm rất lớn lửa giận. Mâu thuẫn ở khắp mọi nơi. Nhất lưu thế lực, cùng, bản tông, cái này hai đại cảm giác ưu việt, để cái này lấy, bá kiếm, vì tông môn chi đạo thiên thần kiếm tông kiếm tu, ỷ vào người đông thế mạnh, càng ngày càng làm càn. Phong, phu kiếm hoàng căn bản không quản. Bọn họ đây cũng là một loại ngầm thừa nhận. Hai vị này kiếm hoàng, xuất từ thiên thần kiếm tông đỉnh cấp thị tộc, lấy, hung hăng càn quấy, nổi tiếng, Long Uyển Oánh nói bọn họ là có tiếng, não tàn cũng không phải là không có lý do gì. Tiếp xúc nhiều mấy ngày, thì cơ hồ không cách nào dễ dàng tha thứ. Đỉnh cấp cường giả bên trong, tồn tại loại này kỳ hoa, Lý Thiên Mệnh cũng có chút im lặng. Hắn thấy thánh, xanh, tím ba vị Long Hoàng, tối thiểu công chính đại khí. Đời sau Bạch Long Hoàng, Dương Sách, Cổ Kiếm Thanh Xương, Vân Thiên Khuyết những người này, đều có chính mình khát vọng, truy cầu. Mặc kệ lựa chọn đường gì, chí ít có ý chí độc lập. Điều này nói rõ, mặc kệ địa phương nào, cậy già lên mặt, vừa già lại xấu lại ngu xuẩn người, đều là tồn tại. Hết lần này tới lần khác còn cố chấp, thích tự cho là thông minh. Mấu chốt là bọn họ còn ngồi ở vị trí cao, chiến lực rất mạnh, này liền gọi người khó chịu. Lý Thiên Mệnh dám nói, muốn không phải lưng tựa thiên thần kiếm tông, xuất thân trật tự chi địa đỉnh cấp thị tộc, sinh ra đã có đỉnh cấp tu hành thiên phú, dạng này, người già đổ bỏ đi tuyệt đối không sống tới hiện tại. Vì cái gì chán ghét bọn họ? Bọn họ bỏ mặc thiên thần kiếm tông kiếm tu, đem toàn bộ thanh hồn kiếm phong bầu không khí, làm đến rối loạn, người người than thở. Bọn họ còn bao biện làm thay, mấy vạn kiếm tu tự mình đi thanh vân thần mộc hái hái trái cây. Vốn là, một đường ngắt lấy công tác, không có gì kỹ thuật hàm lược, đều có thanh hồn điện các đại kiếm thành, kiếm quân thao tác, phụ trách khu vực cùng vận chuyển điều lệ đều rất rõ ràng, bọn họ vừa đi lẫn vào, cũng là quấy rối. Chẳng những đem một vài không thành thục trái cây hái xuống lãng phí, chỗ hái thảo mộc thần linh, bọn họ trực tiếp làm trái quy định, tự mình nhận lấy, nạp làm hữu dụng, cùng cường đạo không sai biệt lắm. Mấu chốt là, nếu có người nói hơn hai câu, hoặc là ngăn cản bọn họ tính khí 10 phần táo bạo, thường xuyên trực tiếp động thủ, một chút cũng không có lưu tình. Ngắn ngủi mấy ngày, đều có rất nhiều thanh hồn điện người chết yểu. Thỏ chết hồ buồn, toàn bộ xanh hồn điện người. Đối thiên thần kiếm tông kiếm tu, oán niệm đều phi thường lớn. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không có chúng ta tỏa chấn, các ngươi một cọng lông cũng đừng nghĩ đạt được. Chúng ta nguyện ý đến giúp đỡ các ngươi, đều tính toán phúc khí của các ngươi, còn ở lại chỗ này lải nhải. Muốn chết, mở mắt ra thấy rõ ràng, là ai đang bảo vệ các ngươi. Thật sự là lang tâm cẩu phế. Thiên thần kiếm tông kiếm tu, có lý do của bọn hắn. Trước đây chỉ có thạch nham thời điểm. Bọn họ cũng không có làm như vậy, hiện tại người đông thế mạnh, khắp nơi ức hiếp, ngoài miệng nói thật dễ nghe, lại khắp nơi đều tại vơ vét chỗ tốt. Đây hết thảy, Cổ Kiếm Thanh Xương nhìn ở trong mắt. Hắn cố nhiên không có lựa chọn, thế nhưng là từ nội tâm phía trên nhìn, hắn đã hoàn toàn đứng ở Lý Thiên Mệnh bên này. Rõ ràng, Vân Thượng Tiên Cung, bên kia, tình huống giống nhau. Bởi vì Thiên Thần Kiếm Tông tiếp viện, Chiến Thần Tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải. Đều lại trình độ nhất định tiếp viện. Tuy nhiên không có thiên thần kiếm tông nhiều như vậy, cùng nhau cũng có 5 vạn trở lên. Nhất là chiến thần tộc, từng cái đều là cao to lực lưỡng tinh anh. Lý Thiên Mệnh thông qua ngân trần hai mắt, đem Vân Thượng Tiên Cung phát sinh tất cả mọi chuyện, đều nhìn ở trong mắt. Làm vì nhất lưu thế lực chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, quả thực cũng không quá tôn trọng Vân Thiên Khuyết cùng hắn Vân Thượng Tiên Cung, bọn họ ở tại vị trí tốt nhất, đem chủ nhân tiến đến, nhà xí. Vênh váo hung hăng ngược lại là thứ yếu. Chủ yếu là Vân Thiên Khuyết, Thiên Vân Tộc, Thừa Thái Mỹ Nhân, rất có dị vực phong tình, đều là Vân Thượng Mỹ Nhân. Chiến thần tộc cao to lực lưỡng, phổ biến vui hảo Mỹ Nhân, cho nên thường xuyên có xâm phạm sự kiện phát sinh. Bị trà đạp Thiên Vân Tộc Mỹ Nhân, hoàn toàn không có tôn nghiêm. Làm tộc vương Vân Thiên Khuyết, hắn chỉ là giận mà không dám nói gì thôi. Lam Huyết Tinh Hải thì càng không cần phải nói. Bọn họ bản thân liền là trật tự thiên tộc, tinh thần tộc, mặt trời này phía trên thức thần tu luyện giả,
phổ biến đều tự giác cao quý, không đem ngự thú sư để vào mắt. Cũng không phải là nói, mỗi cái cường giả đều sẽ ức hiếp, rất bá, nhưng bởi vì chiến thần tộc, làm huyết tinh hải cùng thiên thần kiếm tông một số lịch sử nhân tố cùng thị tộc ý chí, loại chuyện này mới sẽ như thế phổ biến. Đương nhiên, nếu như không phải muốn cường thủ hào đoạt, bọn họ cũng sẽ không đi vào Thanh Vân Đại Lục. Cho nên nói, Vân Thiên Khuyết cảm thụ, cùng chúng ta là tương đương. Còn có một cái vô cùng trọng yếu vấn đề, cái kia chính là. Theo Vân Thiên Khuyết lựa chọn làm trật tự thiên tộc chó săn một khắc kia trở đi, Vân Thượng Tiên Cung tối thiểu có 9 phần 10 người đều phản đối, bao quát 4 cái ngũ phẩm thân phận tu luyện giả. Vân Thượng Tiên Cung tuy nhiên đời đời cùng Thanh Hồn Điện là cừu địch, nhưng đây cũng không có nghĩa là, bọn họ không có gió xương. Ngược lại, những cái này sinh hoạt tại mây tới bầu trời thành tu luyện giả, từ trước đến nay lấy ánh sáng lấy xưng, tự nhận là thoát trần, thanh tịnh, như mây bên trong tiên nhân. Tuy nhiên tình thế bức bách, có thể đời đời là vạn tông tông môn, lại mạo hiểm khuất phục trật tự thiên tộc, được người xưng hô vì chó săn. Còn muốn chịu đựng chiến thần tộc cùng lam huyết tinh hải tu luyện giả áp bách, tân tân khổ khổ hái thảo mộc thần linh, vị đạo đều không nghe thấy được, toàn bộ rơi trên tay bọn họ. Vân Thượng Tiên Cung tu luyện giả trong lòng áp lực, cũng đến cực hạn. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh đều là thấy rất rõ ràng. Hắn mới tin tưởng vững chắc, Vân Thiên Khuyết cuối cùng sẽ cùng bọn hắn đi cùng một chỗ. Trước kia, Hiên Viên Long Tông lựa chọn Thanh Hồn Điện, Thanh Hồn Điện thiên bảng bài danh đã định trước tăng lên, Vân Thiên Khuyết không cam tâm thứ hai, cho nên hắn không được chọn. Chỉ có chiến thần tộc phía sau trật tự thiên tộc, mới có thể áp chế Hiên Viên Long Tông một đầu. Nhưng bây giờ, Lý Thiên Mệnh xuất hiện, để hắn có tuyển. Suy nghĩ kỹ một chút, nếu như có thể có gấp 10 lần thu hoạch, tranh giành Thanh Vân thứ nhất, thứ hai, còn có ý nghĩa sao? Kỳ thật cổ kiếm thanh xương, để Vân Thiên Khuyết nhìn hắn phệ cốt nghĩ rất quan trọng. Điều này nói rõ, cổ kiếm thanh xương cũng là bị trưởng khống giả. Cái này mang ý nghĩa, không phải Vân Thượng Tiên Cung thần phục Thanh Hồn Điện, mà chính là bọn họ cùng một chỗ, thần phục Lý Thiên Mệnh. Sau khi trở về, mấy ngày mấy đêm, Vân Thiên Khuyết đều không vung được trong đầu Lý Thiên Mệnh. Còn có cái kia không có tận cùng kim loại sinh mệnh. Tại xương cốt của hắn bên trong ký sinh, ở bên cạnh hắn bỏ sát. Vân Thượng Tiên Cung, Phi Vân Cung. Cả tòa Phi Vân Cung trước, đó là trồng chất như núi thảo mộc thần linh, khoảng chừng hơn 10 triệu. Tiên khí pha trộn, phiêu hương 10.000 dặm. Nơi này là Vân Thượng Tiên Cung, chuyên môn dùng để cho đế tôn chi tử ở lại. Chỗ tu luyện, ở vào Vân Thượng Tiên Cung hạch tâm chi địa. Phi Vân Cung bên ngoài, lòng u u cùng Lý Nhược Thi hai cái nghiêng nước nghiêng thành tiểu mỹ nhân, một trái một phải, nhìn lấy những thứ này thảo mộc thần linh xuất thần. Mặc dù đại đa số phẩm chất không cao, nhưng số lượng này, thật sự là nhiều a. Lòng u u tán thán nói. Vừa vặn thích hợp Hạo Thần ca ca, hắn cần rất nhiều. Lý Nhược Thi nói. Có điều, Hạo Thần ca ca lần trước sau khi chiến bại, đều muốn trực tiếp đi, không quá muốn nơi này thảo mộc thần linh, đáng tiếc vô song cô không cho hắn đi, còn ép hắn Hạo Nhật thần thú tiếp tục ăn. Nàng rõ ràng là muốn để Hạo Thần ca ca, một lần nữa đánh bại Lý Thiên Mệnh, cho chúng ta trật tự thiên tộc, giành lại mặt mũi. Long U U nói, khẳng định là như vậy, bằng không, vì cái gì không cho Hạo Thần ca ca đi. Nàng quá coi trọng thể diện. Mọi người nói, nàng cũng là một cái. Cả một đời đều không muốn thua một lần người. Lý Nhược Thi nói. Tốt a, bất quá, cái kia thứ gì chiến thần tộc, làm huyết tinh hải người, ngược lại là đặc biệt ân cần, mỗi ngày đều hướng Hạo Thần ca ca nơi này đưa thảo mộc thần linh, làm đến những cái kia Vân Thượng Tiên Cung người rất biệt khuất. Long U U nói. Biệt khuất cái gì, không có chúng ta tỏa chấn, bọn họ không có cái gì. Lý Nhược Thi nói. Hai người bọn họ cùng đi nhập Phi Vân Cung. Hống hống hống. Phi Vân Cung bên trong, tám đầu mặt trời gay gắt thiêu đốt cự thú, chính tại điên cuồng thôn vệ cái kia hơn 10 triệu thảo mộc thần linh. Một miệng hơn vạn. Những thuốc kia hiệu kinh người thảo mộc thần linh, để Hạo Nhật thần thú thiêu, hấp thu. Ong ong ong. Các nàng vừa lúc tiến vào, một cái sáng chói sáng lóng lánh người trẻ tuổi, theo trồng chất như núi thảo mộc thần linh bên trong nhảy lên một cái, toàn thân lực lượng chấn động, đại lượng lực lượng bạo phát. Ầm ầm. Mạnh hơn khí tức hội tụ ở trên người hắn. Hạo Thần ca ca, đột phá. Lý Nhược Thi sắc mặt vui vẻ. Tinh tướng thần cảnh cấp 9A. Lần này, dù sao cũng nên vô địch A. Long U U vui vẻ nói. Các nàng trong ánh mắt,
người tuổi trẻ kia ánh mắt hừng hực, chiến ý dồi dào. Rốt cục bước ra một bước này, như vậy, có thể đi về a. Cấp 9. Phương xa thanh hồn kiếm phong phía trên, Lý Hạo Thần hết thảy, đương nhiên trốn không thoát Ngân Trần, chấm đen nhỏ, hai mắt. Ngân Trần ánh mắt, cũng là Lý Thiên Mệnh ánh mắt. Cái này cộng sinh thú, quả thực khai thác Lý Thiên Mệnh sinh tồn hệ thống, để hắn cơ hồ báo trước hết thảy. 2 triệu Ngân Trần, Thanh Vân Đại Lục ở bên trên, với ta mà nói, cơ hồ không có bí mật. Có điều, Vân Thượng Tiên Cung bên kia kim trúc quáng mạch, so thanh hồn điện còn nhiều, tạm thời cũng còn trống không đây. Làm xong Vân Thiên Khuyết, Lý Thiên Mệnh để mắt tới bên kia quặng mỏ. Bất quá, hắn cũng không nóng nảy. Trước mắt Thanh Vân Đại Lục biến số rất nhiều, Lý Thiên Mệnh vốn là muốn đi Huyễn Thiên Chi Cảnh, tiếp lấy khiêu chiến Tử Tinh bảng đệ nhất Diệp Thần. Nhưng hắn sợ bên này ra chuyện, gấp cần gấp hắn. Cho nên đem chuyện này, một chút thả phóng một cái. Lý Hạo Thần có thể a, tinh tướng thần cảnh cấp 9, đoán chừng có thể cùng Diệp Thần không sai biệt lắm. Có điều, hắn muốn tại trên người của ta rửa sạch nhục nhã, ha ha. Lý Thiên Mệnh không phải kiêu ngạo. Phàm là để hắn vượt qua người đồng lứa, muốn phản siêu, cái kia so với lên trời còn khó hơn. Mấy ngày nay hắn đang quan sát Thanh Vân Đại Lục các phe động tĩnh, cùng lúc đó, thì tại ma luyện, Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, thứ 5 kiếm. Bạch Long, Thánh Nguyên Diệu Hồn. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm cơ sở kiếm quyết, cũng không phải là uy lực tương đương, mà chính là càng ở sau, đan kiếm thì càng mạnh. Chỉ là tu luyện đều càng khó, chứ nói chi là dung hợp. Cái này thứ 5 kiếm, Thánh Nguyên Diệu Hồn, Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ rất lâu. Thứ 6 kiếm mạch, Tuấn Nam Phong, phía trên, hắn tay cầm Đông Hoàng Kiếm, tại giữa núi rừng luyện kiếm. Một kiếm này, điệp ra linh hồn lực sát thương, nếu như thức thần thi triển, sẽ đối với địch nhân thức thần cùng mệnh hồn, đều sinh ra nhất định lực sát thương. Tiểu Phong nếu như sẽ dùng kiếm, cái kia đều có thể dạy hắn, đáng tiếc hắn không cần. Truyền thuyết Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm là Cửu Long Đế Tôn sáng tạo, Lý Thiên Mệnh không tin nguyên nhân, ngay ở chỗ này. Cái này thứ 5 kiếm Bạch Long, hoàn toàn chính là vì thức thần chế tạo kiếm quyết. Có một nửa uy lực, ở chỗ thần hồn tiến công. Đáng tiếc ta chỉ có một cảnh thần hồn, mệnh hồn bản thân lực sát thương không cường. Kém xa Tiểu Phong tam cảnh vương hồn, còn phải dựa vào thức thần. Nếu như ta có Tiểu Phong tam cảnh vương hồn, để một kiếm này, đan kiếm đều đáng sợ. Dạ Lăng Phong thần hồn tu luyện pháp, đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn, Lý Thiên Mệnh vô phúc hưởng thụ. Dù sao, Tiểu Phong cũng không tu luyện được hắn vĩnh hằng luyện ngục kinh. Tiểu Phong nói, hắn đều sắp tu luyện đến 4 cảnh đế hồn. 20 mấy tuổi, thần hồn có thể so với đế tôn cấp bậc, đến lúc đó hắn lực sát thương, vượt cấp năng lực, sợ rằng sẽ càng mạnh. Lý Thiên Mệnh cân nhắc qua thần hồn tu hành, cái này kỳ thật rất trọng yếu. Nhưng khổ vì không có thích hợp công pháp. Không có tốt, hắn dứt khoát không luyện. Tránh khỏi luyện được lung ta lung tung. Hắn trước tiên có thể không luyện, bởi vì hắn có thần hồn tháp, phương diện này sẽ không lỗ. Trong rừng, chung quanh không người, hắn thức thần sinh ra, hóa thân thành thức thần đạo kiếp, tại cái này trong rừng lăn lộn. Bạch Long, Thánh Nguyên Diệu Hồn. Siêu siêu siêu. Vạn kiếm hóa thành Bạch Long, ngưng kết thành kiếm trận. Trong lúc nhất thời, chướng mắt Bạch Quang nếu như nổ tung, Vạn Long bay lên, làm đến địch nhân căn bản mắt mở không ra, ở vào cơ hồ mù trạng thái. Phốc phốc phốc. Hắn mạnh nhất lực sát thương, ở chỗ Bạch Long quấn quanh thần hồn. Nếu như có thể dung hợp một kiếm này, thành tựu, Ngũ Long Thiên Kiếp Kiếm, để một kiếm này uy lực, cơ hồ đều nhanh tới gần 7 cảnh thần quyết. Chiến quyết phương diện, có cái này Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, Lý Thiên Mệnh sẽ chỉ siêu việt người đồng lứa. Đinh! Đông Hoàng Kiếm giết ra, lóa mắt Bạch Quang hóa thành kiếm khí hội tụ màu trắng cự long, như ánh sáng một dạng lấp lóe giết ra ngoài, một cánh rừng, trong nháy mắt bị Bạch Quang chìm ngập. Tiếp theo trong nháy mắt, cây cối, nham thạch, toàn bộ hóa thành cho tàn. Tiếp tục nếm thử dung hợp. Có điều, trước tiên có thể đi tẩy kiếm trì, lại dung hợp một đạo cấp 6 nguyên tố thần tai kiếm khí. Tẩy kiếm trì bên trong có cái gì thần tai kiếm khí, Lý Thiên Mệnh đều mò thấy, vì cái này Bạch Long một kiếm, hắn chuyên môn chọn tốt một đạo, cấp 6 thần tai kiếm khí, kỳ danh là Quang Minh Liệt Hồn kiếm khí. Đạo này nguyên tố thần tai kiếm khí hạch tâm trật tự thần văn, gọi là Quang Minh Chấn Hồn, hắn bản thân thì nắm giữ đối thần hồn, thức thần lực sát thương. Tương đối thích hợp Bạch Long, Thánh Nguyên Diệu Hồn một kiếm.
kinh lịch một trận đau đến không muốn sống dung hợp, có thể tính đem cái này một đạo kiếm khí, hội tụ thân thể. Vì đến đón lấy dung hợp cái này thứ năm kiếm, làm tốt làm nền. Thức thần, kiếm khí, dung hợp, toàn bộ vào chỗ. Thì liền huỳnh hỏa, cũng dung hợp mấy đạo cấp 5 thần tai kiếm khí, gọi cổ kiếm thanh xương thịt thương yêu không dứt. Ngày thứ hai, Thanh Vân Đại Lục, Vân Dương Sơn Cốc. Nơi đây chính là Vân Thượng Tiên Cung nội địa. Ở phụ cận đây, Thanh Vân Thần Mộc sản xuất thảo mộc thần linh phá lệ đông đảo, cho nên Vân Thượng Tiên Cung ở chỗ này thiết lập rất đại một cái căn cứ, lâm thời xây dựng thủ hộ kết giới. Một ngày này, Cổ Mạc Đan Thần, Lam Sa cùng Vân Thiên Khuyết, mang theo hơn vạn Vân Thượng Tiên Cung tu luyện giả, còn có mấy ngàn cái chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả, cùng một chỗ đi tới nơi này. Lý Vô Song không có ở đây tình huống dưới, Cổ Mạc Đan Thần người này, thì sẽ có vẻ phá lệ lãnh đạm, cao thượng, vô cùng có uy tín. Phát hiện mới, thì tại như vậy. Cổ Mạc Đan Thần hỏi. Đúng, đây chỉ là mười mấy nơi phát hiện một trong, vẫn còn có 18 cái địa phương, đều đã trọng quân đóng giữ, làm xong tiêu ký. Vân Thiên Khuyết nói. Dựa theo thông lệ, Thanh Vân Thần Mộc tiến nhanh nhập kết quả bạo phát kỳ, theo tình huống trước mắt nhìn, năm nay Thanh Vân Thần Mộc trái cây, có thể đạt tới 7 tỷ, so với lần trước cao, trong lịch sử tính toán trung đẳng mức độ. Loại thời điểm này, xuất hiện loại này kỳ quái trái cây, khả năng cùng bạo phát kỳ có quan hệ, mang ta đi nhìn xem. Cổ Mạc Đan Thần nói. Hai vị, mời. Vân Thiên Khuyết khom lưng nói. Hơn vạn Vân Thượng Tiên Cung những người tu luyện, còn có phụ trách khu vực này ngắt lấy công tác 300.000 Vân Thượng Tiên Cung người, nhìn đến cung chủ bọn họ khách khí như thế, biểu lộ đều có một ít khó chịu. Từ Vân Thiên Khuyết dẫn đường, rất nhanh, bọn họ liền đi tới một cái thưa thất bình thường khu vực. Ngay tại cái này, Mạc Thần, Lam Huynh, mời xem. Vân Thiên Khuyết chỉ dẫn nói. Trong tầm mắt của bọn hắn, xuất hiện hai cái kỳ quái trái cây. Bọn họ lại là hình người. Xem toàn thể đến tựa như là hai người, mặt đối mặt ôm cùng một chỗ. Kỳ thật bọn họ đã sớm có, chỉ là xem ra, một chút trật tự thần văn đều không có, cho nên, mọi người lấy vì chúng nó liền thảo mộc thần linh cũng không bằng. Nhưng bây giờ nhìn, rõ ràng không phải vậy. Tuy nhiên không nhìn thấy trật tự thần văn, nhưng là rất có thể, đều là bát giai thảo mộc thần linh. Vân Thiên Khuyết ánh mắt có chút hỏa nhiệt hỏi. 18 chỗ địa phương, mỗi cái địa phương, đều là 22 tướng ôm hình người trái cây. Cùng nhau hết thảy 36 cái. Cái này cũng đều là Vân Thượng Tiên Cung khu vực bên trong. Thanh Hồn Điện bên kia khẳng định cũng có. Ta xem một chút, Cổ Mạc Đan Thần nói. Làm luyện đan tông sư. Nắm giữ thôn giới thần đỉnh bộ đỉnh Cổ Mạc Đan Thần, là phương diện này người trong nghề. Chỉ thấy hắn tiến lên, một trận suy nghĩ, quan sát, thậm chí cầm tiểu đao phá lệ một số vỏ trái cây. Không đúng, đây không phải bát giai thảo mộc thần linh, cấp một cũng không tính, thậm chí ngay cả trật tự thần văn phân giải kiếp văn, thánh thiên văn đều không có. Bọn họ thật ra đời dị tượng, Cổ Mạc Đan Thần kỳ dị nói. Đúng vậy, mấy trăm ngàn người cùng một chỗ thấy được. Ngay lúc đó thất thải quang mang, cũng là theo hai cái này không đáng chú ý trái cây phát ra, hết thảy 18 chỗ địa phương, đều có tương đồng dị tượng, đều đến tự này hình người trái cây. Vân Thiên Khuyết nói. Ta suy nghĩ lại một chút. Cổ Mạc Đan Thần gật đầu. Lần này, hắn trọn vẹn nghiên cứu một canh giờ, sau cùng lắc đầu nói, lấy kinh nghiệm của ta, vẫn là nhìn không ra có cái gì đặc thù, nhưng không thể phủ nhận là, bọn họ đều là chưa thành thục trạng thái. Mà lại thuộc về Thanh Vân Thần Mộc trong lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện trái cây, trước kia cũng sẽ không có loại này dị tượng, cho nên, mặc kệ có huyền cơ gì, đều muốn bảo vệ. Hết thảy 18 chỗ địa phương, liền từ chúng ta chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, phái ra trọng binh chấn giữ, việc này thì giao cho chúng ta tốt, Vân Cung Chủ tiếp tục phụ trách, còn lại Thảo Mộc Thần Linh ngắt lấy. Ý tứ chính là, mặc kệ là thứ đồ gì, đều là bọn họ. Đúng. Vân Thiên Khuyết cúi đầu. Tâm tình 10 phần áp lực. Thứ gì, để ta xem một chút. Bỗng nhiên một tiếng lãnh đạm giọng nữ truyền đến. Mọi người nhìn lại, lại là một thân nguyệt bào, Lý Vô Song. Thấy nàng về sau, Cổ Mạc Đan Thần thẳng tắp phần eo, lập tức cong một số. Người không biết, còn tưởng rằng hắn đã lưng còng. Hắn trên mặt nụ cười, liền vội vàng tiến lên, mời Lý Vô Song đi tới nhìn một chút. Gặp qua Vô Song cô nương. Chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải những người tu luyện, liền vội cung kính hành lễ. Vân Thiên Khuyết thì lùi đến bên cạnh.
Lý Vô Song đã tới cái kia hình người trái cây trước mặt, bên cạnh Cổ Mạc Đan Thần, thì hướng nàng giảng thuật cái nhìn của mình. Nói thật dài một đoạn, Cổ Mạc Đan Thần tổng kết nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất nó là bảo bối đâu. Cho nên Vô Song cô nương yên tâm, ta lập tức phái người, đem tất cả đều bảo vệ tốt. Cùng lúc đó, Thanh Hồn Điện bên kia cương vực, nếu là có đồng dạng đồ vật, lần này, chúng ta tuyệt đối phải chiếm cứ tiên cơ, toàn bộ cầm xuống. Lý Vô Song tường tận xem xét nửa ngày, thản nhiên nói, người suy nghĩ nhiều a. Cũng là phổ thông trái cây mà thôi, cái này Thanh Vân Thần Mộc già, đã sớm kết không ra đồ tốt. Cũng thế, Cổ Mạc Đan Thần lúng túng nói. Liền một cái trái cây, đều có đôi có cặp, nhìn đến thật khiến cho người ta phiền chán. Lý Vô Song nói đến đây, bỗng nhiên thân thủ. Cái kia hai ngón tay tựa như là một thanh kiếm giống như, bổ ở bên trái một cái cùng loại nam tính hình người trái cây trên thân, đem cái này nam nữ hai cái trái cây bổ ra. Trong đó nam kia tính trái cây, bị kiếm khí tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt vỡ nát, rớt xuống. Chỉ còn lại một cái cùng loại nữ tính hình người trái cây, lẻ loi trơ trọi tung bay ở phía trên, hai tay cũng gãy mất. Ha ha! Lý Vô Song nhịn cười không được. Cái quả này giống như Long Uyển Oánh. Ý nghĩ này, để cho nàng tâm tình thoải mái. Vô Song cô nương, người cái này. Vân Thiên Khuyết vội vàng tới, ngăn tại còn lại một cái hình người trái cây trước mặt. Hắn vội vàng nói, các vị, tư liệu lịch sử bên trên có ghi chép, phàm là Thanh Vân Thần Mộc xuất hiện dị tượng, khẳng định có trọng đại biến hóa, tuyệt đối đừng lại chém. Lời này hắn thật cũng không muốn nói ra. Thế nhưng là nhìn đến tốt đồ tốt, để Lý Vô Song cứ như vậy vô duyên vô cớ cho trà đạp. Tâm lý đang dỉ máu, hoàn toàn nhịn không được. Người đang dạy ta làm việc. Lý Vô Song chính sung sướng đây, Vân Thiên Khuyết cái này bỗng nhiên xuất hiện, còn để cho nàng khác tiếp tục chặt, đây không phải phá hư tâm tình sao. Nàng vừa mới đem cái này lẻ loi trơ trọi trái cây, tưởng tượng thành Long Uyển Oánh đây. Không phải ý tứ này, mà chính là tránh ra. Lý Vô Song thanh âm âm lãnh xuống tới, hào hứng hoàn toàn bị phá hủy. Vân Thiên Khuyết, lăn. Cổ Mạc Đan Thần trực tiếp trở mặt, cảnh cáo Vân Thiên Khuyết, đồng thời cũng là đang nhắc nhở hắn. Vô Song cô nương, cái này. Vân Thiên Khuyết thực sự không nghĩ ra, coi như chỉ là phổ thông trái cây, vì cái gì phải hủy đi. Chờ đợi xem cũng là có thể đó a. Hắn chỉ có thể quy kết làm, Lý Vô Song làm việc, mãi mãi cũng là thẳng thắn mà làm. Loại này tùy hứng, thật muốn tính toán ra, có thể là Vũ Kiếm Hoàng hơn gấp 10 lần. Dù sao, Vũ Kiếm Hoàng chỉ tại Thiên Thần Kiếm Tông tiểu đả tiểu nháo, mà Lý Vô Song là đế tôn muội muội. Hắn đang muốn lại giải thích một chút, nhưng không ngờ Lý Vô Song trực tiếp đi tới. Nàng động tác mãnh liệt, một bàn tay tát tại hắn trên mặt. 3. Vân Thiên Khuyết bị quất bay ra ngoài, nửa gương mặt đều sưng đỏ, khóe miệng một miệng tụ huyết chảy ra. Ngươi! Hắn trừng to mắt, tương đương lúng túng. Cung chủ! Chung quanh mấy chục vạn người, coi như không tại Vân Thượng Tiên Cung tu luyện, vậy cũng là Vân Thượng Tiên Cung người. Nhìn lấy bọn hắn đế hoàng, cứ như vậy đánh mất tôn nghiêm, vô duyên vô cớ bị người tát một phát, coi như biết thân phận đối phương rất cao, lòng của bọn hắn đều là khó chịu, khuất nhục. Mấy chục vạn người, trong lúc nhất thời toàn bộ bị khuất phục, trấn áp. Vân huynh, người qua đây, ta nói cho ngươi hai câu. Lam Sa vội vàng đem hắn lôi đi, đối với hắn nháy mắt ra hiệu, nói, huynh đệ, đừng trách ta nói ngươi, ngươi đây không phải đáng đời sao. Vô Song cô nương là ai? Ngươi xem một chút Mạc Thần thái độ liền biết. Toàn bộ trật tự thiên tộc, ngoại trừ đế tôn, liền đế hậu cũng không dám ngỗ nghịch nàng. Ngươi đừng trách nàng làm cái gì. Dù là nàng hiện tại liền muốn chặt Thanh Vân Thần Mộc, người quỷ nịnh nọt liền biết, hiểu không? Đã hiểu. Vân Thiên Khuyết lau vết máu ở khóe miệng, trên mặt sưng đỏ tiêu tán đến rất nhanh, một chút không ảnh hưởng hắn lập tức triển lộ ra mỉm cười. Hắn còn cả sửa lại một chút quần áo. Người biết chuyện. Lam Sa vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Là ta sai rồi, ngay từ đầu thì sai vô cùng. Vân Thiên Khuyết nói. Không sao. Dù sao ngươi không hiểu rõ lắm Vô Song cô nương. Có thể thông cảm được, Lam Sa cười nói. Hắn cũng không biết, chính mình cùng Vân Thiên Khuyết nói, có phải là hay không cùng một việc. Lúc này, Vân Thượng Tiên Cung đám người, đều cảm giác rất nhục nhã. Vân Thiên Khuyết phất phất tay, để bọn hắn tỉnh táo. Một bên khác, cái kia Lý Vô Song đem còn lại một cái trái cây, bổ đến thất linh bát lạc.
tâm lý lúc này mới dễ chịu. Nhìn đến đây, Vân Thiên Khuyết kết hợp chuyện năm đó, đại khái có thể đoán được, đại tiểu thư này bởi vì cầu quân không được, bị Long Uyển Oánh hạ thấp xuống, chẳng những đem nam hủy, hiện tại còn muốn giết nữ. Hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút tâm lý biến thái đi. Thần mộc. Vân Thiên Khuyết nhìn lấy cái này lớn như vậy thần thụ. Cây này, là mỗi một cái thanh vân mạng sống con người bên trong lạc ấn. Cuộc đời của bọn hắn, mở mắt ra, cây này thì ở đây. Vân Thiên Khuyết tuổi thơ, là tại trên ngọn cây này lớn lên. Trở thành cung chủ về sau, hắn oán hận cây này hấp thu thanh vân đại lục hằng tinh nguyên. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại là rõ ràng. Thanh vân thần mộc cho tới bây giờ đều không sai, sai phải là dưới cây người, bảo hộ không tốt nó. Trưởng bối nói, dị tượng, là thần mộc tức giận. Thật sẽ đến không? Trên mặt còn có chút đau rát, nhưng tâm lý có một loại đặc thù cảm giác, để hắn quên đi loại đau này. Trong mắt của hắn, cái này nguy nga thần thụ, tựa như là một cái sinh sống ngàn vạn năm lão giả, nó cùng hằng tinh nguyên cộng sinh đến tận đây, tựa như là một cái vĩnh hằng sinh mệnh. Nó tựa như là còn sống, nó có thể nhìn đến hết thảy sao. Vân Thiên Khuyết quên không được, cái kia hai cái ôm cùng một chỗ hình người trái cây. Bỗng nhiên, hắn trừng to mắt, ngũ tạng lục phủ đều đang rung động. Cái kia, là loại cây, nhất định là loại cây. Chẳng những rung động, còn đang rỉ máu. Nếu như nói thanh vân thần mộc, cũng là một cái sinh mệnh. Hình người trái cây, vì cái gì không phải là, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại cây. Ý nghĩ này, để Vân Thiên Khuyết lâm vào rung mạnh bên trong. Miệng đắng lưỡi khô. Hắn quay đầu, Lý Vô Song phát tiết hoàn tất, khiển trách cổ mạc đan thần một trận, để hắn khắc cố lộng huyền hư nói bừa, sau đó chuẩn bị nghênh ngang rời đi. Đúng vào lúc này. Ô! Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng rên rỉ âm, theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Tại chỗ mỗi người, tại loại này ruột gan nứt từng khúc tiếng rên rỉ âm bên trong, nhịn không được bưng kín lỗ tai. Giống như toàn bộ thế giới, đều đang rung động. Rầm rầm rầm. Dưới chân thanh vân đại lục, thật động đất. Đồi núi sụp đổ, nước sông lật trời. Ao ao. Thanh vân thần mộc cành, cây cối, đều đang phát sinh kịch liệt rung động. Giống như toàn bộ thế giới, đều muốn lay động. Phát sinh cái gì rồi? Đây là mấy triệu năm, cũng không từng xuất hiện sự tình. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ ý thức được, tạo thành động đất. Phát ra rên rỉ, không là người khác, chính là thanh vân thần mộc bản thân. Hô hô hô, nó đang rung động, toàn bộ thế giới đều đang rung động. Cái kia bi thương thanh âm, có điểm giống là cá voi kêu to, bao phủ toàn bộ đại lục. Mỗi một cái thanh vân người huyết mạch, giờ phút này đều đang rung động, trên thân chảy huyết, tựa hồ cũng có thể cảm nhận được loại này bi thương. Ta, không thể bảo vệ tốt nó. Vân Thiên Khuyết đột nhiên lâm vào to lớn trong bi ai. Chính hắn đều không hiểu, vì cái gì chính mình sẽ khó chịu thành dạng này. Lý Thiên Mệnh cầm vệ cốt nghĩ khống chế mệnh của hắn thời điểm, hắn đều không có thống khổ như vậy qua. Loại thống khổ này đến từ huyết mạch, đến từ đời này của hắn bên trong, hấp thu thanh vân thần mộc trái cây, chỗ rèn tạo nên cường giả thân thể. Thân thể của hắn, truyền thừa từ đời đời kiếp kiếp. Mà đời đời kiếp kiếp, đồng dạng hấp thu qua, vô số đến từ thanh vân thần mộc biếu tặng. Trong lúc nhất thời, hai mắt đỏ thẫm, lệ nóng doanh tròng. Thẳng đến cái kia rên rỉ kết thúc, Vân Thiên Khuyết ngẩng đầu nhìn lên, tất cả Vân Thượng Tiên cung người, đều sắc mặt đỏ bừng, dường như đều chịu đựng sinh ly tử biệt thống khổ. Người nào cũng không biết, đây là vì cái gì. Cũng là thống khổ, bi ai. Hô hấp đều khó khăn. Nhìn lấy cây này rung động, dẫy giụa, mỗi người đều tê tâm liệt phế một dạng. Nó là chúng ta căn. Máu của nó, chảy xuôi tại chúng ta mỗi cái trên thân thể người à. Vân Thiên Khuyết cảm giác, hôm nay hết thảy, lật đổ hắn cả đời tam quan. Đã từng vô số lần, hắn chủ trương chém đứt cái này thanh vân thần mộc, còn thanh vân đại lục hằng tinh nguyên. Mà bây giờ, hắn bắt đầu thống hận đã từng chính mình. Một phút sau, rên rỉ kết thúc. Thanh vân thần mộc, cuối cùng cũng không có làm cái gì. Vẫn là dạng này, nhẫn nhục chịu đựng, lựa chọn yên lặng. Tiếp tục yên lặng phụng hiến. Nhưng lúc này đây biến động, người sáng suốt đều biết. Rõ ràng chính là do Lý Vô Song, chém nát cái kia hình người trái cây, đưa tới. Điều này có ý vị gì? Lý Vô Song ánh mắt sáng lên, nói, lập tức phái ra toàn bộ người, trấn giữ tất cả hình người trái cây,
đem thanh hồn điện bên kia cũng đều chiếm cứ. Ai dám đoạt, giết không tha. Vâng, chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải, vội vàng nghe lệnh. Thanh hồn kiếm phong. Bởi vì, hình người trái cây, xuất hiện, Lý Thiên Mệnh triệu tập Hiên Viên Long Tông, Tiên Nữ cùng cùng thanh hồn điện ba phe nhân mã. Đương nhiên, Dương Sách cùng Long Uyển Oánh là, độc nhất nguyên soái. Vân Thượng Tiên Cung cương vực phát sinh hết thảy, Ngân Trần thấy rất rõ ràng, cho nên mà lần này, nó lại lập xuống đại công. Tiểu gia hỏa thần sắc kiêu căng, nói, không cần, cảm ơn ta muốn, kim loại, mỏ quặng. Nuốt ăn kim loại phân liệt cá thể, đó là tính mạng của nó bản năng. Cùng tắm rửa một dạng trọng yếu. Cổ kiếm thanh xương, Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp các loại nhân vật mấu chốt đều tại thời điểm, Lý Thiên Mệnh đem Vân Thiên Khuyết bên kia phát sinh sự tình, cùng bọn hắn nói một lần. Chúng ta bên này, ta vừa mới cẩn thận tìm kiếm qua, đồng dạng hết thảy, 18 đối. Cả khỏa thanh vân thần mộc cần phải có 36 đôi, bị Lý Vô Song hủy đi một đôi, còn lại 35 đối. Lý Thiên Mệnh nói, mỗi một nơi, hình người trái cây, đều là hai cái tướng vuốt ve một đôi. Một cái giống như nam, một cái giống như nữ. Dùng một đôi đến thống kê, sẽ càng thêm thuận tiện một số. Thanh vân thần mộc rên rỉ, rung động, đưa tới thanh vân đại lục động đất, tại chỗ mỗi người, cảm thụ đều phi thường cường liệt. Trưởng giáo, người biết đây là cái gì ư? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cổ kiếm thanh xương nghe Lý Thiên Mệnh nói đây hết thảy về sau, vẫn luôn ở vào mất hồn mất vía trạng thái. Vừa rồi, thanh vân thần mộc rên rỉ để hắn toàn thân lâm vào bi ai tâm tình bên trong, đến bây giờ đều không kịp phản ứng. Nếu như thanh vân thần mộc là một loại sinh mệnh, cái kia cái quả này, có thể là, loại cây, a. Ta còn không xác định, chỉ là tổ tông có lưu truyền xuống, liên quan tới loại cây trong truyền thuyết. Nếu là loại cây sinh ra, làm chúng ta thể sống chết thủ vệ, nếu không thanh vân chắc chắn phẫn nộ, hết thảy đều sẽ không lại. Ta cũng đã được nghe nói. Giang Thanh Lưu gật đầu. Ngươi cho nên mới có loại kia, đến từ trong huyết mạch bi ai tâm tình sao? Vô cùng thống khổ, tự trách. Cổ kiếm thanh xương hỏi Giang Thanh Lưu. Sẽ, ta cảm thấy, mỗi cái người thân thể, đều là tổ tiên nhiều đời truyền thừa, là huyết mạch kéo dài, mà tất cả trong huyết mạch, mỗi một cái người thừa kế, đều không thể rời bỏ thanh vân thần mộc tẩm bổ, đến mức thân thể của chúng ta, linh hồn, cùng cây này là trói chặt cùng một chỗ. Giang Thanh Lưu nói. Những lời này, hắn đã sớm muốn cùng cổ kiếm thanh xương nói. Chặt cây thanh vân thần mộc. Đó là khi sư diệt tổ. Loại cây, nếu như thành thục về sau, đem nó gieo xuống, nó có thể mọc rễ nảy mầm, trở thành mới thanh vân thần mộc sao? Như là một đôi trưởng thành một cái cây, đây chẳng phải là có 36 khỏa thanh vân thần mộc. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Còn lại 35. Long Uyển Oánh bĩu môi nói. Phệ cốt nghĩ tại Vân Thiên Khuyết trên thân. Vân Thiên Khuyết nghe được hết thảy, phệ cốt nghĩ đều có thể nghe được. Lý Vô Song vì sao tùy hứng, muốn đi hủy đi này hình người trái cây, Long Uyển Oánh lại biết rõ rành rành. Thù cũ ở trong lòng sinh sôi, để trong mắt nàng nhiều hơn mấy phần tơ máu. Cái này cũng không xác định, có lẽ loại cây có những công hiệu khác, đương nhiên là, nó có phải hay không, loại cây, cũng là suy đoán của ta, còn không thể nắp hòm kết luận. Có một chút có thể khẳng định, cái kia chính là, như thế cổ lão thanh vân thần mộc, khẳng định không có khả năng thời gian ngắn trưởng thành, sẽ không xuất hiện khắp nơi đều là thanh vân thần mộc tình huống, chỉ có thể nói, có khả năng cắm xuống về sau, có thể tạo phúc ngàn vạn đời con cháu đi. Cổ kiếm thanh xương nói, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, liền xem như tạo phúc con cháu, làm cho sau này hài tử, có thể có một cái tốt hoàn cảnh, cái kia cũng là công đức vô lượng. Cho nên bất kể nói thế nào, cái này, hình người trái cây, chúng ta là nhất định phải bảo vệ. Lý Thiên Mệnh ra kết luận. Đúng, đây là chung nhận thức, còn lại 35 đối, không thể lại bị hủy diệt. Cổ kiếm thanh xương nói. Hắn rất đau lòng. Hủy đi một đôi, có lẽ thì đánh mất rất nhiều khả năng. Lần này tổn thất, để thanh vân thần mộc như thế bi ai, phẫn nộ. Có thể thấy được này hình người trái cây tiêu vong, là một loại nghiệp chướng. Liên quan tới này hình người trái cây, Vân Thiên Khuyết thấy thế nào? Long Uyển Oánh hỏi. Hắn cũng cảm thấy có thể là loại cây, ta có thể cảm nhận được, làm thanh vân người, Lý Vô Song ở trước mặt hắn, hủy đi loại cây, còn đánh hắn một bàn tay, đối với hắn đả kích rất lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có khả năng bởi vì chuyện này, chuyển đầu chúng ta sao?
Long Uyển Oánh hỏi. Lý Thiên Mệnh hơi cười, chắc chắn nói, việc này 89 phần 10, không nói trước chiến thần tộc cùng Lam huyết tinh hải đám người này, bọn họ Vân Thượng Tiên Cung mang tới phiền phức, chỉ là trên người hắn chảy huyết mạch, đều tại để hắn cùng chúng ta tiến tới cùng nhau. Phệ cốt nghĩ chỉ là bảo hiểm, nếu như Vân Thiên Khuyết có thể cùng lòng của chúng ta tiến tới cùng nhau, vậy thì càng tốt hơn. Đương nhiên còn có ngươi, trưởng giáo. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía cổ kiếm Thanh Sương. Ngươi nói đúng, ngươi phán đoán rất lợi hại chuẩn xác. Thanh Vân Thần Mộc lần này dung chuyển, có thể thay đổi nhân tâm. Tối thiểu nhất, để cho ta lão gia hỏa này huyết, đều nóng đi lên. Cổ kiếm Thanh Sương vẫn còn nhớ vừa mới loại kia cộng minh. Đây là chúng ta Thanh Vân các tổ tiên, cho chúng ta chỉ dẫn một con đường sáng. Có lẽ ngươi Lý Thiên Mệnh, chính là tổ tiên cùng thần mộc bổ nhiệm, đến đây cứu vớt chúng ta a. Giang Thanh Lưu cảm khái nói. Không dám nhận, ta hết sức, Lý Thiên Mệnh nói. Thủ vệ hình người trái cây, đến đón lấy lại là bọn họ nhiệm vụ thứ nhất, vượt qua ngắt lấy công tác. Thiên Mệnh, chúng ta bên này hết thảy 18 chỗ địa phương, vị trí ngươi đều xác định chưa? Đã như vậy, cái kia đến lập tức an bài, Long Uyển Oánh nói. Đây là nắm giữ vạn giới vĩnh sinh thú chỗ tốt. Bọn họ căn bản không cần phái người tìm kiếm, Thanh Vân Thần Mộc phía trên, vượt qua 8 triệu ngân trần thân thể, trải rộng tất cả ngõ ngách, có thể khóa chặt tất cả tin tức. Đối, bất quá, trước lúc này đến cân nhắc một vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người nhìn về phía hắn. Tạm thời tới nói, Vân Thượng Tiên Cung bên kia, chiến thần tộc cùng Lam huyết tinh hải biết, xuất động tất cả nhân mã, đi thủ hộ những hình người kia trái cây, bọn họ cái kia một phần, chúng ta tạm thời cũng đừng nghĩ. Mà chúng ta bên này 18 đối, một khi phái người đi trấn thủ, sớm muộn sẽ để cho Thiên Thần Kiếm Tông phát hiện, cho nên chuyện này, cần sớm nói cho Thiên Thần Kiếm Tông sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta suy nghĩ một chút. Long Uyển Oánh nhếch miệng, hơi suy tư một chút, thì nhìn lấy cổ kiếm Thanh Sương nói, Thiên Thần Kiếm Tông cũng không biết, Thanh Hồn Điện đứng tại chúng ta bên này. Bọn họ cho là mình cùng trưởng giáo là đồng minh, nếu như trưởng giáo biết rõ loại cây sự tình, còn giấu giếm bọn họ, mà lại nhất định sẽ bị phát hiện, cái kia giấu giếm bản thân không có ý nghĩa, sẽ còn để bọn hắn đối Thanh Hồn Điện sinh ra địch ý mãnh liệt, hành động càng thêm bá đạo. Phương thức tốt nhất là, lập tức phía trên nói cho bọn họ biết hình người quả tử trọng yếu, khẳng định bảo hộ đến càng tốt hơn, thậm chí có thể nghĩ biện pháp, dẫn phát bọn họ cùng đối diện chiến thần tộc, làm huyết tinh hải xung đột, để bọn hắn lưỡng bại câu thương. Cái này gọi không bỏ được hài tử, bộ không được sói. Vân Thượng Tiên Cung người bên kia hình trái cây, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, song phương đều có nhãn tuyến, nói không chừng hiện tại Thiên Thần Kiếm Tông đều biết. Đã không có cách nào đem bọn hắn bài trừ bên ngoài, phương pháp tốt nhất, ngược lại là để bọn hắn trên đỉnh, đi xung phong. Để bọn hắn đi liều mạng. Long Uyển Oánh sau khi nói xong, cổ kiếm Thanh Sương cùng Giang Thanh Lưu liếc nhau một cái. Trước mắt mà nói, cổ kiếm Thanh Sương vẫn có thể để Thiên Thần Kiếm Tông tín nhiệm. Trưởng giáo, ngươi cần phải lập tức đi tìm bọn họ, nói chuyện này. Giang Thanh Lưu nói. Ta rút lui trước. Cổ kiếm Thanh Sương đứng dậy, trực tiếp ra ngoài. Có cái gì tình huống mới, Lý Thiên Mệnh thông qua phệ cốt nghĩ, tùy thời đều có thể cùng bọn hắn giao lưu. Không giấu giếm Thiên Thần Kiếm Tông, là Long Uyển Oánh chủ ý. Nàng tư duy nhanh nhẹn, đối địch ta lực lượng có thể rõ ràng phán đoán. Lý Thiên Mệnh cũng rất rõ ràng. Coi như Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện nhất thống, bọn họ đều là hoàn toàn không cần thiết cùng, kẻ xâm lấn, cứng rắn, mà lại, bọn họ cũng không có thực lực này. Đã có ngân trần, đã trong bóng tối liên hợp, có thể tính kế người khác, đương nhiên là trí tuệ là lớn. Có ngân trần, Lý Thiên Mệnh bọn họ cái đoàn thể này, vĩnh viễn có các xâm lấn giả không cụ bị ưu thế. Tầm mắt quyền, nơi tay, đối phương ở ngoài sáng, bọn họ từ một nơi bí mật gần đó, coi như vũ lực không ngang nhau. Bọn họ đều có rất lớn cơ hội. Coi như cổ mạc đan thần, phòng vũ kiếm hoàng bọn họ suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ đến trên thế giới này, có vô hình con rán, có phệ cốt nghĩ loại vật này. Đây không phải IQ nghiền ép, mà chính là thái cổ hỗn độn cự thú, cho ta thành lập, đối phương không thể nào hiểu được ưu thế. Lý Thiên Mệnh tự nhận là, chính mình cũng là xúc động, suy nghĩ không có như vậy toàn diện người. Trong khoảng thời gian này theo Long Uyển Oánh, gặp phải sự tình gì, đều có nàng sớm cho mình an bài tốt. Hắn đang thoải mái sau khi, cũng học xong như thế nào đi sống dùng não tử. Tỷ như, lần trước phong vũ kiếm hoàng đến tìm phiền toái, Long Uyển Oánh liền để chính hắn mở miệng.
muốn nói gì, nàng đều cho Lý Thiên Mệnh sớm an bài. Lâu dài trước kia, ích lợi to lớn. Cổ kiếm Thanh Sương đi Thái Phủ Kiếm Cung tìm Phong Vũ Kiếm Hoàng cùng Thạch Nham. Vừa mới đến, Thiên Thần Kiếm Tông người, quả nhiên đã lấy được Vân Thượng Thiên Cung bên kia kịch biến cụ thể tình báo. Dù sao, Thanh Vân Thần Mộc động tĩnh lớn như vậy, người sáng suốt đều biết ra chuyện. Cổ kiếm trưởng giáo, trên tình báo nói, này hình người trái cây là loại cây, người thấy thế nào? Vũ Kiếm Hoàng hỏi. Nàng tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Trước tổ điển tịch ghi chép, có thể là đi, ta cũng không thể xác định. Bất quá có một chút không có thể phủ nhận, cái kia chính là thứ này, có thể dẫn phát thần mộc chấn động, khẳng định rất trọng yếu. Cổ kiếm Thanh Sương nói. Vân Thượng Tiên Cung bên kia còn lại 17 đối, chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, đã phái ra trọng binh chấn giữ, chúng ta bên này đâu? Đại sự như thế, sao có thể lạc hậu? Vũ Kiếm Hoàng hơi ý trách cứ. Nàng lúc nói chuyện, đem chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, mấy chữ này, cắn đến rất nặng. Kiếm Hoàng chớ có cuống cuồng, ta trước tiên, thì phát động toàn bộ thanh hồn điện dò xét, vừa mới nhận được tin tức, chúng ta bên này người phát hiện hình trái cây số lượng, đã đạt đến 15 đối, trước mắt còn đang tăng thêm, ta đoán chừng cũng có 18 đối. Cổ kiếm Thanh Sương nói, vị trí đều xác định đúng không? Vũ Kiếm Hoàng nói, 15 đối đều xác định, hơn nữa còn đang tìm. Cổ kiếm Thanh Sương nói, được, đem vị trí cụ thể cho chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông hết thảy 110.000 kiếm tu, trước trực tiếp làm 18 nhóm người, đóng giữ những này hình người trái cây. Việc này chuyện rất quan trọng, chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông tới, cũng không thể không giúp bận bịu đúng không? Cho nên, giao cho chúng ta ngươi yên tâm. Mặt khác, bình thường ngắt lấy công tác không thể ngừng, hiện tại thần mộc đoán chừng đến bạo phát kỳ, các người thanh hồn điện nhiệm vụ nặng nề, khác như xe bị tuột xích. Vũ Kiếm Hoàng nói lời, không có chút nào vượt quá Long Uyển Oánh dự liệu của bọn hắn. Bọn họ Thiên Thần Kiếm Tông, cũng không phải là muốn giúp thanh hồn điện, bảo hộ loại cây. Bọn họ muốn là cưỡng ép chiếm cứ, đều không cho thanh hồn điện nhúng tay. Cùng Lý Vô Song một cái tính tình. Không có nói vài lời, Thiên Thần Kiếm Tông hoàn toàn cho thấy, bọn họ đã chắc chắn phải có được những thứ này loại cây. Cổ kiếm Thanh Sương, việc này xác thực chuyện rất quan trọng. Vân Thượng Tiên Cung bên kia, theo chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải hoàn toàn tiếp nhận loại cây, cũng có thể thấy được tới. Chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông cũng không thể lười biếng, nhất định muốn bảo vệ tốt loại cây, để chúng nó có thể thành thục. Phong Kiếm Hoàng ý tứ, cùng Vũ Kiếm Hoàng giống nhau, chỉ là nói dễ nghe một chút. Cái này, cổ kiếm Thanh Sương mắt lộ ra ngượng nghịu, nói, nếu quả thật có 18 chỗ địa phương, một chỗ mấy ngàn kiếm tu, có thể giữ vững sao? Muốn không ta phái ra, thanh hồn kiếm quân, mỗi một chỗ, đóng giữ 100.000 đại quân. Vũ Kiếm Hoàng cười khúc khích, nói, cổ kiếm trưởng giáo, người sao như thế xứng sở đâu. 100.000 kiếm quân, có thể cùng chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông mấy ngàn kiếm tu so sánh sao? Người đến 500.000, đều không đủ chém dưa thái rau. Tốt a, cái kia mời các vị, nhất định cần phải bảo vệ cẩn thận a, việc này chuyện rất quan trọng, tuyệt đối không thể ra chỗ sơ suất. Mà lại ta phỏng đoán, Vân Thượng Tiên Cung bên kia, khẳng định sẽ vượt biên. Tình huống lần này so bát giai thảo mộc thần linh, lại càng dễ khiến người ta điên cuồng, một khi có người vượt biên, vậy khẳng định phải đổ máu người chết. Cổ kiếm Thanh Sương, khuất phục nói. Hắn tại Thiên Thần Kiếm Tông trước mặt, vẫn luôn rất khuất phục, cho nên hôm nay, bất đắc dĩ, không có nghi điểm gì. Cái này Thiên Thần Kiếm Tông ba vị, có lẽ còn đang vì mình, cường thế, đắc chí đi. Yên tâm đi, nếu quả thật muốn tới hung ác, như vậy chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông, giúp đỡ bọn ngươi thanh hồn điện, chu sát trật tự thiên tộc chó săn, nhất thống thanh vân đại lục thời cơ liền đến. Chúng ta không sợ đối phương ra đến tìm cái chết, thì sợ bọn họ co đầu rút cổ tại Vân Thượng Tiên Cung trong kết giới, hiểu. Chỉ muốn đi ra, vừa vặn cùng nhau giết chết. Vũ Kiếm Hoàng hung ác tiếng nói. Cổ kiếm Thanh Sương chỉ có thể tâm lý cười lạnh. Bắt đầu kiếm tôn liên minh sự tình, hắn đã biết. Đáng tiếc ba vị này, còn ở lại chỗ này họa bánh nướng đây. Người nào không biết bọn họ những người này, cũng là đến đục nước béo cò. Liên minh một ngày không thành lập, bọn họ một ngày cũng sẽ không tránh thức làm khó dễ. Đương nhiên, lần này, loại cây, đoán trước giá trị rất lớn. Người chết vì tiền chim chết vì ăn. Long Uyển Oánh bọn họ phỏng đoán đến rất rõ ràng, tại dụ hoặc dưới, nếu như cùng đối diện xuất hiện tranh phong. Thiên Thần Kiếm Tông khẳng định sẽ xuất lực chém giết.
Dù sao, đây là thực sự chỗ tốt. Một cái ngân trần, để trong lòng bọn họ tất cả âm mưu quỷ kế, đều không chỗ che thân. Lý Thiên Mệnh, lợi hại, lợi hại. Thanh Hồn Điện tất cả kim loại khoáng mạch, đổi lấy ngân trần 2 triệu thân thể. Có thể đi cho tới hôm nay một bước này, Cổ Kiếm Thanh Xương đột nhiên cảm giác được, không có chút nào thua thiệt. Những ngày qua cùng Lý Thiên Mệnh cộng sự, hắn càng có thể thấy rõ ràng, thiếu niên này tại mở rộng cửa lòng về sau, hắn đến cùng là một người như thế nào. Hắn cũng không phải là kiêu hùng. Có ngân trần dạng này tư bản, có thể Cổ Kiếm Thanh Xương cảm nhận được là, hắn tại trưởng bối, trước mặt bằng hữu, vẫn điệu thấp khiêm tốn. Khống chế Cổ Kiếm Thanh Xương, nói rõ hắn hung ác một mặt. Không lại quấy rầy Vân Thiên Khuyết người nhà, cho Vân Thiên Khuyết tự do, cũng cho mình tôn trọng, nói rõ trong lòng của hắn có thuộc về mình chính đạo. Tên tiểu bối này tựa như là một thanh kiếm, xem ra ánh sáng, công chính. Nhưng, kiếm là binh khí, trên bản chất là dùng tới giết người. Muốn cảm thấy hắn là ngọn nến, một thân thánh quang, thiêu đốt chính mình chiếu sáng người khác, vậy liền sai. Hắn nhìn thoáng qua Thiên Thần Kiếm Tông cái này 3 cái cao tầng. Bọn họ đã tại phân phối nhân viên, chuẩn bị vào ở hình người trái cây. Bọn họ không biết, Lý Thiên Mệnh thanh kiếm này, đã treo ở đỉnh đầu bọn họ phía trên, tùy thời đều có thể rơi xuống, đâm xuyên đầu của bọn hắn. Cổ Kiếm Thanh Xương mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tại cáo chi đối phương hình người trái cây vị trí về sau, hắn rời đi Thái Phủ Kiếm Cung. Người này coi như thức thời, muốn là hắn dám phản đối, ta cũng phải cùng Lý Vô Song một dạng, cho hắn một bàn tay. Để hắn thanh tỉnh nhận thức một chút tình cảnh của mình. Liền hắn Thanh Hồn Điện tổ tiên, đều là chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông bên trong chạy ra đến một con chó tự lập môn phái, còn thật sự coi chính mình có bao nhiêu cân lượng. Phú Kiếm Hoàng cười lạnh nói. Được rồi, người đều thuận theo, bớt tranh cãi. Phong Kiếm Hoàng nói. Ta liền sợ hắn không cam tâm, đến lúc đó còn tới lại nhải, mấy ngày nay ta gặp qua loại này người, những cái kia Thanh Hồn Điện kiếm tu, nguyên một đám đồ chó con. Mặt ngoài đối với chúng ta khách khí, tâm lý còn không phải là đối chúng ta có ý kiến. Thật nghĩ mãi mà không rõ sao. Thiên Viên Long Tông không có, muốn là không có chúng ta Thiên Thần Kiếm Tông đến giúp đỡ, bọn họ nhằm nhò gì. Phú Kiếm Hoàng còn tại líu lo không ngừng. Bên cạnh Thạch Nham, bó tay toàn tập. Người đang suy nghĩ gì? Phú Kiếm Hoàng chừng nàng liếc một chút. Không có. Thạch Nham cúi đầu. Nàng nghĩ là... Bắt đầu kiếm tôn đem Vũ Kiếm Hoàng phái tới cái này tỏa chấn, không phải là chuyên môn đến làm chính mình a. Kỳ thật, Thiên Thần Kiếm Tông đón lấy thủ hộ, loại cây, nhiệm vụ, không cho Thanh Hồn Điện nhúng tay, bản thân đều không sai. Nhưng là Vũ Kiếm Hoàng nữ nhân này, rõ ràng đến số tuổi, trên mặt cũng có nếp nhăn, nhưng vẫn là ăn mặc trang điểm lộng lẫy, vẫn yêu xuyên phấn sắc, màu xanh nhạt, màu vàng nhạt loại này thiếu nữ quần áo, nói chuyện hùng hổ dọa người. Khống chế dục cực mạnh, nói từng chữ đều khiến người ta rất không thoải mái. Trước kia Thạch Nham cùng Cổ Kiếm Thanh Xương giao lưu, tối thiểu Cổ Kiếm Thanh Xương sẽ không cùng hôm nay dạng này, tâm tình thấp như vậy rơi. Lấy Thạch Nham kinh nghiệm đến xem. Đem người thành thật bức thảm rồi, sẽ gặp báo ứng. Có điều, liên quan ta cái rắm. Nàng chỉ biết là, Thiên Thần Kiếm Tông nội bộ tất cả mọi người, đụng tới Vũ Kiếm Hoàng loại này người, đều sẽ lóe đến xa xa. Cũng liền Phong Kiếm Hoàng, cẩn thận che chở lấy, mỗi ngày cho nàng chùi đít. Vân Thượng Tiên Cung. Một gian tối tăm trong mật thất, Vân Thiên Khuyết, đang cùng thân thể cốt cách bên trong vệ cốt nghĩ đang đối thoại. Người sao nói chuyện như thế tốn sức đâu? Vân Thiên Khuyết buồn bực nói. Liên quan ngươi, đánh rắm, đồ bỏ đi, làm ngươi, tổ tông. Ngân Trần dùng máy móc, khan khan, thanh âm trầm thấp mắng. Người cái này Lý Thiên Mệnh nguyên thoại. Vẫn là chính ngươi. Vân Thiên Khuyết vui vẻ nói. Là ngươi, lão tử, tại phun, ngươi ngươi. Ngân Trần khó chịu nói. Vân Thiên Khuyết nhịn không được che che đầu. Trên thực tế trong lòng hắn, cái này kim loại sinh mệnh quả thực cũng là thế gian đáng sợ nhất ác quỷ. Có thể vạn vạn không nghĩ đến, còn có chút manh. Thông qua Ngân Trần cái này nói chuyện không lưu loát ra hỏa, Lý Thiên Mệnh cùng Vân Thiên Khuyết, chính tại hoàn thành một trận viễn trình đối thoại. Toàn bộ quá trình, thẻ đến một lời khó nói hết. Ngắn ngủi một câu, phải tốn nửa ngày mới có thể thuật lại thành công. Bất quá, may mắn nó còn có kiên nhẫn. Trận này câu thông tuy nhiên rất thẻ, nhưng cũng thuận lợi hoàn thành. Hôm nay một bàn tay, dễ chịu sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi muốn nói cái gì?
Vân Thiên Khuyết lạnh lùng nói. Thanh Vân Thần Mộc chấn động, thiên hạ rên rỉ, ta không phải Thanh Vân người, nhưng nghe rất nhiều người, nói lên loại cảm tình này, ta tin tưởng ngươi cũng có. Ngươi tâm tình biến động, người bốn phía hết thảy, người Vân Thượng Tiên Cung tất cả mọi người, gặp hết thảy, ta đều nhìn thấy rõ ràng. Cho nên ta chắc chắn, tại một cái bàn tay về sau, ngươi sẽ làm ra một cái chính xác lựa chọn. Lý Thiên Mệnh nói, là ngươi tự mình đa tình a, ta Vân Thiên Khuyết người nào, thì cái này một cái bàn tay, ngươi liền muốn để cho ta vì ngươi bán mạng. Ngươi trẻ tuổi, ta dạy một chút ngươi, làm việc không nên nghĩ đương nhiên được a. Nếu như nhất thống Thanh Vân thật dễ dàng như vậy, người khác sớm chỉ làm, đến phiên ngươi. Vân Thiên Khuyết cười khẩy nói. Còn mạnh miệng đâu, nói trắng ra là, tâm của ngươi, ta so ngươi xem càng rõ ràng. Mặc kệ ngươi ngoài miệng nói cái gì, ngươi là không thể vi phạm huyết mạch cùng tự mình ý chí. Coi như ngươi không tin, ngươi Vân Thượng Tiên Cung 9 phần 10 người, đều biết mình nên làm cái gì, bởi vì Thanh Vân Thần Mộc chính là của các ngươi căn. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, làm trò cười cho thiên hạ. Vân Thiên Khuyết tiếp tục mỉa mai. Được rồi, ta không cùng ngươi tranh luận việc này. Hiện tại các ngươi còn lại 17 chỗ, loại cây, đã để chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải chiếm, Thanh Hồn Điện bên này có 18 chỗ, cũng để cho Thiên Thần Kiếm Tông chiếm cứ. Theo ta được biết, hai phe này thế lực đều có muốn chiếm cứ đối phương, loại cây, ý nghĩ, mỗi người đều đang mưu đồ, nhất là Lý Vô Song bên này, đã để mắt tới mấy cái Thanh Hồn Điện loại cây. Tiếp tục như vậy, bọn họ thế tất phát sinh xung đột đẫm máu, toàn bộ quá trình cần ngươi cùng Cổ Kiếm Thanh Xương cùng một chỗ châm ngòi thổi gió, để bọn hắn liều mạng, hiểu. Lý Thiên Mệnh nói, mặc kệ là Lý Vô Song vẫn là Phong Vũ Kiếm Hoàng, đều không cho Vân Thượng Tiên Cung cùng Thanh Hồn Điện, tham dự, loại cây, sự tình, mà lại đối một nửa khác loại cây, sinh ra tương đương mạnh tham niệm. Đối với tạm thời buông tay Lý Thiên Mệnh tới nói, là một cái cơ hội thật tốt. Đa tạ ngươi nhắc nhở. Ta sẽ đem kế hoạch của ngươi, hướng Lý Vô Song mật báo. Để bọn hắn tự giết lẫn nhau, nghĩ hay lắm. Vân Thiên Khuyết tiếp tục cười lạnh. Vân tiền bối, ngươi thật là cưỡng. Làm phiền ngươi chiếu soi gương, ngươi nhìn Lý Vô Song ánh mắt, đã sớm cho ta đáp án. Hôm nay ngươi nói cái gì tới, có lẽ từ vừa mới bắt đầu ta thì sai, làm sao không hiểu ngươi nói là cái gì, ta hiểu. Lý Thiên Mệnh nói. Im miệng, đừng có lại thăm dò ta. Vân Thiên Khuyết nóng nảy. Ha ha, chột dạ sao? Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Cái gì là phệ cốt trùng? Cái kia chính là trong truyền thuyết, giỏi trong xương. Lý Thiên Mệnh cười, Ngân Trần cũng theo bắt trước tiếng cười của hắn. Đi qua cái này, biến âm thanh khí, chuyển một cái hóa, cái kia máy móc, trầm thấp còn kẹt lại tiếng cười, lộ ra phá lệ âm u. Nhưng, Lý Thiên Mệnh kỳ thật cười đến rất cởi mở. Để bọn hắn tự giết lẫn nhau sự tình. Cần tìm cơ hội châm lửa, trước lúc này, ta muốn ngươi làm một chuyện. Lý Thiên Mệnh nói. Vân Thiên Khuyết trầm mặc, không muốn đáp lời. Ngươi Vân Thượng Tiên Cung trong mỏ quặng, có 10% là kim loại khoáng mạch, ta cần ngươi thu hồi những thứ này mỏ quặng nhân viên, dùng để hái Thanh Vân Thần Mộc Thảo Mộc Thần Linh, để những thứ này kim loại mỏ quặng để chống, không khiến người ta tới gần. Đến mức những cái kia kim loại khoáng mạch vị trí, thể lượng, Lý Thiên Mệnh đã sớm xem rõ ràng. Thủ hộ kết giới, chính hắn cũng có thể tùy tiện ra vào. Chỉ cần Vân Thiên Khuyết để đóng giữ người rời đi, hắn thì chỗ nào cũng có. Ngươi mơ tưởng, ta nói, ta không nghĩ đứng tại ngươi bên này. Vân Thiên Khuyết cả giận nói. 2 triệu ngân trần, 20 triệu vô hình con rán, 20 tỷ phệ cốt nghĩ, cái này đã đầy đủ đáng sợ, để Vân Thiên Khuyết rợn cả tóc gáy. Hắn còn muốn gia tăng ngân trần số lượng. Vân Thiên Khuyết đương nhiên sợ hãi. Nói thật, hắn đời chưa sợ qua cái gì, liền chết còn không sợ, thế nhưng là trên bàn tay, cái kia ngẫu nhiên bỏ ra tới kim loại con kiến nhỏ, lệch ra cái đầu, dùng 2 cái chấm đen nhỏ ánh mắt nhìn lấy hắn thời điểm. Hắn nhân sinh lần thứ nhất, cảm nhận được trái tim co giật hoảng sợ. Quái vật, quái vật. Vì cái gì loại vật này, lại là cộng sinh thú? Đã từng khởi nguyên thế giới thụ, trên chiến trường mê huyễn thiên quân, Lý Thiên Mệnh đều cảm thấy là kỳ tích. Hiện tại con thứ 5 thái cổ hỗn độn cự thú, đồng dạng khai thác trí tưởng tượng của hắn. Vân Cung Chủ, ta cần hỗ trợ của ngươi. Lý Thiên Mệnh ôn tồn nói. Không có khả năng, Vân Thiên Khuyết nói. Được, để vậy ngươi, thoải mái, một hồi, ngươi chừng nào thì đáp ứng, ta cái gì thời điểm đình chỉ. Lý Thiên Mệnh nói. Chớ ép bách ta tự vận.
Vân Thiên Khuyết âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tự sát đi, ta đổi Lộc Duyên Cơ cũng giống vậy, hiện tại Vân Thượng Tiên Cung trên dưới một lòng, không có ngươi, xác thực phiền phức điểm, nhưng Lộc Duyên Cơ cũng có lực thu hút, có thể đạt thành ta muốn hiệu quả. Ngoài ra ta nhắc nhở ngươi, ngươi đã đáp ứng bọn nhỏ, hôm nay muốn dẫn bọn hắn đi bắt cá, đừng quên nha. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi bắt bọn hắn uy hiếp ta. Vân Thiên Khuyết táo bạo nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta sẽ không đối bọn hắn như thế nào, ta chẳng qua là cảm thấy tiếc hận, một cái phụ thân, đối hài tử cần phải nói được thì làm được, mà không phải là vì ngươi cố chấp cùng mặt mũi, không dám đi làm một cái dũng cảm phản kháng giả. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ngươi bị ổi. Vân Thiên Khuyết cả giận nói. Quá khen. Phệ Cốt nghĩ, phát tác. A. À. Vân Thiên Khuyết trong nháy mắt ngã trên mặt đất co rút run rẩy, nhãn cầu cơ hồ rơi xuống, toàn thân huyết nhục kéo căng, nổi gân xanh. Hắn hai tay nắm ở cổ họng, trực tiếp thất thanh, liền kêu thảm đều không phát ra được. Hết thảy 17 hơi thở thời gian. Vốn là muốn cho ngươi hưởng thụ 18 hơi thở thời gian, đáng tiếc, loại cây, chết một đôi, thần mộc rên rỉ, ngươi thật không rung động sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dọa một chút. Coi như dừng lại. Vân Thiên Khuyết còn lăn trên mặt đất, hai tay nắm chắc mặt đất. Lý Thiên Mệnh còn đang nhắc nhở hắn loại cây sự tình. Hắn không thể không thừa nhận, tên tiểu bối này không phải hoa sen trắng. Hắn so người đồng lứa trải qua quá nhiều chuyện, bao quát 3 năm nằm gai nếm mật, tại nhân sinh trong tuyệt cảnh dũng cảm còn sống. Vân Thiên Khuyết hít sâu một hơi. Được, kim loại khoáng mạch, tất cả thuộc về ngươi. Nói xong câu đó, hắn nhắm mắt lại, hai tay nắm tay. Vân tiền bối, đa tạ ngươi, ngươi không cần khuất nhục, một ngày nào đó, ngươi sẽ cảm tạ hôm nay chính mình, làm ra chính xác lựa chọn. Lý Thiên Mệnh nói, hết thảy giống như Lý Thiên Mệnh nghĩ một dạng. Mặc kệ Vân Thiên Khuyết tâm lý không có nhiều thừa nhận, Phệ Cốt nghĩ nhập thể, lại thêm Vân Thượng Tiên Cung tình cảnh, còn có Thanh Vân Thần Mộc biến hóa. Đây hết thảy, đều sẽ để Vân Thiên Khuyết, đi đến bên cạnh hắn. Nói ngắn gọn chính là, miệng rất cứng. Nhưng là thân thể rất thành thật. Khác tẩy não, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Vân Thiên Khuyết nói. Ngươi hiểu lầm, không phải tẩy não. Ta chỉ muốn nói, nếu như ta là ngươi con gái, ta khẳng định hy vọng phụ thân là một cái anh hùng, mà không phải chó săn. Bởi vì chó săn sẽ để cho ta cả đời u ám. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thần phục ngươi, còn không phải ngươi chó săn. Vân Thiên Khuyết cười lạnh. Không giống nhau, bọn họ dùng cường đại để ngươi thần phục. Sẽ để cho ngươi quỳ cả một đời, ta chỉ là sử dụng thủ đoạn để ngươi thần phục, ngươi chỉ cần phối hợp nhất thời cơ đã đến, ta tự nhiên sẽ buông tha ngươi, có lẽ chúng ta còn có thể là bằng hữu. Lý Thiên Mệnh nói, ngươi sẽ bỏ qua ta như thế nào tin tưởng ngươi? Vân Thiên Khuyết nằm mộng cũng nhớ thoát ly cái này ác mộng. Ta đây cũng không muốn cùng ngươi cam đoan, tùy duyên đi, dù sao, ngươi dám phản kháng, dám đứng ở ta nơi này một bên, ta thì dám thả ngươi, hết thảy. Nhìn ngươi biểu hiện. Vân Thiên Khuyết trầm mặc. Hôm nay trước cảm ơn ngươi, có toàn bộ Thanh Vân Đại Lục kim loại khoáng mạch, ta cộng sinh thú tử thể, số lượng có thể đạt tới 5 triệu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái gì thời điểm, làm cho ta xem một chút bản thể của nó? Vân Thiên Khuyết hỏi. Hắn hiếu kỳ. Vậy rốt cuộc là như thế nào quái vật? Hắn sinh ra vô số liên tưởng. Đừng nóng vội, một ngày nào đó, ngươi sẽ thấy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Kỳ thật, Vân Thiên Khuyết đã thấy. Liền xem như một con kiến, vậy cũng là ngân trần bản thể. Chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải cùng Thiên Thần Kiếm Tông, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hoàn thành hết thảy 35 chỗ khu vực đóng quân. Toàn lực phòng thủ. Phong Vũ Kiếm Hoàng hai người, đều rời đi Thanh Hồn Kiếm Phong, đến tuyến đầu địa phương. Vây quanh biên giới, bọn họ cùng chiến thần tộc, Lam Huyết Tinh Hải người, xa xa nhìn nhau. Toàn bộ Thanh Vân Đại Lục, đối kháng thăng cấp, sát cơ không ngừng tràn ngập. Giữa song phương, lẫn nhau có một chút giống nhau, cái kia chính là. Bọn họ đều đem loại cây làm trọng bảo, sẽ không lại đi phá hư. Đây cũng là Lý Thiên Mệnh bọn họ, yên tâm dùng bọn họ tới làm, kíp nổ, nhen nhóm chiến hỏa nguyên nhân. Đã chiếm cứ, tự nhiên lấy mạng đi thủ. Ở trong đó còn có một khúc nhạc đệm. Cái kia chính là. Yến nữ hiệp cùng mấy ngàn vị, nhất quần tiên nữ cung, tu luyện giả, tại, biết được, loại cây, sự tình về sau, đi tìm Thiên Thần Kiếm Tông đại náo một trận. Long Uyển Oánh đại biểu Hiên Viên Long Tông cũng có ra mặt,
cho Thiên Thần Kiếm Tông tạo áp lực. Đây là tất yếu quá trình. Nếu là, loại cây, xuất hiện, các nàng ngược lại một điểm động tĩnh đều không có, vậy liền không bình thường. Thông qua tạo áp lực, tranh thủ, còn có trình độ nhất định xung đột, nguyên bản đưa ra muốn đóng giữ một nửa, loại cây, tiên nữ cung, cuối cùng chỉ cần đến, hai đôi. Không có cách, Thiên Thần Kiếm Tông 110.000 kiếm tu, mà tiên nữ cung chỉ có mấy ngàn người, muốn chiếm cứ 18 đúng một nửa, tại tiên nữ cung không tiếp viện tình huống dưới, làm sao đều không còn gì để nói. Có thể muốn tới hai đôi, loại cây, đều tính toán Long Uyển Oánh các nàng có thể nói thiện đạo, rất có thể dây dưa. Nếu không, Thiên Thần Kiếm Tông đều sẽ không đáp ứng. Đương nhiên, các nàng muốn tới cái này hai đôi loại cây vị trí, tương đối gần Thanh Hồn Kiếm Phong, thuộc về Thanh Hồn Điện nội địa, tính toán tương đối an toàn vị trí, không rất dễ dàng cùng Vân Thượng Tiên Cung bên kia xung đột. Nói trắng ra là, muốn cái này hai đôi, loại cây, đóng giữ quyền, hết thảy cũng là vì, bình thường. Cứ như vậy, Thiên Thần Kiếm Tông vẫn sẽ có Thanh Hồn Điện, đứng tại bọn họ bên này giả tượng. Nắm giữ đóng giữ quyền, cũng không nhất định có thể cuối cùng được đến, loại cây, cho nên, Thiên Thần Kiếm Tông cũng không nóng nảy. Tối thiểu nhất, bọn họ tự nhận là, đã đem nửa cái Thanh Vân Đại Lục, một mực khống chế tại trên tay mình. Đối diện Lý Vô Song, đồng dạng là loại cảm giác này. Tại 35 chỗ loại cây nơi ở, đều an bài đại lượng tu luyện giả sau ngày thứ hai. Ngân Trần nói cho Lý Thiên Mệnh, Vân Thượng Tiên Cung bên kia, Lý Vô Song, mang theo Lý Hạo Thần, còn có Cổ Mạc Đan Thần, Vân Thiên Khuyết bọn người đi cùng, trực tiếp hướng về Thanh Hồn Kiếm Phong phương hướng, khí thế hung hăng mà đến. Bọn họ lúc này thời điểm, đến Thanh Hồn Kiếm Phong làm cái gì? Long Uyển Oánh nói, Lý Hạo Thần đột phá đến tinh tướng thần cảnh cấp 9, chiến lực đại tăng, Lý Vô Song không cho hắn đi, cũng là nuốt không trôi trật tự thiên tộc chiến bại cái này giọng điệu. Nàng yêu cầu Lý Hạo Thần, một lần nữa tại trên người của ta lấy lại danh dự, vì trật tự thiên tộc đòi lại mặt mũi, cho nên, lại khuếch trương thanh thế tới khiêu chiến ta. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ha ha, phù hợp cá tính của nàng, theo không chịu thua, cho dù thua cũng không thừa nhận, vạn sự đều muốn đem người khác đè xuống, một khi thua, thủ đoạn gì đều dùng được đi ra. Giống như nàng trời sinh thì nhất định thắng, mỗi một chàng đều thắng giống như. Long Uyển Oánh cắn răng nói. Vào lúc này, tự mình mang Lý Hạo Thần đến lấy lại danh dự, loại chuyện này, cũng liền Lý Vô Song làm ra được. Cuối cùng, làm trên Thái Dương bá chủ, nàng thực chất bên trong tự cho mình quá cao. Ngay từ đầu không cho Lý Hạo Thần về trật tự thiên tộc, đã nói lên nàng cho tới bây giờ không có nuốt xuống trận kia thất bại. Long Uyển Oánh hiểu rất rõ Lý Vô Song. Lý Vô Song tranh đấu chi tâm, khống chế của nàng muốn, đều là có một không hai. Tại trong tự điển của nàng, chưa từng có thất bại, coi như ngắn hạn thất bại, nàng đều sẽ bất khuất, thẳng đến khiến người ta triệt để quỳ phục. Có lẽ nàng đem đồng dạng hy vọng, chút xuống cho Lý Hạo Thần, đồng dạng không cho phép hắn thất bại. Dù sao nàng không có con nối dõi. Oánh Di, người yên tâm, trận này, nàng và Lý Hạo Thần, còn phải thua. Lý Thiên Mệnh bình thản nói. Đột phá nhất trọng, liền muốn vặn ngã chính mình, có dễ dàng như vậy. Thế đạo này. Người nào không tại tiến bộ a? Không nói Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu tiến bộ, đều cho tới bây giờ không ngừng qua. Cũng liền Vu Tử Thiên tại ngồi xe cáp treo, một hồi phía trên một hồi hạ. Chắc chắn chứ, Long Uyển Oánh hỏi. Đương nhiên xác định, nếu như nói lần trước chiến đấu, phần thắng tại 7 thành, vậy lần này, 10 xong rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gọi là 100%, cái kia chính là 100%. Người trẻ tuổi. Không thể kiêu ngạo tự mãn, sẽ ăn khinh địch vị đắng nha. Long Uyển Oánh ôn nhu nhắc nhở. Cái kia ngược lại sẽ không, chủ yếu là Lý Hạo Thần trung cực thủ đoạn, ta lần trước đều được chứng kiến, sau đó hắn mỗi thời mỗi khắc, đều sinh hoạt tại ta trong theo dõi, nói khoa trương điểm, ta liền hắn có vài cọng tóc đều biết, hắn đối với ta mà nói, đã là một cái không có người có bí mật. Lý Thiên Mệnh nói, đây mới thực sự là đáng sợ điểm. Lý Hạo Thần nửa đời trước như thế nào? Lý Thiên Mệnh không biết, hắn chỉ cần nhớ kỹ phía trên nhất chiến, hắn dùng ra tất cả thủ đoạn, cái kia chính là Lý Hạo Thần cái này 25 năm tinh hoa. Đến tiếp sau hết thảy, coi như hắn ăn thêm một viên tiếp theo cấp một thảo mộc thần linh, đều tại Lý Thiên Mệnh trong tính toán. Kia liền càng lật người không nổi. Được, cái kia ta tin tưởng ngươi, Long Uyển Oánh nói. Kỳ thật cùng bại tướng dưới tay tái chiến, không có ý gì, ta một hồi tùy tiện đưa bọn hắn lăn là được rồi.
Lý Thiên Mệnh không có vấn đề nói. Không, việc này có thể dùng đến châm lửa, kích phát mâu thuẫn, đạt thành để Thiên Thần Kiếm Tông cùng bọn hắn tàn sát mục đích. Long Uyển Oánh suy tư nói. Nói thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta làm theo, tiếp đó, người dựa theo ta nói làm. Long Uyển Oánh ghé vào lỗ tai hắn nói một tràng, điều lệ rõ ràng cho hắn phân tích tốt. Lý Thiên Mệnh liên tục gật đầu, nhớ kỹ nàng nói muốn chút. Kế hoạch này như thế nào? Long Uyển Oánh hỏi. Tuyệt, Oánh Di là trên đời này thông tuệ nhất nữ nhân, nữ tử thông minh có mị lực nhất. Lý Thiên Mệnh tán thán nói. Thật sao? Long Uyển Oánh sờ sờ mặt trứng, áo não nói, vẫn là chậm rãi sẽ có nếp nhăn, ai cũng gánh không được năm tháng xâm nhập, cả đời ngơ ngơ ngác ngác, người đã đến trung niên, nếu không phải gần nhất phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhiều khi, cũng cảm giác mình giống như đã chết. Sẽ không, Oánh Di, có lắng đọng nữ tử, mãi mãi cũng hào quang vạn trượng. Thượng thiên sẽ không cô phụ nỗ lực cùng cố chấp người. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Mượn ngươi chúc lành, tiểu bằng hữu. Long Uyển Oánh hướng hắn mở chừng hai mắt nói. Nỗ lực a, báo thù trung niên phụ nữ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lấy đánh. Có Ngân Trần tại, Lý Vô Song bọn họ một nhóm người này hành tung, thời khắc đều tại Lý Thiên Mệnh giám sát phía dưới. Chờ bọn hắn đến Thanh Hồn Kiếm Phong trước thời điểm, Lý Thiên Mệnh sớm thì chuẩn bị xong. Bất quá, hắn vẫn là ra vẻ như không biết, các loại Thanh Hồn Điện người đến gọi hắn, nói nghênh Thiên Điện bên ngoài, Lý Vô Song đám người, để hắn ra ngoài. Trước mắt Phong Vũ Kiếm Hoàng ra ngoài đóng giữ, loại cây, Diệp Đông Lưu cha con đang phụ trách Thảo Mộc Thần Linh ngắt lấy. Trừ bọn họ không tại, Thiên Thần Kiếm Tông bên này, Nhất Kiếm Sát Thần, Thạch Nham hôm nay đúng lúc tại Thanh Hồn Kiếm Phong. Thanh Hồn Điện bên này, Cổ Kiếm Thanh Sương cũng tại. Đến mức Dương Sách, Long Uyển Oánh bọn họ, trên cơ bản đều không ra ngoài, để bảo vệ Lý Thiên Mệnh làm chủ. Long Uyển Oánh đối với mình bảo trì, chống đỡ, còn có nhân mạch của nàng, đối Lý Thiên Mệnh trợ giúp có bao nhiêu, Lý Thiên Mệnh chính mình tương đối rõ ràng. Không có nàng, chính mình cái gì đều không làm được. Lần này, Lý Thiên Mệnh cũng cùng nàng, Dương Sách, cùng đi đến Nghênh Thiên Điện bên ngoài. Dương Sách là một cái kiệm lời ít nói người, hắn cơ hồ cho tới bây giờ đều không nói lời nào, mãi mãi cũng là an tĩnh, lãnh đạm đứng ở một bên, duy chỉ có nhìn Long Uyển Oánh thời điểm, ánh mắt là ôn nhu. Yến Nữ Hiệp nói hắn theo Long Uyển Oánh rất nhiều năm, tại nàng thành thân về sau, hắn biến mất qua, thẳng đến trong nhà nàng ra chuyện, hắn lại trở lại trong tầm mắt, nhưng cũng chỉ là bảo hộ, giúp đỡ, cho tới bây giờ đều không biểu hiện. Lý Thiên Mệnh cũng nói không rõ ràng, hắn đối Dương Sách cảm giác, hắn là một loại đặc thù nhân cách, càng nhiều trầm mê trong tu luyện. Hắn rất thưởng thức Long Uyển Oánh, có thể dù cho hiện tại, hắn cũng không chủ động tới gần, cũng không chủ động đáp lời. Dù sao Lý Thiên Mệnh ý giải không được. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại biết, cừu hận đã dính đầy Long Uyển Oánh tâm, nàng đã rất khó đi nói về chuyện tình cảm. Trong lòng suy nghĩ chuyện của bọn hắn, Lý Thiên Mệnh bọn người, cùng Cổ Kiếm Thanh Sương sẽ cùng, đi tới Nghênh Thiên Điện bên ngoài. Trước mắt chính là phong bế, Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới. Địch nhân đến không nhiều, có thể Lý Vô Song, Cổ Mạc Đan Thần chờ một chút, vậy cũng là cường giả đứng đầu. Cổ Kiếm Thanh Sương đương nhiên đem Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới toàn bộ khai hỏa, không cho phép bọn họ tiến đến. Mà cái này trăm người đội ngũ, nhìn chằm chằm, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, đã đứng bên ngoài một phút. Làm Lý Thiên Mệnh xuất hiện về sau, tràng diện mới sôi trào lên. Thanh Hồn Kiếm Phong kiếm tu, các đệ tử, đã nghe nói chuyện này. Lần trước Lý Thiên Mệnh cùng Đế Tôn Chi Tử nhất chiến, còn có phần lớn người không có tận mắt nhìn thấy. Trong lúc nhất thời, Thanh Hồn Kiếm Phong bên trong, tiếng người huyên náo, người người nhốn nháo. Vô số nhân dũng hướng Nghênh Thiên Điện. Lý Thiên Mệnh đứng tại trước mọi người, liếc mắt liền thấy được Lý Vô Song cùng Lý Hạo Thần. Tháng này mái tóc dài màu trắng lạnh lùng nữ tử, vẫn là như vậy người sống chớ gần cảm giác. Nàng ánh mắt lạnh lùng, tập trung vào Lý Thiên Mệnh, tại hắn xuất hiện về sau, nàng trực tiếp thì nhìn Lý Hạo Thần liếc một chút, ra hiệu để hắn ra ngoài, chủ động khiêu chiến. Đúng, cô. Cảnh giới sau khi tăng lên, Lý Hạo Thần nhiều hơn rất nhiều lòng tin. Nói thật, chính hắn cũng không muốn như vậy chiến bại, bị người dẫm tại dưới chân. Hôm nay là hắn báo thù, rửa sạch sỉ nhục thời khắc. Chỉ có thắng được một trận chiến này, hắn có thể đầy đủ quang minh chính đại trở về trật tự thiên tộc, mới xứng với Đế Tôn Chi Tử thân phận. Đừng có lại để ngươi phụ tôn,
để trật tự thiên tộc bởi vì ngươi mà bị nhục nhã. Hôm nay là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu là thất bại, ngươi cả đời này cũng sẽ không có hy vọng gì. Lý Vô Song lãnh đạm nói. Thanh âm của nàng không lớn, có thể mỗi một chữ, đối Lý Hạo Thần tới nói, đều là một ngọn núi. Hắn cái thân phận này, lưng đeo áp lực, thực sự quá lớn. Làm một cái bất bại thị tộc, vô địch đế tôn chi tử, thất bại một lần, đều giống như muốn hắn nửa cái mạng. Hạo Thần ca ca, buông lỏng một chút, thi triển ra ngươi bình thường bản lĩnh là được rồi, không có vấn đề. Long U U ở phía sau đánh tức giận nói. Đúng, hắn là ngự thú sư, cảnh giới đột phá không có ngươi nhanh. Lý Nhược Thi nói. Lóe xa một chút, khác vướng bận. Lý Vô Song chừng các nàng liếc một chút. A, à, hai người liền vội cúi đầu. Tuổi còn trẻ, trầm mê nữ sắc, hắn đi đến một bước này, các ngươi hai cái nghiệp chướng nặng nề, hôm nay nếu bị thua, 50 tuổi trước, các ngươi cũng đừng nghĩ gặp hắn. Lý Vô Song mặt như băng xương nói. Vô Song cô cô. Cái này tranh giành tình nhân đều không ý nghĩa. Hai tiểu cô nương dọa đến gần chết, vội vàng tránh xa một chút, sợ mình ảnh hưởng tới Lý Hạo Thần. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Hạo Thần gánh vác áp lực lớn đến bao nhiêu. Mà hết thảy này áp lực, có cửu thành đều là Lý Vô Song lòng háo thắng tạo thành. Tại đối diện với của nàng, cái kia gọi Long Uyển Oánh nữ nhân, là nàng đời này không muốn nhất người thua. Tại vạn chúng trước đó, Lý Hạo Thần thả mắt nhìn đi. Thanh hồn kiếm phong phía trên, lít nha lít nhít đều là người. Làm đế tôn chi tử, hắn lần thứ nhất bị loại này tràn ngập địch ý ánh mắt đối đãi. Đổi lại trước kia, coi như tại Thái Dương Vạn Tông, loại này nhị lưu thế lực đệ tử nhìn thấy hắn, cái kia đều cùng thấy mặt trời một dạng, chỉ có thể nhìn lên, sau đó vì hào quang của hắn mà cúi đầu. Hít sâu một hơi một. Lý Hạo Thần tại vạn chúng chú mục bên trong, rút ra, xích tiêu trảm long, đao sắc bén cương, chỉ hướng Lý Thiên Mệnh. Trầm giọng nói, Lý Thiên Mệnh, đi ra đánh một trận. Quả nhiên, hắn là muốn rửa sạch nhục nhã. Thanh hồn điện các đệ tử, nhiệt huyết sôi trào lên. Lý Thiên Mệnh đánh bại Lý Hạo Thần chuyện này, từng để cho bọn họ nằm mơ đều là phấn khởi, đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy. Tại thanh hồn điện đệ tử trong mắt, thậm chí đối khắp cả Thái Dương Vạn Tông đệ tử tới nói, hiện tại Lý Thiên Mệnh, cũng là thượng thần bên trong thần, là tín ngưỡng của bọn họ. Khi bọn hắn cuồng nhiệt lúc thức dậy, Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên phát hiện. Hắn khát vọng chúng sinh chi lực, thật xuất hiện. Dù là vẻn vẹn đến từ thanh hồn điện tiểu bối các đệ tử, dù là rất yếu ớt, có thể đây cũng là hắn tại trên Thái Dương, lần thứ nhất đạt được cao đẳng chủng tộc nhóm tín ngưỡng. Vạn sự khởi đầu nan, có cái này mới bắt đầu, nhất thống thanh vân, vì hoàng là đế thời gian, một ngày nào đó, sẽ có thực hiện hy vọng. Một khi ký kết chúng sinh tuyến. Lấy chúng sinh lực lượng chiến đấu, thì sẽ phát sinh viêm hoàng đại lục thiên mệnh hoàng triều, đã phát sinh qua sự tình. Xem ra, nhiều trang bức, nhất định là hữu dụng. Lý Thiên Mệnh tâm lý ra kết luận. Tại vô số các đệ tử lửa nóng trong tầm mắt, Lý Thiên Mệnh đứng dậy, ngữ khí bình thản nói, Lý Hạo Thần, ngươi là một giới bại tướng dưới tay, ngươi có tư cách gì, khí thế hung hăng đến nhà tới khiêu chiến ta. Nếu như A Miêu A Cẩu nhóm, nguyên một đám tới khiêu chiến, ta đều phải nghênh chiến. Vậy ta còn có công phu tu hành à? Cho nên, cho ta một cái nghênh chiến lý do. Đem trật tự chi tử thân phận cao nhất đế tôn chi tử, nói thành A Miêu A Cẩu, trên đời này cũng liền Lý Thiên Mệnh, có tư cách này. Dám nói thế với, liền xem như hắn, câu nói này cũng cuồng đến làm cho người tê cả da đầu. Cái này khiến thanh hồn điện các đệ tử càng thêm huyết mạch sôi sục. Bọn họ chân thực cảm nhận được, mình tại đối mặt trật tự thiên tộc loại này quái vật khổng lồ thời điểm. Cũng có cuồng bạo dũng khí, đi khiêu chiến cái gọi là quyền uy. Nhiệt huyết sông lên đầu. Chúng sinh tín ngưỡng, tới càng hung mãnh. Lý Thiên Mệnh ngắn ngủi một câu, đã để thanh hồn điện tiểu bối đệ tử, thậm chí bao gồm một bộ phận, thanh hoa đệ tử, đều dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn lấy hắn. Đương nhiên, chỗ lấy phách lối như vậy, cũng là Long Uyển Oánh, kế hoạch, một bộ phận. Lý Hạo Thần bị coi thường như vậy, lòng tự trọng tự nhiên sẽ trọng kích. Nhưng hắn còn đầy đủ cứng cỏi, hít sâu một hơi, nói. Đúng, ngươi có tư cách coi ta là làm A Miêu A Cẩu, bởi vì ngươi đã từng thắng nổi, thắng cũng là chính nghĩa, ngươi muốn làm sao trêu đùa ta đều được. Nhưng là, không có người lại là vĩnh viễn bên thắng, ta hy vọng ngươi có đảm lượng, lại đến định đoạt một lần thắng bại, mà không phải thắng một lần về sau, thì kiêu ngạo tự mãn, co lên đến cả một đời không dám ứng chiến.
không có người lại là vĩnh viễn bên thắng. Câu nói này nói rất là khéo, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, đưa cho Lý Vô Song rất thích hợp. Hắn không có đem cái này lời trong lòng nói ra, mà là dựa theo Long Uyển Oánh kế hoạch, tiếp tục mắt lộ ra xem thường vẻ kiêu ngạo, nhìn lấy Lý Hạo Thần, tức cười cười nói, không dám ứng chiến. Ngươi có thể 10 triệu đừng nói giỡn, coi như hôm nay ba cái ngươi Lý Hạo Thần tới khiêu chiến, ta đều không cau mày, vấn đề là, ngươi liền tặng thưởng đều không có, ta dựa vào cái gì cùng ngươi đánh a? Lần trước ngươi ta giao phong, tối thiểu còn quan hệ đến cấp 7 vũ trụ thần nguyên cùng bát giai thảo mộc thần linh, lần này ngươi muốn tay không bắt cướp. Tặng thưởng. Lý Hạo Thần quay đầu nhìn Lý Vô Song liếc một chút, đạt được sau khi cho phép, hắn lại hít sâu một hơi, hỏi, ngươi muốn cái gì tặng thưởng? Ngươi nếu bị thua, thì sau lưng ngươi hai cái tiểu mỹ nhân, đưa cho ta làm tiểu thiếp đi, tới thì chớ đi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Cái này vừa nói, thanh hồn điện bên trong, liền rất nhiều trưởng bối kiếm tu đều ồn ào lên, đờ đẫn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, tiểu tử này quả thực to gan lớn mật. Hai cái này tiểu mỹ nhân, đó cũng không phải là người bình thường. Một cái đến từ ẩn long điện, một cái đến từ linh kiếp tộc. Luận thân phận, tại cái này trật tự chi địa phía trên, thì gần với Lý Hạo Thần loại này cấp bậc. Mấu chốt là, các nàng cùng Lý Hạo Thần ở giữa, đều là có hôn ước. Muốn là Lý Hạo Thần đáp ứng, lại thua, cái này đối toàn bộ trật tự thiên tộc tạo thành nhục nhã, tối thiểu tăng lên gấp 10 lần. Tuyệt thế sỉ nhục, tối thiểu có thể lưu truyền cái vài vạn năm đi. Đây chính là trần trụi nhục nhã đối phương, không có ý tứ gì khác. Đối coi trọng nhất mặt mũi trật tự thiên tộc tới nói, đây là lớn nhất không nể mặt mũi vung bàn tay. Lý Hạo Thần, người suy tính một chút đi, các nàng quá đẹp, ta động lòng, muốn không ngươi thì cho ta cái cơ hội này. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Nói thật, hắn cái dạng này, rất vô sỉ. Quả thực như cái nhân vật phản diện. Ngược lại là Lý Hạo Thần, vẫn là khẩn trương Long U U, Lý Nhược Thi, giống như là bị nhân vật phản diện chèn ép, nhục nhã nhân vật chính. Nhưng, đây đều là kế hoạch cần. Không ra Lý Thiên Mệnh sở liệu, nghe nói như thế về sau, đầu tiên nổ tung không phải Lý Hạo Thần, mà chính là Lý Vô Song. Cặp mắt của nàng đột nhiên bộc phát ra thần quang, hung hăng đâm vào thanh thiên vạn kiếm kết giới phía trên, đưa tới vạn kiếm gào thét, cùng nhau chỉ hướng nàng. Làm gì, ngăn cách kết giới đâu, ngươi còn muốn giết ta hay sao? Lý Vô Song tiền bối, ngươi không cần thiết cuống cuồng a. Lại nói, việc này Lý Hạo Thần chưa hẳn không đáp ứng đâu, dù sao thắng thua so nữ nhân quan trọng hơn không phải sao. Các ngươi trật tự thiên tộc quan tâm, càng hẳn là mặt mũi, đế tôn chi tử, đó là không có thể bại. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Lý Vô Song không nói chuyện, có thể ánh mắt của nàng, hung tàn đến có chút khủng bố. Thế mà, đây chính là Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh mục tiêu. Lý Vô Song hỏa khí càng lớn, càng nóng nảy, thì càng tiến vào Long Uyển Oánh cái bẫy. Nói tóm lại, tức chết nàng là được rồi. Lý Thiên Mệnh cái này không sợ chết, cả lơ phất phơ, thậm chí có chút vô sỉ biểu diễn, đối Lý Vô Song loại này mọi thứ đều muốn thượng cương thượng tuyến người mà nói, căn bản không có cách nào dễ dàng tha thứ. Lúc này thời điểm, Lý Hạo Thần bị nhục nhã, hắn khẽ cắn môi, nói, không nghĩ tới ngươi thực lực không tệ, lại là một cái từ đầu đến đuôi tiểu nhân, ta Lý Hạo Thần cái gì đều có thể tiếp nhận, nhưng liền không thể tiếp nhận, bắt người tới làm tiền đặt cược. Được a, cái kia mời trở về đi, chờ ngươi nghĩ thông suốt lại nói tìm ta. Khuyên ngươi một câu, tôn nghiêm là tay chân, người không có tay chân là sống không được, nữ nhân đâu. Như y phục có thể đổi đúng không? Ngươi cái này hai bộ quần áo tạo hình không tệ, lấy ra làm tiền đặt cược, mượn ta mặc một chút thế nào? Lý Thiên Mệnh nói, đồ vô sỉ, không biết xấu hổ. Long U U mắng thời điểm, nước mắt đều tràn mi mà ra. Vừa ra đời thì đứng được quá cao, chiến đấu khổ ăn rồi, thế nhưng là loại này nhục nhã nỗi khổ, đối với các nàng mà nói thực rất mới mẻ. Trường bối của bọn hắn, rất chú ý mài luyện thân thể ý chí, nhục thân đau đều không có gì, thế nhưng là ngồi ở vị trí cao, bọn họ làm sao có thể hưởng qua cộng sinh thú bị giết, người bị dẫm tại dưới chân, tất cả tôn nghiêm đều đánh mất thống khổ. Cút xa một chút, Lý Thiên Mệnh cười lạnh nói. Không, ngươi không xuất chiến, ta tại thì bực này, trừ phi ngươi cả một đời không rời đi thanh hồn kiếm phong. Lý Hạo Thần nói. Hắn nổ là đầy đủ cứng cỏi, vì một trận thắng thua, cái này đều có thể nhẫn. Vậy ngươi ngược lại là đem tặng thưởng lấy ra a? Không cho ta động lòng, ta dựa vào cái gì giáo huấn ngươi?
muốn ta đánh ngươi, phải trả tiền, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nói. Đối phương gióng trống khua chiêng, mà Lý Thiên Mệnh bọn họ ngay tại Thanh Hồn Kiếm Phong bên trong, có đánh hay không phải xem Lý Thiên Mệnh ý tứ. Dù sao Lý Hạo Thần vội vã rửa sạch khuất nhục, Lý Thiên Mệnh lại không vội. Nói đến đây, biến thành một trận nháo kịch. Tuy nhiên rất nhiều người cho rằng, Lý Thiên Mệnh đây là tâm hỏng không dám ra chiến, nhưng loại này trêu đùa đế tôn chi tử chàng diện, xem ra vẫn rất thoải mái. Chàng diện một lần rất xấu hổ. Ngược lại là cái kia Lý Vô Song, trong mắt tràn đầy tơ máu. Đoán chừng nàng đều tại suy tính, dẫn người đánh vỡ cái này thanh thiên vạn kiếm kết giới, đi vào chu sát Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh khả năng. Đúng vào lúc này, Vân Thiên Khuyết tiến đến cổ Mạc Đan Thần bên tai, nói, Mạc Thần, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, muốn không chúng ta xách cái còn lại tặng thưởng, nhìn một chút đối phương có đáp ứng hay không. Ta nhìn Vô Song cô nương, giống như bị chọc tức, tiếp tục như vậy. Chúng ta chỉ sợ không dễ chịu a. Nói xong, hắn sờ sờ mặt trứng. Cổ Mạc Đan Thần đương nhiên minh bạch, hắn đây là hồi tưởng lại chính mình bị đòn một màn. Cái gì tặng thưởng, lần trước đều xuất ra thất tinh vũ trụ thần nguyên, so cái này quý giá không có, tiểu tử kia gà tặc cực kỳ, không đem hai cái này tiểu công chúa cho hắn làm tiểu thiếp, hắn thật là không cần thiết, bốc lên chiến bại mạo hiểm nghênh chiến. Cổ Mạc Đan Thần nói, chúng ta là chắc hẳn phải vậy. Không nghĩ tới tiểu tử này như thế không biết xấu hổ. Hiện tại có chút đâm lao phải theo lao ý tứ, tiểu hoàng, không muốn đi, Vô Song cô nương lại như thế tức giận, cái này nên làm thế nào cho phải. Giá nhất giá nếu là không đánh, có đầy đủ nhức đầu. Vân Thiên Khuyết nói, Vô Song cô nương cũng là quá muốn thắng, liền tiểu bối thắng thua, đều coi trọng như vậy, hiện tại thế nhưng là, loại cây, xuất hiện thời kỳ mấu chốt, tại cái này lưu lại thời gian dài không tốt lắm. Đúng. Loại cây. Cổ Mạc Đan Thần cùng Vân Thiên Khuyết thấp giọng nói chuyện với nhau thời điểm, chợt nhớ tới thứ này. Vân Thiên Khuyết ánh mắt sáng lên, thầm than cuối cùng đem ngươi quẹo vào tới, hắn vội vàng nói, Mạc Thần có ý tứ là, nếu như chúng ta nguyện ý dùng loại cây, đóng giữ quyền, làm cho đối phương tâm động, chơi một trận vở tha để bắt thật trò chơi. Dù sao Vô Song cô nương có ý tứ là, chúng ta muốn đem còn lại 35 loại cây toàn bộ cầm xuống, cùng Thiên Thần Kiếm Tông thế tất giao chiến. Lý Thiên Mệnh từ đầu tới đuôi, đều không sách, loại cây, hai chữ, đây là Long Uyển Oánh an bài. Mình có thể nói lên, ý đồ quá mức rõ ràng. Long Uyển Oánh để hắn cố ý dùng Long UU, Lý Nhược Thi nhục nhã đối phương, để Lý Vô Song bạo động, lại dùng Vân Thiên Khuyết miệng, đem cổ Mạc Đan Thần vòng vào tới. Quả nhiên xong rồi. Lúc này thời điểm, cổ Mạc Đan Thần đã đi Lý Vô Song bên kia, cùng nàng sách ý nghĩ của mình. Lý Vô Song giờ phút này đầy trong đầu đều là lửa giận, nàng rất khó không đáp ứng. Hết thảy đều tại Long Uyển Oánh kế hoạch bên trong. Nàng giải những người này, nhất là hiểu rõ Lý Vô Song, cho nên hết thảy mới sẽ tự nhiên như thế. Lý Vô Song gật đầu. Việc này từ cổ Mạc Đan Thần mở miệng. Hắn đi ra, chính mình chủ động nói, cổ kiếm trưởng giáo, Bạch Long Hoàng, còn có Thạch Nham tướng quân, chúng ta xuất ra một đôi loại cây, đóng giữ quyền, tới làm tặng thưởng. Như thế nào? Hắn bất hòa Lý Thiên Mệnh nói chuyện, chính là ngầm thừa nhận Lý Thiên Mệnh không có quyền chủ đạo. Loại cây hấp dẫn không được Lý Thiên Mệnh, nhưng lại khả năng hấp dẫn trưởng bối. Trừ bỏ bị hủy diệt một đôi, Vân Thượng Tiên Cung còn lại 17 đối loại cây, đều tại Vân Thượng Tiên Cung cương vực bên trong. Bọn họ xuất ra một đôi loại cây đóng giữ quyền, tương đương với để Thanh Hồn Điện bên này vào ở đối diện, đây là tương đối lớn nhượng bộ. Lời này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Lý Thiên Mệnh đều, sững sờ, một chút, biểu hiện ra thật bất ngờ dáng vẻ. Chúng ta thương nghị một chút. Long Uyển Oánh bọn họ đều rất nghiêm túc, Thạch Nham, Cổ Kiếm Thanh Sương, Long Uyển Oánh cùng Lý Thiên Mệnh, tập hợp một chỗ. Thiên Mệnh, ngươi thấy thế nào? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Được, loại cây trọng yếu, ta có thể mạo hiểm thử một chút. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Thạch Tướng Quân, Thiên Thần Kiếm Tông bên này đâu? Cổ Kiếm Thanh Sương hỏi. Thạch Nham trợn mắt một cái, nói, liên quan gì đến ta? Dù sao chỉ cần chúng ta trông coi loại cây không ném là được rồi, ngoài ra ta đề nghị các ngươi thêm một đôi, thử một chút đối phương phòng tuyến cuối cùng. Lần này là Lý Hạo Thần chủ động khiêu chiến, hắn muốn là rửa sạch nhục nhã cơ hội, mà không phải đổ ước. Cho nên, Lý Thiên Mệnh coi như thua, đều không cần thiết cho hắn cái gì. Cái này cùng lần trước khác biệt. Lần này tặng thưởng. Là Lý Hạo Thần một phương diện lấy ra thành ý.
Kỳ thật bốn người bọn họ cái này lời thoại, cũng là biểu diễn cho Thạch Nham nhìn. Trước mắt hết thảy đều tại trong kế hoạch. Nói tốt về sau, lần này từ cổ kiếm thanh xương mở miệng, nói, Mạc Thần, chúng ta muốn hai đôi loại cây, theo thứ tự là, Uyên Ương Hồ cùng, treo ngược ngọn núi cái kia hai đôi. Nếu như các người đáp ứng, Lý Thiên Mệnh thì nguyện ý cùng hắn giao phong. Quá muốn thắng, thì dễ dàng tiến cái bẫy. Chỗ lấy lựa chọn Uyên Ương Hồ cùng treo ngược ngọn núi hai cái vị trí này loại cây, rất nhiều học vấn. Đây là hai cái đặc thù lại mẫn cảm địa phương, cực kỳ dễ dàng dẫn phát xung đột. Ở cái này hai cái vị trí phụ cận, cũng còn có mặt khác một đôi Vân Thượng Tiên Cung loại cây. Nếu như đóng quân đi qua, song phương cơ hồ có thể cách hồ nhìn nhau. Bởi vì chuyện này, Thạch Nham đã cho Phong Vũ Kiếm Hoàng đưa tin. Đây hết thảy, Lý Thiên Mệnh đều nhìn ở trong mắt. Hắn cùng Long Uyển Oánh liếc nhau một cái, nhịn không được cười lạnh. Nếu như bọn họ tính ra không tệ, Lý Thiên Mệnh bên này muốn là cầm xuống hai cái này loại cây đóng quân quyền, Thiên Thần Kiếm Tông có thể sẽ đi trước chiếm trước. Dù sao, Tiên Nữ Cung bên này nhân thủ không đủ. Hiện tại thì nhìn Lý Vô Song. Không ngoài dự liệu, bị Lý Thiên Mệnh chọc giận trạng thái Lý Vô Song, căn bản không quan tâm cái gọi là đóng quân quyền. Khẩu vị của nàng rất lớn, ngay từ đầu liền muốn toàn bộ, coi như trước ném hai cái, có cái gì cái gọi là. Mà lại loại cây việc này, cũng không phải Lý Thiên Mệnh chủ động nói lên. Đương nhiên, nàng đồng dạng không biết, Lý Thiên Mệnh muốn, cho tới bây giờ đều không phải là hai đôi loại cây. Hắn muốn, là Thanh Hồn Điện xâm chiếm Vân Thượng Tiên Cung loại cây sự thật này. Đối diện khẳng định không cam tâm. Uyên Ương Hồ cùng treo ngược ngọn núi phụ cận, cũng còn có một đôi khác Vân Thượng Tiên Cung loại cây. Song phương tu luyện giả, thời thời khắc khắc tranh phong đối lập. Lo gì bọn họ không đánh lên. Thậm chí, kế hoạch này, Long Uyển Oánh còn có tiếp theo vòng. Cái kia nhất hoàn càng chí mạng. Chỉ cần hiện tại Lý Vô Song bị kẹt, cái kia chính là nhất hoàn đập nhất hoàn, căn bản không cởi được. Quả nhiên, gia tăng một đôi loại cây, Lý Vô Song căn bản không có gì nghỉ. Bị kích thích về sau, nàng càng muốn thắng. Lý Vô Song, ta để ngươi muốn thắng, để ngươi phía dưới tiền đặt cược, mặc cho tính cách của ngươi hoành hành bá đạo, không coi ai ra gì, sớm muộn cho ngươi thua đến táng ra bại sản. Đây là Lý Vô Song đáp ứng về sau, Long Uyển Oánh ngoài miệng nói thầm. Oánh gì yên tâm, trò vui bắt đầu. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Vì không khiến người ta quấy nhiễu chiến đấu, cổ kiếm thanh xương tại Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới bên trong, chuyên môn mở ra một cái chiến trường, chỉ làm cho Lý Hạo Thần tiến đến. Lý Vô Song bọn họ, đương nhiên không lo lắng cổ kiếm thanh xương bọn họ dám bởi vậy bắt cóc Lý Hạo Thần, đây chính là đế tôn chi tử. Lý Hạo Thần bước vào chiến trường. Rốt cục thắng được chiến đấu cơ hội, hắn hai mắt như hỏa thiêu. Đã từng hắn kính nể Lý Thiên Mệnh, thế nhưng là hôm nay đối phương nhục nhã, để hắn đối thiếu niên tóc trắng này, triệt để đổi mới, tâm lý nhiều rất nhiều oán hận cùng phẫn nộ. Tại hắn đối diện, Lý Thiên Mệnh tại Thanh Hồn Điện vạn chúng gieo hò bên trong, như chúng thần chi vương một dạng, bước vào chiến trường. Rầm rầm rầm. Phía sau của hắn, là bài sơn đảo hải gieo hò. Lý Thiên Mệnh biết, hôm nay một trận chiến này cũng không phải là quan trọng. Chỉ muốn đối phương, vào bẫy, hắn đã thắng. Cho nên hắn méo một chút đầu, nhìn về phía Lý Hạo Thần, khóe miệng toát ra một tia tà tiếu, nói, lại tới tự rước lấy nhục, còn muốn bồi lên hai đôi loại cây, cần gì chứ? Nhận thua rất khó sao? Ngươi đừng có lại dương dương đắc ý, sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi, nói ít điểm nói nhảm. Chúng ta trật tự thiên tộc, chỉ xứng thắng. Lý Hạo Thần nói. Nghe rõ, thì cho phép ngươi cao cao tại thượng, người khác thì không cho ngẩng đầu a. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi có thể hiểu như vậy. Lý Thiên Mệnh đối lòng u Lý Nhược Thi bất kính, không thể nghi ngờ động nghịch lân của hắn, nóng nảy chiến ý trong lòng điên cuồng bao phủ. Ong ong. Thôn vệ đại lượng thảo mộc thần linh hạo nhật các thần thú bọn họ, theo hắn mặt trời kiếp vòng bên trong, nguyên một đám lao ra. Rầm rầm rầm. Xích tiêu trảm long nơi tay. Tám đầu cự thú, già thiên tế nhật. So với lần trước lớn hơn. Cuồng bạo ngọn lửa màu vàng, ở tại trên thân hừng hực bao phủ. Tinh tướng thần cảnh cấp 9 hắn, xác thực đến tiểu bối bên trong toàn độ cao mới. Giống giống. Cái kia tám đầu mặt trời gay gắt đốt cháy hạo nhật thần thú. Hướng về phía Lý Thiên Mệnh gào rú, vô số hỏa diễm hướng về hắn đánh thẳng tới, bực này tràng diệt, quả thực gọi người kinh hồn bạt vía.
Lý Thiên Mệnh sau lưng Thanh Hồn Kiếm Phong bên trong, bởi vì hạo nhật thần thú gào rú, những cái kia phổ biến mới đạp thiên chi cảnh, thậm chí ngay cả đạp thiên chi cảnh đều không có các đệ tử, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt. Đối bọn hắn những người bình thường này tới nói, Lý Hạo Thần đúng là tiểu bối bên trong thần. Lý Sư Huynh vạn tuổi. Đánh nổ hắn. Chỉ có đối Lý Thiên Mệnh tín ngưỡng, mới có thể chống lên trong lòng bọn họ lòng tin. Rầm rầm rầm. Dương cánh ngàn mét màu đỏ thấm phượng hoàng thần điểu, tắm rửa ở trong sấm sét hỗn độn lôi ma, càng thêm to lớn hai đầu thần long, còn có cái kia cao đến mấy ngàn thước, giống như là một gốc cỡ nhỏ thanh vân thần mộc đại thụ, đột nhiên xuất hiện trên chiến trường. Cái này bốn đầu cộng sinh thú, liền đã giống như là kỳ tích một dạng. Lý Vô Song bọn họ liếc một chút thì nhìn ra được đến, Huỳnh Hỏa là dùng nàng Thái Dương Nguyên Hạch, tiến hóa đến thất tinh thần thú trình độ, xem ra so với lần trước muốn cường hãn nhiều lắm. Có thể đây chính là toàn bộ sao? Tứ đại cộng sinh thú chen chúc bên trong, Lý Thiên Mệnh vung tay lên. Tạch tạch tạch, kinh khủng kim loại dòng nước lũ, lóng lánh ngập trời ngân quang, theo trên người hắn leo ra. Rầm rầm rầm, vô số kim loại, tạo thành một cái đường kính đạt tới hơn vạn mét ngân sắc sắt thép vòng xoáy, vần quanh tại bên cạnh hắn. Đây là từ 3 triệu ngân trần, tạo thành kim loại hải dương. Siêu cấp sắt thép đại quân. Qua kháo. Ngân trần chiến đấu thể biểu diễn, trong lúc nhất thời kình bạo toàn trường, rất nhiều người nhìn đến đều nhanh hít thở không thông. Hơn vạn mét ngân sắc sắt thép vòng xoáy, vây quanh Lý Thiên Mệnh chuyển động, bởi vì ma sát bộc phát ra chướng mắt sao hỏa, còn có chói tai tiếng rít âm tràn ngập toàn bộ chiến trường, nghe được người màng nhĩ nhói nhói. Kinh khủng nhất là, chỉ cần nhìn kỹ, liền có thể phát hiện cái này ngân sắc sắt thép hải dương, chính là từ lít nha lít nhít sắt thép côn trùng tạo thành. Có là bay tán loạn châu chấu, có là từng tia tương liên chi chu, còn có là độc vĩ dơ cao bọ cạp, có là trọn vẹn đan sen con rết. 3 triệu thân thể. Coi như toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, thể tích của nó, đều cùng tiên tiên cái này cao mấy ngàn thước thần thụ không sai biệt lắm. Cùng những thứ này vật lớn so sánh, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Hạo Thần, đều là trên chiến trường hạt bụi nhỏ. Cái này cộng sinh thú. Bao quát cổ mạc đan thần ở bên trong, đều ngạt thở trong chốc lát. Trên đỉnh đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắn làm sao biết, những thứ này thân thể, là dựa vào toàn bộ thanh vân đại lục mỏ quảng tạo nên. Hiện tại, còn có 2 triệu ngân trần bên ngoài, biến thành 20 triệu vô hình con rán, giám sát thiên hạ. Cái này 3 triệu ngân trần, thì tại Lý Thiên Mệnh cộng sinh không gian bên trong, tùy thời tác chiến. Dạng này ngũ đại cộng sinh thú, theo xuất hiện bắt đầu, liền để bát kiếp thức thần, trực tiếp u ám không sáng. Làm cái này cộng sinh thú nhóm, đều để mắt tới Lý Hạo Thần thời điểm, vừa rồi còn tin tâm tràn đầy hắn, bỗng nhiên ở giữa thì ngây ngẩn cả người. Ách! Hắn liền xem như ngu ngốc, đều có thể nhìn ra, thời khắc này Lý Thiên Mệnh, cùng lần trước giao chiến, căn bản không tại một cái cấp bậc. Hắn cộng sinh thú, toàn diện tiến hóa, liền xem như ngân trần, thân thể của nó theo mấy trăm ngàn đến 3 triệu, đồng dạng không phải một cấp độ. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh lừa nhắc lại cho hắn cơ hội. Lên, hắn đều không xuất thủ. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, cùng Tiên Tiên, phân biệt nếm thử tân thần thông. Huỳnh Hỏa Thái Dương thần bạo, chỉ ở huyễn thiên chi cảnh đối phó qua thần dụ công chúa, giờ phút này nó lại sung phong, nhất phi trùng thiên, ngàn mét cự điểu hỏa diễm nổ tung, hội tụ thành mới mặt trời, trực tiếp vẫn lạc xuống. Rầm rầm rầm, Lý Hạo Thần biến sắc. Hắn cái gì đều không để ý tới, trực tiếp tới cuối cùng sát chiêu. Thức thần đạo kiếp hạo nhật chân thần. Ong ong ong. Bát đại hạo nhật thần thú một lần nữa tổ hợp, thành tựu to lớn vô biên hỏa diễm cự thần, tay cầm chiến đao, đồng dạng giả thiên tế nhật. Dưới thân Lý Hạo Thần, tay cầm xích tiêu trảm long. Những ngày qua nuốt vào vô số thảo mộc thần linh, đều tại hạo nhật chân thần trên thân bày ra, luận lực lượng xác thực rất mạnh. Thế mà, động thủ không chỉ là Huỳnh Hỏa. Trên bầu trời. Cái kia đế ma hỗn độn dài ra 8 đại lôi đỉnh cánh lớn, tổ hợp lại, hình thành một cái bát quái đồ án, đây là thần thông hoàn toàn mới, tên đầy đủ vì bát quái đế ma thiên dực. Tại bát quái này hình dáng lôi đỉnh cánh hấp dẫn phía dưới, vô số màu đen lôi đỉnh hội tụ, thương thiên đều là lôi điện hải dương, bôn lôi kiếp văn tự lưu chuyển trong đó. Ầm ầm, tích xúc vô cùng tia chớp về sau, bát quái đế ma thiên dực nổ tung mà xuống, hình thành so hồn thiên điện ngục lớn mấy lần lôi đỉnh vòng xoáy. Cùng Huỳnh Hỏa Thái Dương thần bạo cùng một chỗ, oanh tạc hạo nhật chân thần. Phốc phốc phốc,
thương thiên đại địa phía dưới, từng cái bùn đất cùng nước biển tạo thành thần long sông ra, số lượng đạt tới hơn vạn. Bọn họ trước tiên đến Hạo Nhật chân thần thân thể, dây dưa ở tại trên thân, vạn long kết nối, tạo thành lồng giam, cấp tốc khốn trụ nó. Đây là Lam Hoang Tân Thần Thông, Tù Long Địa Ngục. Những thứ này thần long, đều là thân thể nó bộ phận vảy rồng biến ảo mà thành, cực kỳ cứng cỏi, còn có rất mạnh cắt chém năng lực. Loại này đem phòng ngự lực chuyển hóa làm lực công kích thần thông, giờ phút này thi triển đi ra, tại Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu trước đó, thì cho Hạo Nhật chân thần mang đến nan đề. Mà lại, tại Thái Dương Thần Bạo cùng, Bát Quái Đế Ma Thiên Dực, về sau, còn có một đạo thanh sắc biển hoa hình thành dòng nước lũ, theo tiên tiên trên thân bộc phát ra đi, xông về Hạo Nhật chân thần. Mỗi một đóa hoa, đều là thanh sắc liên hoa. Đây là U Minh Thanh Liên. Phốc phốc phốc, lấy Lam Hoang Tù Long Địa Ngục, vây khốn Hạo Nhật chân thần, ngay sau đó hỏa diễm, lôi đình, U Minh Thanh Liên tam đại thần thông, trực tiếp đánh vào Hạo Nhật chân thần phía trên. Ầm ầm, một trận gần như không thuộc về tinh tướng thần cảnh siêu cấp nổ tung, tại cái này thanh thiên vạn kiếm kết giới bên trong oanh minh. Lôi hỏa nổ tung, động tính to lớn nhất. Trong lúc nhất thời, tựa như long trời lở đất. Tiểu bối chiến đấu, có thể tạo thành loại này động tính, quả thực khiến người ta ánh mắt đều nhìn thẳng. Nhìn mà than thở. Tại cái này hủy thiên diệt địa giống như tam đại thần thông trong lúc nổ tung, mọi người tận mắt thấy, cái kia vừa mới tổ hợp thứ hai thức thần đạo kiếp Hạo Nhật chân thần, tại trận này trong lúc nổ tung, sụp đổ, tại chỗ tan tác. Cái này nuốt chửng vô số thảo mộc thần linh Hạo Nhật chân thần, không phải chia ra thành bát đại Hạo Nhật thần thú, mà chính là phân mảnh, bị đánh đến lui về địa hồn, thẳng tiếp bị thương nặng, toàn bộ trở lại kiếp vòng bên trong. Trong thời gian ngắn đều khó mà lại sử dụng. Này bằng với Lý Hạo thần thức thần, không có chịu đựng lấy Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú thần thông, bị tại chỗ diệt. Tràng diện này, thét lên người ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy. Lần trước, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Hạo thần, có đến có về, lần này, hắn cộng sinh thú vừa ra tay, thì diệt Lý Hạo thần bát đại thức thần, người nào tiến bộ càng lớn, vừa xem hiểu ngay. Đây là nghiền ép a. Còn không có kết thúc, các ngươi nhìn. Tại mọi người kinh hô bên trong, tứ đại cộng sinh thú tiêu diệt Lý Hạo thần mạnh nhất thức thần, mà cái kia Lý Hạo thần nguyên bản phóng tới Lý Thiên Mệnh. Thế nhưng là giờ khắc này, cái kia kinh khủng ngân sắc sắt thép đại quân, trực tiếp như là hải dương một dạng, cuốn lên biển động, trong nháy mắt đem Lý Hạo thần chìm ngập. Ca 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 ca. Đương đương đương. Vô số kim loại sắt thép côn trùng, ngừng kết thành một cái to lớn hình cầu. Châu chấu tại gặm cắn, chi chu tại phun ra vô lượng sợi bạc, bọ cạp tại tiêm vào quỷ thủy ngân độc, còn rết tại cận thân vật lộn. Tầng tầng lớp lớp, mọi người căn bản không nhìn thấy Lý Hạo thần, chỉ có thể nhìn thấy đao của hắn cương, ngẫu nhiên xé rách cái này sắt thép hải dương. Thế nhưng là bản thân hắn không giết ra tới. Mọi người còn chứng kiến, trên người hắn quấn lấy thật dày vô lượng sợi bạc. Rầm rầm rầm, thiêu đốt hỏa diễm, theo cái này sắt thép côn trùng ở giữa hải dương phun ra ngoài. Nếu như là phổ thông côn trùng, sớm đã bị đốt thành than cốc. Thế nhưng là những thứ này kim loại côn trùng, nhiều lắm là nung đỏ, hòa tan, bị chết rất chậm rất chậm. Thậm chí có hòa tan về sau, chỉ cần một chút mát mẻ hơn, còn có thể lập tức ngưng kết thành côn trùng, lại lần nữa giết đi lên. Đương đương đương, âm thanh chói tai không ngừng bạo phát. Một cái côn trùng tạo thành sắt thép hải dương, không ngừng biến hình, tổ hợp, đem khô tay xích tiêu trảm long Lý Hạo thần, chết chân áp. Châu chấu rắc hút, con rết bén nhọn ngàn chân, ở tại trên thân lưu lại vô số vết thương. Vô lượng sợi bạc đem hắn quấn quanh tốt mấy trọng, đâu ra vô số vết máu, có ngay tại cắt chém nội tạng. Quỷ thủy ngân độc, không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Làm, xích tiêu trảm long trừ ra, một đao đoạn hải, hiệu quả, chu sát vô số ngân trần, thế nhưng là nó căn bản không thiếu số lượng. Coi như Lý Hạo thần thân thể không lớn, hắn đều thời thời khắc khắc, bị cái này sắt thép đại quân nghiền ép, cơ hồ ép thành thịt nát. Thậm chí còn có phệ cốt nghĩ, tại nội bộ cắn xé. Lý Hạo thần chật vật kêu thảm, hắn liều mạng giết ra khỏi trùng vây. Hắn lúc này, đã thành một cái huyết nhân. Cứu ta, cứu ta. Loại này khủng bố cộng sinh thú, giết đều giết không sạch sẽ, giam ở trong đó, thậm chí có một loại chết đuối cảm giác sợ hãi. Đừng nói là Lý Hạo thần, cũng là Lý Thiên Mệnh đối mặt mình, hắn đều sẽ hoảng sợ. Nói thật, ngân trần số lượng, có thể rất lớn trình độ tăng lên Lý Thiên Mệnh chiến đấu hạn mức cao nhất,
cái này ăn toàn bộ Thanh Vân Đại Lục kim loại khoáng mạch tiểu gia hỏa, thu thập một cái tinh tướng thần cảnh cấp 9 Lý Hạo Thần, chung quy vấn đề không lớn. Đương nhiên, nổi điên Lý Hạo Thần, vẫn là hủy đi ngân trần 50.000 thân thể. Lý Hạo Thần, lại thua. Thật thê thảm, quá thảm rồi a. Nhìn lấy Lý Hạo Thần lộn nhào, toàn thân nhuốm máu, vết thương trải rộng xông ra thanh thiên vạn kiếm kết giới, vùng thế giới này đám người, đã lâm vào cực hạn tĩnh mịch bên trong. Đây là một trận thế lực ngang nhau quyết đấu sao? Căn bản không phải. Cái này thuần túy là vô tình nghiền ép. Lý Thiên Mệnh căn bản không có xuất thủ, thì năm cái cộng sinh thú, liền để Lý Hạo Thần lâm vào trong cơn ác mộng. Liền xem như một tên tiểu bối đệ tử, nhìn lấy cái này cao cao tại thượng Lý Hạo Thần, ánh mắt mờ mịt bò ra ngoài kết giới thời điểm. Bọn họ cũng đều biết, cái này cái gọi là đế tôn chi tử, cả đời này lòng tin, đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Nhìn lại, cái kia đầy trời sắt thép côn trùng hải dương, lại là hắn cả đời ác mộng. Chiến bại cùng thảm bại, hoàn toàn không là một loại khái niệm. Lần trước, hắn cứng cỏi ứng đối, chấp nhất nỗ lực. Lần này, vạn kiếm xuyên tâm. Người khác quá thương tâm, ta cái này một thân bản sự, cũng dùng có chừng 6-7 thành, không có trong tưởng tượng của ngươi đáng sợ như vậy. Lý Thiên Mệnh gặp ánh mắt của hắn, thực sự quá bi thảm, vẫn là lối ra an ủi hắn một câu. Dù sao làm là địch nhân, hắn không cần phải an ủi đối thủ. Là. Lý Hạo Thần lúc nói chuyện, hàm răng đều đang run rẩy. Hai cái thiên chi kiêu tử, tại Thanh Hồn Kiếm Phong phía dưới nhìn nhau. Đã một cái ở trên trời, một cái tại đất. Ngũ đại cộng sinh thú vây quanh, thời khắc này Lý Thiên Mệnh, thành Thanh Hồn Điện rất nhiều người thần trong lòng lời nói. Đã trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, mọi người bắt đầu cuồng hô tên của hắn. Rầm rầm rầm, chúng sinh tín ngưỡng, từng bước một, phun lên đế hoàng thần ý. Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, nhắm mắt lại, thỏa thích hưởng thụ. Cảm giác quen thuộc, trở về a. Quá sung sướng. Loại kia cùng tất cả mọi người, cùng một chỗ ngông cuồng, cùng một chỗ huyết mạch cộng minh cảm giác. Quả nhiên, muốn mạnh lên, còn phải trang bức. Đối phó một cái thủ hạ bại tướng mà thôi. Việc này đối Lý Thiên Mệnh tới nói, bản thân không có gì gợn sóng. Nhưng bởi vì nghiền ép, làm đến hắn lần thứ nhất, mở ra Thanh Vân Đại Lục chúng sinh chi môn. Chinh phục một cái thế giới, thì bắt đầu từ nơi này. Lý Thiên Mệnh nắm chặt song quyền. Hắn không phải thánh nhân. Hắn là trời sinh đế quân. Chiến đấu đã kết thúc, tĩnh mịch lại tiếp tục cực kỳ lâu. Lý Hạo Thần kéo lấy mỏi mệt, run rẩy thân thể, về tới trong đám người. Ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ đồng dạng ngạc nhiên, đờ đẫn nhìn lấy chính mình. Cũng liền Long U U cùng Lý Nhược Thi, là chân chính thích hắn người. Lúc này thời điểm, các nàng đều khóc. Thế nhưng là các nàng sợ Lý Vô Song. Cho nên tại Lý Hạo Thần cần có nhất an ủi thời điểm, các nàng động cũng không dám động. Muốn là chọc giận Lý Vô Song, 50 tuổi trước, cũng không thể gặp lại hắn a. Đây có lẽ là cả một đời bên trong, thảm nhất thời điểm. Lý Hạo Thần nhìn về phía Lý Vô Song. Là hắn biết, Lý Vô Song vô pháp tiếp nhận kết cục này. Nàng là lòng tin tràn đầy mà đến, muốn ép hắn vì trật tự thiên tộc, giành lại mặt mũi. Đáng tiếc mặt mũi này không có giành lại tới. Mấu chốt là, còn khiến người ta dẫm tại trên mặt đất chà đạp, lại làm nhục một lần. Lý Hạo Thần chính mình cũng tuyệt vọng. Hắn tránh thức ý thức được, đời này, không bao giờ còn có thể vượt qua Lý Thiên Mệnh cái này ngọn núi cao. Rất thảm, rất thảm. Còn muốn đối mặt Lý Vô Song, thảm hại hơn. Cô. Lý Hạo Thần cắn răng, chật vật hô lên hai chữ này. Hắn không ngẩng đầu. Chỉ có thể nhìn thấy nửa người dưới của nàng. Thời khắc này nàng, tựa như là một ngôi tượng đá. Lý Hạo Thần ngăn cách Hứa Xa, đều có thể cảm nhận được lạnh lẽo. Hạo Thần. Hai cái như băng chùy một dạng chữ, đâm vào màng nhĩ của hắn phía trên. Lạnh đến nhói nhói. Cô, ta nghe. Lý Hạo Thần nói. Ngươi về trật tự thiên tộc. Lý Vô Song nói. Đúng. Trở về sau, tại tộc người trước mặt, lấy cái chết tạ tội. Lạnh hơn thanh âm, trực tiếp đâm vào cốt cách. Lý Hạo Thần như là đặt mình vào tại trong hầm băng. Hắn khó có thể hô hấp. Cổ họng bị ngăn chặn. Hắn muốn nói, là ngươi muốn thắng, làm hại ta thất bại thảm hại đó a. Tại sao muốn chết người là ta, mà không phải ngươi? Bịch. Hắn quỳ trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Hạo Thần ca ca.
May mắn, còn có hai cặp tay, một trái một phải, ôm lấy bờ vai của hắn, đem hắn theo trong tử vong lôi ra ngoài. Nhân sinh, phần lớn thời gian rất lạnh lẽo, nhưng vẫn là có ấm áp. Lý Vô Song, đám người bọn họ chuẩn bị rời đi, Long Uyển Oánh lại hô nàng một tiếng. Lạnh lùng nữ nhân quay đầu, nhìn về phía Thanh Hồn Kiếm Phong phía trên cái kia nàng chán ghét người. Là muốn tới một lần tiểu nhân đắc chí sao? Long Uyển Oánh, Lý Vô Song nói. À không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi cả đời này, tất cả ngươi đều chán ghét ngươi, không ai tránh thức yêu ngươi, là có lý do nha. Long Uyển Oánh mỉm cười nói. Ha ha, Lý Vô Song cười. Long Uyển Oánh cũng cười. Một người cười đến âm u lạnh lùng, đáy lòng nóng nảy, gần như điên cuồng. Một người cười được tự nhiên, nhẹ nhõm. Long Uyển Oánh cố nhiên đắc ý, thế nhưng là nàng có vốn liếng này nói như vậy. Bởi vì, có quá nhiều người yêu nàng. Mặc kệ là thân tình, ái tình, hữu tình, nàng đều hưởng thụ qua. Không có người không thích Long Uyển Oánh dạng này người. Lý Vô Song lúc xoay người, trên ngón tay móng tay, hoàn toàn đâm vào huyết nhục bên trong. Không có người yêu ngươi. Không có người yêu ngươi. Câu nói này, đối đến tuổi nhất định người mà nói, đó là độc nhất gai, trực tiếp đâm xuyên trái tim. Từ Long Uyển Oánh mở miệng, cái này ác hơn. Ngươi chính là quá thiếu tình, ngươi mới phải bức tất cả mọi người cúi đầu trước ngươi. Lý Vô Song, ngươi vì cái gì liền không thể thừa nhận, là ngươi làm người quá thất bại đâu. Người người đều nói Thái Dương Đế Tôn hắn sủng ái nhất ngươi, ngươi biết là chuyện gì xảy ra, đúng không? Long Uyển Oánh nhìn lấy bóng lưng của nàng, nói tiếp. Hô! Lý Vô Song xoay người. Không sai, cặp mắt của nàng đã huyết hồng. Đó là giận đến toàn thân run rẩy thời khắc. Đáng tiếc, Long Uyển Oánh tại Thanh Thiên Vạn Kiếm kết giới bảo hộ bên trong. Rất nhiều nhân ái ngươi thật sao? Lý Vô Song hỏi. Đúng. Có thể, chờ bọn hắn chết sạch, thì cũng không nhân ái ngươi. Lý Vô Song nói. Ngươi cái này uy hiếp người khác bộ dáng. Tựa như là một cái 3 tuổi tiểu hài tử, buồn cười cực kỳ, còn không thừa nhận sao. Ngươi chính là một cái đồ biến thái, vặn vẹo, ngoan độc, sống ở thế giới của mình bên trong cửa anh, là một cái khác biến thái ma đầu sáng tạo ra ngươi, ngươi biết ta nói chính là người nào. Long Uyển Oánh mỉm cười nói. Nàng thật một chút cũng không có kích động. Nói mỗi một chữ, đều rất bình tĩnh. Liền Lý Thiên Mệnh nghe ra, Long Uyển Oánh nói một cái khác ma đầu, cũng là Thái Dương Đế Tôn, Lý Vô Địch. Một cái để Lý Thiên Mệnh quen thuộc lại tên xa lạ. Đương nhiên, hắn kính trọng nhất nghĩa phụ, cũng không có muội muội. Ha ha, ha ha. Lý Vô Song dùng âm độc ánh mắt, sau cùng hung hăng nhìn nàng một cái. Sốt cục rời đi. Hô! Long Uyển Oánh hít sâu một hơi, thu hồi nụ cười. Quay đầu về sau, nàng vỗ vỗ Lý Thiên Mệnh bả vai, nói, hỏa hầu ấp ủ đến không sai biệt lắm, tiểu bằng hữu, đi bước kế tiếp đi. Nàng hơi mệt chút. Được. Lý Thiên Mệnh cho nàng nhéo nhéo bả vai, nói, Oánh Di, yên tâm, có yêu người, nhất định sẽ thắng. Nàng ôn nhu cười một tiếng. Uyên Ương Hồ, cùng, Đảo Huyền Phong, loại cây tới tay. Tiếp đó, Thạch Nham đạt được phát, qua tiếp nhận đi. Lý Thiên Mệnh nói. Long Uyển Oánh nhìn bên kia liếc một chút, Thạch Nham đã đi. Nàng đã đợi không kịp đây. Long Uyển Oánh nói. Theo Lý Hạo Thần đến đây rửa sạch nhục nhã, sau đó mỗi một bước, đều tại Long Uyển Oánh trong tính toán. Bao quát Lý Vô Song tâm tình. Đây là Lý Vô Song cả một đời, vô cùng tàn nhẫn nhất, lớn nhất nóng nảy, sắc bén nhất thời khắc. Một trận, rửa sạch nhục nhã, chi chiến, lấy Lý Hạo Thần lần nữa thất bại, còn bị mất 2 đôi loại cây đóng giữ quyền mà kết thúc. Trật tự thiên tộc không thể lại mất mặt xấu hổ, cho nên lật lọng sự tình, bọn họ tạm thời khinh thường ở lại làm. Sau đó, Uyên Ương Hồ cùng Đảo Huyền Phong, 2 địa phương này chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả, tại truyền tin thạch mệnh lệnh dưới, rút lui đóng giữ. Bọn họ không hề rời đi quá xa. Bởi vì tại Uyên Ương Hồ cùng Đảo Huyền Phong, phụ cận, đều có một đôi khác loại cây. Rút lui tu luyện giả, liền đến một đôi khác loại cây chỗ đó. Không ra Lý Thiên Mệnh sở liệu, lòng tham không đáy Thiên Thần Kiếm Tông, tại Thạch Nham truyền tin thạch phát ra ngoài về sau. Phong Vũ Kiếm Hoàng lập tức phân ra mới đội ngũ, vào ở 2 địa phương này. Lý do của bọn hắn là, Tiên Nữ Cung đội ngũ, chỉ đủ đóng giữ Thanh Hồn Kiếm Phong phụ cận cái này 2 đôi loại cây. Uyên Ương Hồ cùng Đảo Huyền Phong, vậy cũng là Vân Thượng Tiên Cung khu vực,
cực kỳ nguy hiểm. Làm thanh hồn điện trong liên minh người đứng đầu giống như tồn tại, thiên thần kiếm tông việc nhân đức không nhường ai, tiếp nhận cái này, khó khăn, đóng giữ nhiệm vụ. Nói đến đường hoàng, ý tứ chính là, thanh hồn điện, ta muốn hết. Cứ như vậy, thanh hồn điện liên minh đóng giữ loại cây, hết thảy có 20 đúng. Trong đó tiên nữ cung, vẫn là chỉ có dựa vào gần thanh hồn kiếm phong hai đôi. Rất nhanh, tại hai cái tông môn giao giới đường biên phía trên, chiến thần tộc cùng lam huyết tinh hải tu luyện giả vừa rút lui, thiên thần kiếm tông hai đại kiếm hoàng, phân biệt mang theo đại lượng nhân mã, trực tiếp vào ở Uyên Ương Hồ cùng đảo Huyền Phong, cùng đám địch nhân cách hồ nhìn nhau, cách sơn nhìn nhau. Đây là thanh hồn điện một trận hào đoạt. Chiến thần tộc cùng lam huyết tinh hải người, đương nhiên không cam tâm. Tại cách hồ nhìn nhau sau khi bắt đầu, song phương chiến hỏa, điên cuồng sinh sôi. Đương nhiên, như thế vẫn chưa đủ. Thiên thần kiếm tông là đến đoạt bảo, món lời nhỏ bọn họ ra sức chiếm, bao quát ta thắng được Uyên Ương Hồ cùng đảo Huyền Phong. Nhưng là đâu, chỉ muốn đối phương không tiến công, bọn họ không sẽ chủ động tiến công, chân chính ma sát, tạm thời sẽ không phát sinh. Cho nên, còn phải điểm cây đuốc. Hai vị kiếm hoàng bên trong. Trong đó, Phúc Kiếm Hoàng, đi tới Uyên Ương Hồ bên này. Mà tại Uyên Ương Hồ đối diện, Lam Sa xuất lĩnh mấy ngàn lam huyết tinh hải tu luyện giả, đóng giữ lấy mặt khác một đôi loại cây. Gió, Phúc Kiếm Hoàng tại tuyến đầu, đã xâm lấn Vân Thượng Tiên Cung địa bàn, cái kia còn lại thanh hồn điện bên này loại cây, cần phải có người tọa chấn. Sau đó, Thạch Nham mang theo mười mấy cái thiên thần kiếm tông thân tín, trong bóng tối xuất phát. Thiên mệnh, Long Uyển Oánh nhắc nhở một tiếng. Ta cái này cùng Vân Thiên Khuyết nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Bước kế tiếp, bắt đầu. Trở về Vân Thượng Tiên Cung trên đường. Bầu không khí cực độ âm lãnh. Không người nào dám nói chuyện. Tất cả mọi người đi theo Lý Vô Song đằng sau. Vừa mới trong đội ngũ có một người, thu đến, nàng dâu sinh hài tử, truyền tin thạch, nhịn cười không được một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, đầu của hắn bị Lý Vô Song chặt bay ra ngoài. Thi thể đập xuống đất. Đầu rơi xuống đất, còn duy trì nụ cười. Tình cảnh này về sau, lại không ai dám cười. Bị chết vẫn là cái chiến thần tộc cao tầng, nhưng cổ mạc đan thần cũng là không dám nhiều lời. Để Lý Vô Song khó chịu, hắn đều sẽ bị chặt. Bầu không khí như thế này, tất cả mọi người cực kỳ khó chịu. Đúng vào lúc này, Vân Thiên Khuyết hít sâu một hơi, bỗng nhiên mở miệng nói, Vô Song cô nương, lần trước ta để ngươi sinh khí, tâm lý một mực canh cánh trong lòng. Muốn lấy công chuộc tội. Cho nên, Lý Vô Song quay đầu lạnh lùng nhìn lấy hắn. Tất cả mọi người câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Ngươi một mực để cho ta phát động Vân Thượng Tiên Cung nội tuyến, cho ngươi báo đối phương một đám người cụ thể hành tung, chuyện này, ta đã làm được Vân Thượng Tiên Cung có thể làm đến cực hạn. Nhưng một mực không có thu hoạch gì, tâm lý rất là áy náy, bất quá ngay tại vừa mới, ngược lại là đạt được một cái ngoài ý muốn tình báo. Vân Thiên Khuyết nói. Nói, Lý Vô Song nói, thiên thần kiếm tông, Thạch Nham, đơn độc rời đi tông môn, nàng mang theo một tiểu quần người, bên trong một cái, vừa lúc là ta người liên lạc, có thể chính xác báo ra vị trí của nàng. Nàng đại khái là vội vã đi cho Phong Vũ Kiếm Hoàng báo tin vui. Vân Thiên Khuyết nói, a, Lý Vô Song gật đầu, đi thôi, Lý Vô Song nói, đi đâu, làm thịt Thạch Nham, Lý Vô Song nói, người này. Vốn chính là mục tiêu của nàng. Người nào tại cái này Thanh Vân Đại Lục cùng nàng cạnh tranh, nàng đều muốn đối phương chết. Đối với nàng mà nói, Thạch Nham cũng là Long Uyển Oánh trận doanh. Việc này có một ít lợi và hại vấn đề, nhưng đối Lý Vô Song tới nói, đều không ý nghĩa. Cho nên, cổ mạc đan thần bọn họ do dự một chút, liên tưởng vừa mới có người không cẩn thận cười một tiếng, mệnh cũng bị mất. Làm Lý Vô Song tâm lý sát cơ, điên cuồng sinh sôi thời điểm. Ai dám ngăn cản? Vân Thiên Khuyết, làm rất tốt, tiếp đó, ta còn muốn mỗi người bọn họ vị trí, người nào đi ra, người nào chết. Vâng, đội ngũ lập tức quay đầu. Thiên Khuyết, người tại sao có thể có thiên thần kiếm tông người liên lạc? Cổ mạc đan thần tiến đến Vân Thiên Khuyết bên tai hỏi. Việc này nói rất dài dòng, chủ nếu là bởi vì, thiên thần kiếm tông là thanh hồn điện ban đầu tông môn, ta trước kia liền sợ thiên thần kiếm tông trợ giúp bọn họ. Cho nên phòng ngừa chu đáo, an bài mấy người, nếu như thiên thần kiếm tông có hành động, ta còn có thể sớm phòng bị, không nghĩ tới thật phát huy được tác dụng. Vân Thiên Khuyết không nhanh không chậm nói. Trên thực tế đều là vô nghĩa.
chỗ nếu như mà có, đều là Lý Thiên Mệnh để hắn nói. Có thể a ngươi, lần này làm cho Vô Song cô nương mở một chút sát giới, thư giãn một chút tâm tình, ngươi một cái công lớn. Cổ Mạc Đan Thần nói. Không có cách, ta lần trước hồ đồ rồi, vẫn muốn bổ cứu. Chuyện lần này, Thanh Hồn Điện bên này quả thật có chút hung ác, để Vô Song cô nương thực đang tức giận, có thể phát tiết thì phát tiết đi. Bất quá ta có chút lo lắng, dạng này có thể hay không dẫn phát chúng ta cùng Thiên Thần Kiếm Tông xung đột trực tiếp. Vân Thiên Khuyết hỏi. Không sao, Vô Song cô nương đối tất cả loại cây đều có ý tưởng, chúng ta cùng Thiên Thần Kiếm Tông sớm muộn có xung đột, Thạch Nham chết sớm chết muộn mà thôi, không có khác nhau. Thiên Thần Kiếm Tông ba người này, Phong Vũ Kiếm Hoàng là có tiếng thiểu năng trí tuệ, trước tiên đem Thạch Nham giết, phía dưới tranh phong, còn dễ dàng một chút. Cổ Mạc Đan Thần nói. Ừm, vậy ta an tâm. Vân Thiên Khuyết vỗ ngực nói. Tâm lý thầm nghĩ. Mẹ nó, người nào cho cái này Lý Thiên Mệnh ra chủ ý, thật mẹ nó hung ác. Hắn như thế nào không hiểu. Hôm nay Lý Hạo Thần khiêu chiến, từng bước một tiến cái bẫy. Theo Lý Thiên Mệnh muốn Long U Lý Nhược Thi bắt đầu, thì chọc giận đối phương, từ chính mình hướng dẫn Cổ Mạc Đan Thần đưa ra loại cây, lại chuyên môn chọn lấy dễ dàng nhất dẫn bạo xung đột Huyền Ương Hồ cùng đảo Huyền Phong, hiện tại Vũ Kiếm Hoàng cùng Lam Sa đã tại Huyền Ương Hồ giằng co. Lúc này, Long Uyển Oánh triệt để chọc giận, làm nhục Lý Vô Song, để cái này biến thái một dạng nữ nhân toàn thân trên dưới đều là sát nghiệp, lại thông qua chính mình, đem vội vã đi tham món lời nhỏ Thiên Thần Kiếm Tông Thạch Nham. Đưa đến Lý Vô Song dưới kiếm. Thạch Nham vừa chết, cái kia. Tha thứ ta tài sơ học thiền, một tiễn này mấy cái điêu a. Vân Thiên Khuyết hỏi Ngân Trần. Quan ta, đánh giám. Ngân Trần nói. Thanh Hồn Kiếm Phong, thứ sáu kiếm mạch, Tuấn Nam Phong. Cổ Kiếm Thanh Sương, Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp, Dương Sách, Cố Đào Nhi, Giang Thanh Lưu, Vu Tử Thiên các loại người, đều vây quanh ở Lý Thiên Mệnh bên người. Ngoại trừ Dạ Lăng Phong cùng Lâm Tiêu Tiêu, tại loại này đánh cược bên trong giúp không được gì, chuyên tâm tu luyện bên ngoài, những người khác đến. Như thế nào? Tất cả mọi người chừng lấy Lý Thiên Mệnh. Tại đánh, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cũng không nhìn thấy hiện trường, chỉ có thể thông qua Ngân Trần thuật lại. Đánh cho ra sao a? Hắn hỏi. Nhanh. Tất cả mọi người rất gấp. Một phút sau, nghe Ngân Trần nói xong, Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Mau nói, mọi người thúc giục nói. Thạch Nham không chết, Lý Thiên Mệnh nói. Làm sao có thể, mọi người hỏi. Dù sao Lý Vô Song cùng Cổ Mạc Đan Thần đều tại. Bọn họ chém giết địa phương, gọi là Vạn Tùng Thạch Lâm, Thạch Nham đến từ Thạch Kiếm Tộc, nàng bốn đầu cộng sinh thú, kiếm thạch địa ma long, cứ thế mà vì nàng chống đỡ, để cho nàng dung nhập bãi đá lăn tiến giang hà chạy trốn. Có điều, nàng bốn đầu cộng sinh thú toàn bộ chiến tử. Bản thân nàng đã trọng thương sắp chết, thuần dựa vào hóa thân thành nham thạch chủng tộc thiên phú chạy trốn. Cơ bản cũng phế đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thạch Nham thuộc về Thiên Thần Kiếm Tông, nàng từ vừa mới bắt đầu, cũng là đến cướp bóc. Là thuần túy địch nhân. Chỉ là nàng so Phong Vũ Kiếm Hoàng có não tử, không có như vậy hùng hổ dọa người mà thôi. Như vậy, hiệu quả không sai biệt lắm, nàng còn sống, ngược lại có thể càng nhanh, đem trận này đánh giết, nói cho Thiên Thần Kiếm Tông. Phong Vũ Kiếm Hoàng. Long Uyển Oánh nói. Như vậy, có thể chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Đúng. Mọi người gật đầu. Bạch Long Hoàng, bội phục. Cổ Kiếm Thanh Sương nói. Long Uyển Oánh bình thản cười một tiếng. Vẫn là dựa vào thiên mệnh, nắm trong tay hết thảy tin tức, mới có thể hoàn thành. Địch nhân đều quá mạnh, bất động điểm não tử, cũng chỉ có thể bị đánh. Nàng nói. Thế mà coi như thế. Từng bước một đem Lý Vô Song lôi vào, từ đầu tới đuôi khống chế tâm tình của nàng biến hóa, đó cũng là lợi hại. Lý Hạo Thần thua về sau, Long Uyển Oánh cùng Lý Vô Song nói mỗi một chữ, đều đánh chúng vào Lý Vô Song giận điểm. Nàng ngoại trừ cùng trước kia một dạng giết người, căn bản sẽ không có lý trí. Nửa khắc đồng hồ sau, Lý Thiên Mệnh ánh mắt sáng lên, nói, đến rồi. Phú Kiếm Hoàng nhận được Thạch Nham truyền tin thạch, tăng thêm đối diện Lam Sa khiêu khích. Thiên Thần Kiếm Tông cùng Lam Huyết Tinh Hải, tại Huyền Ương Hồ giết. Đánh nhau a, kịch liệt sao? Long Uyển Oánh hỏi. Lý Thiên Mệnh hỏi thăm một chút Ngân Trần, lại trả lời. Hắn nói, bọn họ song phương ngay tại Huyền Ương Hồ phía trên chém giết, ngoại trừ có lưu một phần nhỏ người đóng giữ, loại cây, Thiên Thần Kiếm Tông 8.000 kiếm tu, tối thiểu lên 7.000 người.
Đối diện Lam Huyết Tinh Hải, thì ước chừng có 4.000 cái thức thần tu luyện giả. Vũ Kiếm Hoàng cùng Lam Sa đều tham chiến. Cái này Vũ Kiếm Hoàng tiếp vào Thạch Nham trọng thương sắp chết tin tức lúc, Lam Huyết Tinh Hải người vừa lúc ở chế nhạo, khiêu khích, cho nên trực tiếp đã dẫn phát Thiên Thần Kiếm Tông kiếm tu nhóm tức giận, xông đi lên giết hơn 100 người. Sau khi thấy máu, hiện tại đã đánh cho máu chảy thành sông, Uyên Ương Hồ đều bị nhuộm đỏ. Thiên Thần Kiếm Tông dù sao thiên bảng bài danh thứ 5, mà Lam Huyết Tinh Hải xếp hạng thứ 10. Nếu như là thứ tư chiến thần tộc, bọn họ khả năng sẽ còn do dự một chút. Lại thêm nhân số phương diện, Thiên Thần Kiếm Tông cơ hồ thêm ra gấp đôi. Không xuất chúng người sở liệu, tại Uyên Ương Hồ loại này mẫn cảm khu vực, bọn họ không giết cũng khó khăn. Đốt cháy, bất quá, chúng ta còn có cơ hội, tiếp tục trợ giúp, để nó thiêu đến mạnh hơn. Long Uyển Oánh nói. Ý của ngươi là? Cổ Kiếm Thanh Xương hỏi. Chúng ta đi chiến trường phụ cận, nhìn xem có thể vượt qua hay không, coi như có thể đục nước béo cò cũng không tệ. Long Uyển Oánh nói. Ừm. Cổ Kiếm Thanh Xương gật đầu. Hắn có thể sẽ không quên, đệ đệ của hắn Cổ Kiếm Đạo Nhất, bị Lý Vô Song giết chết. Tiếp đó, Cổ Kiếm Thanh Xương bọn người tiếp tục tọa trấn Thanh Hồn Kiếm Phong. Dương Sách, Long Uyển Oánh, Giang Thanh Lưu, Yến Nữ Hiệp tăng thêm Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên 6 người, trực tiếp xuất phát. Bọn họ hướng về Uyên Ương Hồ phương hướng mà đi. Phốc phốc. Ông. Uyên Ương Hồ nói là hồ nước, kỳ thật xem ra, tựa như là một phiến hải dương. Cái kia mấy trăm ngàn thanh vân thần mộc sợi rễ, từ trên trời giáng xuống, cắm rễ tại Uyên Ương Hồ phía trên. Vô số tảo xanh, để hồ nước xem ra bích lục tĩnh mịch. Tại cái này thanh vân thần mộc kết quả thời tiết, rất nhiều thảo mộc thần linh, thì sinh trưởng ở Uyên Ương Hồ bên trong. Cái này dẫn đến cái này Uyên Ương Hồ, không ngừng tản ra nồng đậm mùi thơm. Thế mà, hôm nay Uyên Ương Hồ, cũng đã để máu tươi nhuộm đỏ. Từng đạo sóng máu, tại thanh vân thần mộc phía dưới lăn lộn. Biến thành chiến trường về sau, Uyên Ương Hồ đã một mảnh hỗn loạn, đã từng như màu xanh biếc phỉ thúy một dạng hồ nước, bây giờ khắp nơi đều là thi thể. Có người, cũng có cộng sinh thú. Những thi thể này đa số đều là tàn khuyết. Rất nhiều cộng sinh thú ngũ tạng lục phủ đều chảy ra, xen lẫn trong hồ nước, rất nhanh liền bắt đầu tản ra hôi thối. Đã từng tiên cảnh, giờ phút này đã thành địa ngục. Rầm rầm rầm. Cộng sinh thú thần thông, thức thần đạo kiếp, tại cây cối, trong hồ nước gào thét, oanh tạc. Cự thú tung bay hồ nước, thức thần xé rách nhánh cây, đao kiếm bay tứ tung. Tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, kéo dài không dứt. Mắt trần có thể thấy. Còn có trên 10.000 người tại tên này giết. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt. Mặc kệ là cộng sinh thú vẫn là thức thần, đều đã đến cuồng bạo nhất trạng thái. Máu tươi vẩy ra bên trong, rất nhiều cộng sinh thú, liền ngự thú sư cũng không tìm tới. Phốc phốc phốc, kiếm quang lấp lóe, vô số kiếm khí hướng về phương Bắc đánh tới. Lập lòe kiếm quang, xé rách Lam Huyết Tinh Hải phòng ngự. Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả, máu tươi là màu xanh lam. Huyết lượng của bọn hắn, tuy nhiên không như Thiên Thần Kiếm Tông cộng sinh thú xích huyết nhiều, có thể từ trên người bọn họ tuôn ra màu xanh lam máu tươi, vẫn là cho Uyên Ương Hồ mang đến không ít tô điểm. Giết! Giết chết đám này chó săn! Vì Thạch Tướng Quân báo thù! Màu xanh lam huyết, thật sự là buồn nôn! Chỉ là thiên bảng thứ 10 tông môn, cũng dám ở trước mặt chúng ta kêu gào, biết chữ chết viết như thế nào sao? Thiên Thần Kiếm Tông kiếm tu, đã giết điên rồi! Bọn họ chiếm cứ nhân số phía trên ưu thế, hơn nữa còn tiên hạ thủ vi cường, đánh Lam Huyết Tinh Hải một trở tay không kịp. Trường kiếm mở đường, cộng sinh thú trùng kích. Các loại Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả, thật kịp phản ứng, liền đã bị vò tới thất linh bát lạc. Lý Vô Song trước khi động thủ, cũng không có cùng Lam Sa chào hỏi. Một trận chiến này, Lam Huyết Tinh Hải người, kỳ thật không có phòng bị. Một lần tính sai, trực tiếp thương vong hơn ngàn. Mỗi cái thức thần tu luyện giả, cơ hồ bị 2-3 cái kiếm tu cùng bọn hắn cộng sinh thú vây công. Giết! Máu tươi nhuộm đỏ ánh mắt. Khi thấy đồng bạn, thân nhân, bằng hữu, nguyên một đám bị tàn sát, bị cộng sinh thú cắn xé thành toái phiến, chết thảm tại chỗ thời điểm, Lam Huyết Tinh Hải người, cả đám đều điên rồi. Tất cả mọi người giết đỏ cả mắt. Chiến tranh tự mang kích thích. Khắp nơi đều là thi thể hình ảnh, để trong lòng mỗi người đều đang chảy máu. Giết! Giết! Báo thù! Thiên Thần Kiếm Tông, cũng dám trước đối với chúng ta động thủ,
bọn họ cả cái tông môn, nhất định diệt vong. Phốc phốc phốc, giơ tay chém xuống, đầu người bay tứ tung. Ầm ầm, cộng sinh thú cùng thức thần trận đánh nhau, ngã lăn ở Uyên Ương hồ phía trên, văng lên đại lượng bọt nước. Đập vào mắt đi tới, đều là thảm liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Thần Kiếm Tông tối thiểu chiến tử có hơn 1000 người. Thế mà, Lam Huyết Tinh Hải bên này tổn thất càng nhiều, 4000 đỉnh cấp tu luyện giả bị giết tiếp cận Tam Thiên. Còn lại hơn 1000 người, hết sức trèo trống, hoàn toàn ở vào bị bao vây trạng thái. Lại đánh một hồi, bọn họ liền sẽ toàn quân bị diệt. Đây không phải công phòng chiến, mà chính là dã ngoại tao ngộ chiến. Thiên Thần Kiếm Tông nhân số đông đảo, chủ động xuất kích, mới đánh tan đối thủ. Một cái đều khác thả đi. Toàn bộ cho Thạch Nham cộng sinh thú chôn cùng. Làm xa, người hẳn phải chết. Phú Kiếm Hoàng tuy nhiên già mồm, cố chấp, có thể di động tay lại nghiêm túc. Nàng và cộng sinh thú Cửu Thiên Tiên Vân Hạc cùng một chỗ, xuất lĩnh 8000 kiếm tu, đại sát tứ phương, trường kiếm trong tay sở hướng, Lam Huyết Tinh Hải người huyết nhục văng tung tóe. Tại đối diện nàng, khuôn mặt như cá mập một dạng Lam Sa, hắn cộng sinh thú tên là Bạch Ác Sa Thần. Đây là một loại tương đương hung tàn thức thần, thân người cá mập bài, khôi ngô to lớn. Cái kia to lớn miệng mở ra, có thể đem cộng sinh thú trực tiếp chặn ngang cắn đứt. Khai chiến đến bây giờ, lấy hung tàn lấy xương Lam Sa, chỉ cần bản thân mình, đều giết mấy chục cái kiếm tu. Nhận lấy cái chết, Phú Kiếm Hoàng đáp xuống, bốn cái Cửu Thiên Tiên Vân Hạc buông xuống. Cái kia bén nhọn mỏ chim, giống như trường thương một dạng xuyên qua mà xuống, trắng như tuyết cánh vỗ, nhấc lên cái này Uyên Ương hồ sóng to gió lớn. Có bệnh, Lam Sa sắc mặt tái nhợt, một miệng bén nhọn hàm răng, cắn đến vang lên kèn kẹt. Thạch Nham chết rồi. Hắn đến bây giờ đều là mộng. Lý Vô Song có hành động này, cần phải sớm nói cho hắn biết. Hắn chỉ cần có chuẩn bị, liền sẽ không trực tiếp tổn thất hơn 3000 người. Dù cho hiện tại, mỗi thời mỗi khắc, đều có Lam Huyết Tinh Hải người chiến tử. Cái này hơn 3000 người, đều là trong tộc Tinh Anh, thân phận phẩm cấp cũng rất cao. Bọn họ chiến tử, đối Lam Huyết Tinh Hải tới nói, tuyệt đối là cái tổn thất lớn. Lam Sa cả một đời, đều không để tông môn chiến chết rất nhiều người. Mau bỏ đi đi. Không chịu nổi, không đi nữa toàn bộ chết sạch, bọn họ nhiều người. Trước mặc kệ đối với loại cây, bọn họ coi như chiếm cứ cũng vô dụng, cái này đều đánh nhau, chờ chúng ta triệu tập nhân mã, giết hắn một cái hồi mã thương, để nhóm này Thiên Thần Kiếm Tông xúc sinh, chết không có chỗ chôn. Người bên cạnh, đều tại vùng vẫy giấy chết, khuyến cáo Lam Sa. Rút lui. Lam Sa rốt cục không cam tâm, hạ mệnh lệnh này, tiếp nhận thảm bại sự thật. Nhưng là, hắn rút lui đến đã hơi trễ. Mệnh lệnh này một chút, Lam Huyết Tinh Hải người, mới dám lãng phí chạy trốn. Thế mà, bọn họ đưa lưng về phía Thiên Thần Kiếm Tông, mà Thiên Thần Kiếm Tông kiếm tu, tại dưới sự phẫn nộ giết đỏ cả mắt, nhưng không biết cái gì giặc cùng đường chớ đuổi. Bọn họ mười mấy cái một đám, ngự kiếm phi hành, trực tiếp vào chỗ chết truy, đem những này người máu xanh, chém chết đang đào tẩu trên đường. Phốc phốc phốc. Nguyên một đám Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả ngã xuống. Báo thù, nhất định muốn báo thù. Lam Sa ánh mắt phun lửa, tròn mắt tận nứt. Tất cả mọi người tại tứ tán đào tẩu, hắn bị Vũ Kiếm Hoàng xuất lĩnh mấy chục người trọng điểm truy đuổi, muốn là chậm, liền hắn đều phải chết ở chỗ này, đương nhiên không để ý tới người khác. Thu hồi thức thần, hắn nhảy lên một cái, xông vào Uyên Ương hồ. Dựa vào hồ nước hiểm hộ, hắn tự thân tựa như là một đầu biển sâu cá mập một dạng. Không ngừng tránh né Vũ Kiếm Hoàng kiếm chiêu, tại trùng điệp truy đuổi bên trong, cuối cùng chạy ra lên trời. Ngay cả như vậy, trên người hắn, đã sớm tràn đầy kiếm thương, trong đó phần lưng một vết thương, cơ hồ đem xuyên thủng. Chạy ra Uyên Ương hồ thời điểm, hắn một cánh tay cũng nhanh gãy mất. Toàn thân đều là lam huyết, xem ra vô cùng thê thảm. Vũ Kiếm Hoàng, dù sao cũng là lục phẩm thân phận, nàng xem như Lam Sa tiền bối, chiến lực khẳng định so Lam Sa cường một số. Lại càng không cần phải nói, bên người nàng còn có mười mấy cái trợ thủ. Lại thêm bọn họ cộng sinh thú, một trận này cuồng oanh loạn tạc, Lam Sa có thể còn sống sót, cái kia đều coi như hắn có bản lĩnh. Hiền hách, Lam Sa khuôn mặt dữ tợn, trong rừng bôn tẩu, điên cuồng đào mệnh. Vô Song cô nương, Mạc Thần, Phú Kiếm Hoàng xuất lĩnh Thiên Thần Kiếm Tông 8000 người tiến công chúng ta, bởi vì không kịp phản ứng, chúng ta nhanh toàn quân bị diệt, khẩn cấp thỉnh cầu trợ giúp.
Mời Vô Song cô nương, nhất định muốn giết Phú Kiếm Hoàng, vì ta Lam Huyết Tinh Hải huynh đệ tỉ muội báo thù. Lam Sa một bên chạy trốn, một bên cho bọn hắn phát truyền tin thạch. Vừa khai chiến, hắn thì báo cáo qua chuyện bên này. Bất quá, Lý Vô Song đám người này, trước đó còn đang đuổi giết ngăn cản Thạch Nham, nhận được tin tức chạy về đằng này, căn bản không kịp. Chống đỡ đừng chết, viện quân rất nhanh liền đến. Đây là Mạc Thần cho hắn về truyền tin thạch. Lam Sa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã hất ra kẻ đuổi giết. Biết được bọn họ cái này trận doanh có rất nhiều người, hướng bên này hội tụ về sau, hắn quay đầu thời điểm, ánh mắt cực kỳ mù mịt, tàn nhẫn. Chết! Ta muốn các ngươi, toàn bộ chết sạch. Bụng kiếm thương còn tại ào 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 đổ máu, hắn không được không dừng lại xử lý. Viện quân của bọn hắn, trên cơ bản đều đang thủ hộ loại cây, trong thời gian ngắn phải làm cho tốt nhân viên phân phối, hiệu suất khẳng định không bằng Lý Thiên Mệnh cao. Lam Sa chỉ có thể lời đầu tiên ta trị liệu. Nếu không, đổ máu nếu là quá nhiều, thương thế sẽ chỉ chuyển biến xấu. Đáng chết, đáng chết. Hắn giấu ở rừng cây chỗ sâu, một bên phục dụng đan dược, một bên bôi lên vết thương, một bên giận mắng. Đáng tiếc hắn không thấy được. Ngay tại trước mắt hắn một mét chỗ, một mảnh trên lá cây. Một cái ngân sắc kim loại con rán, đang dùng hai cái chấm đen nhỏ ánh mắt, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Giặc cùng đường chớ đuổi, trở về Uyên Ương Hồ. Phú Kiếm Hoàng ánh mắt lạnh lùng, thu hồi trường kiếm. Rất nhanh, nàng nhận được Phong Kiếm Hoàng truyền tin thạch. Lập tức trở về Thụ Uyên Ương Hồ, dọn xong phòng ngự kiếm trận, ta lại an bài 10.000 người đi qua, nhưng cần thời gian, người trước chống đỡ, thực sự không được trước từ bỏ Uyên Ương Hồ. Thu hồi cái này truyền tin thạch, Phú Kiếm Hoàng lập tức làm theo. Đối với chuyện như thế này, nàng cũng sẽ không mập mờ. Tổn thất 1.000, giết địch hơn 3.000. Bọn họ chủ động mưu hại Thạch Nham, khiêu khích ta Thiên Thần Kiếm Tông, ta đây chỉ là một lần phản kích, để bọn hắn minh bạch, chúng ta cũng không phải dễ khi dễ. Nếu như bọn họ còn chủ động khiêu khích, không biết sống chết, vậy liền đi thử một chút. Kiếm Tôn còn tại lôi kéo liên minh, chúng ta nơi này động trước đao, cũng coi như cho các đồng minh, lập cái kế tiếp tấm gương đi. Chó săn hẳn phải chết. Loại cây xuất hiện, để Thiên Thần Kiếm Tông có chút đâm lao phải theo lao. Còn thừa lại hơn 7.000 thiên thần kiếm tu, rất nhanh liền cố thủ tại Uyên Ương Hồ, chờ đợi Phong Kiếm Hoàng trợ giúp. Một trận chiến này, là nhằm vào Lý Vô Song ý đồ chém giết Thạch Nham phản kích trả thù. Tiếp đó, đối phương là nuốt xuống tổn thất này, còn tiếp tục chém giết, thì nhìn Lý Vô Song bên này, là thái độ gì? Tối thiểu Vũ Kiếm Hoàng cho rằng, cái này một đợt, thiên thần kiếm tông kiếm lời. Đáng chết tiện xúc. Lam Sa hít thở sâu một hơi, biểu lộ càng thêm u ám. Hắn trúng độc. Không biết là người nào kiếm, lại hoặc là cái gì cộng sinh thú kịch độc thần thông, hiện tại Lam Sa thân thể, hiện ra xanh biếc. Đó là bởi vì, hắn Lam huyết, bị nhuộm thành xanh biếc. Hắn liên tiếp thay đổi mấy loại trật tự thần đan, nhưng là đều không có hiệu quả. Chỉ có thể lưu tại nơi này, tiếp tục nếm thử. Thôi, ta hãy an tâm dưỡng thương, chuyện báo thù giao cho bọn hắn. Nghĩ tới đây, hắn trước hết đem chuyện phản kích để ở một bên, chuyên tâm điều dưỡng thân thể, khu trục kịch độc. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua. Mẹ nó, còn không được. Đây rốt cuộc là cái gì độc? Vừa mới toàn bộ đều là loạn chiến, trên người hắn nhiều như vậy thương tổn, cũng không biết là người nào. Hắn một bên nhục mạ, một bên tại tu di giới chỉ bên trong, tìm kiếm có thể trở thành giải dược trật tự thần đan. Tâm tình táo bạo, cuồng loạn, biệt khuất hắn. Trong lúc nhất thời không có chú ý tới, trời giống như có chút đen. Trật tự chi địa là cái lửa nóng thế giới. Nơi này vĩnh viễn không có khả năng trời tối. Lam Sa sứt đầu mẻ chán, lại không chú ý tới sự biến hóa này. Hắn ngây ra một lúc, hai tay cứng ngắc tại nguyên chỗ. Đột nhiên ngẩng đầu. Một cái vô biên cự đỉnh, từ trên trời giáng xuống, ầm vang đập xuống đất, cứ thế mà đem hắn đập ở bên trong. Ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, thôn giới thần đỉnh, Lam Sa ngơ ngác một chút, lập tức đứng lên. Hắn trước tiên triệu hoán thức thần, bạch ác sa thần, hết thảy 7 con. Có thể sau một khắc, tại cái này trong hắc ám, nguyên một đám kinh khủng bóng mờ sinh ra, bao trùm tại bạch ác sa thần phía trên. Đó là 8 cái thức thần, tên của nó, gọi là ám dạ chân ma. Dương sách, Lam Sa sắc mặt đại biến. Hắn không có nghĩ rõ ràng.
hắn giấu ở dãy núi vạn khe ở giữa một cái không đáng chú ý nơi hẻo lánh, một cái tiết lộ chính mình hành động người đều không có, bọn họ là làm sao tìm được chính mình. Có thể nói, làm thức thần tu luyện giả, thanh hồn điện bên này trận doanh bên trong, Lam Sa không muốn nhất gặp người, cũng là Dương Sách. Thế nhưng là ở trước mặt hắn, Dương Sách đã hiện thân. Cái kia bát đại ám dạ chân ma, bắt đầu từ trên người hắn đằng vân mà lên. Không chỉ có hắn đây. Một cái giọng nữ từ phía sau truyền đến. Lam Sa cứng ngắc quay đầu. Nét mặt của hắn, bắt đầu xuất hiện một bộ phận kinh hoàng. Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp, còn có ngươi, Giang Thanh Lưu. Hết thảy bốn cái đối thủ. Trong đó cũng liền Giang Thanh Lưu, hắn tự nhận là có thể đối phó. Còn lại ba cái, tối thiểu đều cùng hắn tương đương. Nếu như là bình thường đụng tới bọn họ, những người này, khẳng định không dám đối với hắn Lam Sa như thế nào. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, Lý Vô Song cơ hồ tương đương giết Thạch Nham, Lam Huyết Tinh Hải lại cùng Thiên Thần Kiếm Tông bạo phát chiến tranh, hoàn toàn vạch mặt. Lúc này, Lam Sa không những trọng thương chưa lành, thân chúng kịch độc, còn bị vây ở cái này thôn giới thần đỉnh bên trong. Chỉ cần hắn còn có não tử, liền biết tình huống không ổn. Các vị, lần này chủ yếu là chúng ta, cùng Thiên Thần Kiếm Tông có mâu thuẫn, cùng các ngươi không quan hệ, mời các vị yên tâm ta một con đường sống, chúng ta Lam Huyết Tinh Hải, vô cùng cảm kích. Dù cho giết ta, đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt, sẽ chỉ dẫn phát ta Lam Huyết Tinh Hải tức giận, huynh trưởng ta Lan Hoàng tất nhiên sẽ báo thù cho ta, các ngươi nghĩ lại đi. Thật, Thanh Vân Thần Mộc chỉ là bảo bối tranh chấp, không cần thiết dẫn phát vạn tông nội chiến. Lam Sa coi như thức thời, liền vội cúi đầu, ngữ khí bình thản nói. Cái gì vạn tông nội chiến? Đây là Thái Dương vạn tông, cùng trật tự thiên tộc chó săn chi chiến. Long Uyển Oánh nói. Kéo xa, các người đại biểu không được Thái Dương vạn tông. Lam Sa nói. Đáng tiếc, giống như không ai nghe hắn nói. Tiếp theo trong nháy mắt, bốn người bọn họ lập tức động thủ. Từ Dương Sách bắt đầu động thủ, cấm xuống một cái trọng thương Lam Sa, quả thực quá dễ dàng. Ầm ầm, Giang Thanh Lưu thanh hồn tháp, hung hăng chấn áp tại Lam Sa trên thân, đem xương sống đều bị đè gãy, trực tiếp đập xuống đất. Giang Thanh Lưu, ngươi cũng dám đụng đến ta, gan lớn con ngươi. Lam Sa gắt gao nhìn chằm chằm hắn nộ hống, đáng tiếc hắn hoàn toàn không thể động đậy. Vì cái gì không thể động tới ngươi? Giang Thanh Lưu một chân giẫm trên mặt của hắn, giẫm đến vang lên kèn kẹt, đem bộ mặt xương cốt, đều giẫm đến lõm vào. Huynh đệ các ngươi hủy đi ta nửa đời, còn ở trước mặt ta dương dương đắc ý, vui cười chào phúng, đáng tiếc phong thủy luân chuyển, hiện tại khí vận đến ta bên này. Lam Sa, tiếp đó, ngươi thật tốt hưởng thụ đi, ta mấy năm nay ăn qua tất cả vị đắng, đều muốn còn tới huynh đệ các ngươi trên thân. Từng tại vô thiên chi cảnh, cũng là huynh đệ bọn họ, hủy đi Giang Thanh Lưu một nửa thiên phú, để hắn nửa đời ngây ngô. Hôm nay gặp cửu nhân bị trấn áp tại trên mặt đất, trọng thương sắp chết. Giang Thanh Lưu tâm lý như thế nào không thoải mái. Ba ba. Hắn đá liên tục mấy cước, để Lam Sa bộ mặt đều lõm vào, bộ mặt cốt cách đều vỡ vụn. Cái này đau đến Lam Sa không ngừng kêu thảm, cả cái đầu đều đã biến hình. Giang Thanh Lưu, ta thề, người nhất định sẽ bị chết rất thảm. Lam Sa đau thương gào rú, toàn thân nổi gân xanh. Không sao, người lại so với ta thảm gấp trăm lần. Giang Thanh Lưu vươn tay. Xinh xinh đem cái này Lam Sa một lỗ tai đều bị nhổ xuống, để hắn đau đến run rẩy. Rất đau không, đây chỉ là bắt đầu. Cho đến giờ phút này, Giang Thanh Lưu lúc này mới đi ra. Một cái thiếu niên tóc trắng, xuất hiện ở trong tầm mắt tất cả đều là huyết Lam Sa trước mặt. Hắn cơ hồ cũng chưa nhận ra được, đây là một tên tiểu bối, hắn gọi Lý Thiên Mệnh. Ngươi! Nét cười của thiếu niên này, để Lam Sa bỗng nhiên xinh xinh sợ hãi. Ngươi vốn là muốn chết, bất quá ta muốn thử xem, có thể hay không nổ ra ngươi giá trị thẳng dư, cho nên liền để ngươi lại sống một đoạn thời gian đi. Lý Thiên Mệnh nói. Có ý tứ gì? Lam Sa sầu thảm nói. Xuyệt. Lý Thiên Mệnh trên tay một cái kim loại tiểu ngân chứng, bỗng nhiên phân tán ra đến, hóa thành hàng vạn con kim loại con kiến. Đây là cái gì? Lam Sa đồng tử co rụt lại. Ma quỷ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nhìn lấy những cái kia con kiến, tại bàn tay hắn phía trên leo lên, Lam Sa đột nhiên một thân rét lạnh. Sau một khắc, Lý Thiên Mệnh đem những thứ này phía trên phệ cốt nghĩ, hướng thẳng đến lỗ tai hắn phía trên rót vào. A, à, thảm đến cực hạn thanh âm,
tại thôn giới thần đỉnh bên trong vang vọng. Đây là Lý Thiên Mệnh, lớn nhất không khách khí một lần. Bởi vì, hắn nguyện ý cùng Cổ Kiếm Thanh Xương, Vân Thiên Khuyết hợp tác. Nhưng hắn lại không có khả năng cùng Lam Sa hợp tác. Cho nên, tiếp đó, chỉ cần Lam Sa không muốn chết, Lý Thiên Mệnh sẽ coi hắn là làm chó một dạng sai xử. Muốn là hắn muốn chết rồi, vậy cũng không có việc gì. Vu oan cho Thiên Thần Kiếm Tông là được rồi. Lam Sa cụ thể dùng như thế nào, còn phải xem đến tiếp sau tình huống phát triển. Hiện tại Thiên Thần Kiếm Tông cùng Lý Vô Song bên kia, đều tại Uyên Ương Hồ bên kia triệu tập nhân mã. Mấy vạn đỉnh cấp tu luyện giả hội tụ. Bọn họ đa số đều là tu luyện mấy trăm năm, hơn ngàn năm thần dương vương cảnh cường giả, là bộ đội tinh anh. Mỗi người chiến đấu lực, đều khá kinh người. Thiên Thần Kiếm Tông đến bây giờ đều không hề rời đi Uyên Ương Hồ, nói rõ bọn họ đồng dạng cương liệt, đối với mình rất có lòng tin. Đây là kiếm đạo của bọn họ. Chỉ là, song phương có thể hay không dẫn phát càng lớn xung đột, trước mắt còn có lo lắng. Lý Thiên Mệnh cùng Long Uyển Oánh, muốn cũng là bọn họ xung đột đến chết. Tạch tạch tạch, mấy vạn ngân trần, tại Lý Thiên Mệnh bên người phân liệt. Cả tòa Thanh Hồn Tháp, đều đã bị kim loại phệ cốt nghĩ chỗ bỏ đầy. Những cái kia phệ cốt nghĩ như là kim loại dòng nước lũ một dạng, hướng về Lam Sa thân thể lan tràn. A a, Lam Sa giãy giụa, kêu thảm, khuôn mặt đã sớm vặn vẹo. Hắn đang dùng sau cùng khí lực phản kháng, nhưng vẫn là ngăn không được. Phệ cốt nghĩ cái này vô cùng vô tận đại quân. Coi như chút ít phệ cốt nghĩ, tiến vào hắn xương cốt, chỉ cần bắt đầu làm khó dễ, cũng có thể làm cho Lam Sa đau đến thất thanh, run rẩy, tiếp theo mất đi sức chống cự. Chỉ có thể mặc cho lấy cái này kim loại dòng nước lũ, không ngừng tràn vào chính mình cốt cách nội bộ. Phốc phốc, Lý Thiên Mệnh sắc mặt lãnh đạm, xuất ra Đông Hoàng Kiếm, trực tiếp đâm vào Lam Sa bụng. Từng đạo kiếm hình thiên văn, tuôn hướng Lam Sa thân thể. Giấu ở hắn gân cốt, ngũ tạng lục phủ cùng huyết nhục bên trong. Những thứ này kim màu đen đế quân kiếm ngục, tại đối phương không có chút nào phản kháng tình huống dưới, càng là nhẹ nhõm chiếm cứ toàn thân. Thời gian dư giả, Lý Thiên Mệnh chỗ quán thâu đế quân kiếm ngục, thực sự quá nhiều. Ây! Lam Sa trừng to mắt, cái kia cá mập một dạng hung tàn khuôn mặt, không lại tà ác, mà chính là tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Thậm chí bắt đầu tán loạn. Tạch tạch tạch. Phệ cốt nghĩ còn đang kéo dài, ký sinh ở tại trên thân. Đây là Lý Thiên Mệnh động thủ lớn nhất không có giữ lại một lần. Loại trang diện này, tối thiểu Vân Thiên Khuyết cùng Cổ Kiếm Thanh Xương là không dám nhìn. Tha ta, van cầu ngươi, tha ta. Lam Sa bắt đầu khí tức yếu ớt, bắt đầu cầu khẩn. Đã từng hắn, suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới, chính mình sẽ có tuyệt vọng như vậy một ngày. Mở mắt ra, hết thảy trước mắt, đều là ác mộng. Cho tới bây giờ đều chỉ có người khác, hướng hắn cầu tha cho a. Dương Sách, Long Uyển Oánh, Yến Nữ Hiệp, Giang Thanh Lưu, cái này một số hắn đã từng đối chọi gay gắt người, bây giờ nguyên một đám đứng tại bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn. Nhất là Long Uyển Oánh cùng Giang Thanh Lưu ánh mắt, càng làm cho Lam Sa sụp đổ. Tự gây nhiệt, không thể sống, Long Uyển Oánh nói. Dọa một chút, Lam Sa thở phì phò, còn đang giãy giụa. Mỗi thời mỗi khắc đều bị hắn đau đến co rút. Rốt cục, gần 1 triệu phệ cốt nghĩ đóng quân hoàn tất. Đế quân kiếm ngục đồng dạng nước vọt khắp hắn toàn thân. Đây là hai tay chuẩn bị. Trực tiếp thuận tiện khống chế, cũ thuận tiện đoạt mệnh. Đương nhiên, chủ yếu uy lực tại trực tiếp. Đế quân kiếm ngục coi như số lượng lớn, hiệu dụng không phải rất mạnh, đến lúc đó chủ yếu làm ngụy trang hiệu quả. Kết thúc. Lam Sa mềm mại nằm trên mặt đất, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Môi hắn trắng bệch, sắc mặt xanh lét tím, ánh mắt tán loạn, xem ra thì cùng chết không sai biệt lắm. A, à, Lý Thiên Mệnh vừa để phệ cốt nghĩ phát tác, hắn lại tại lăn lộn đầy đất. Loại tư vị này, ta nghĩ ngươi đã thể nghiệm đến vô cùng rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nói, ừm, Lam Sa hơi thở mong manh gật đầu. Bày ở trước mặt ngươi, chỉ có 2 con đường, điều thứ nhất, mặc ta bài bố, đầu thứ hai, ngay lập tức đi chết. Ta đề nghị ngươi lựa chọn điều thứ nhất, bởi vì còn sống mới có cơ hội báo thù. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đối đãi Lam Sa, cùng đối đãi Vân Thiên Khuyết, Cổ Kiếm Thanh Xương tự nhiên khác biệt. Hai vị kia bị trưởng khống về sau, Lý Thiên Mệnh lập tức liền cho bọn hắn phô bày phệ cốt nghĩ cùng con rán, mà bây giờ hắn cái gì đều không nói cho Lam Sa. Bởi vì,
hắn căn bản không cần Lam Sa tán thành. Hắn cần chính là sợ hãi của hắn. Ta chọn điều thứ nhất. Lam Sa gọn gàng mà linh hoạt nói. Được, tính ngươi thức thời. Bởi vì vô tri, cho nên Lam Sa Tại đã nhận lấy khó khăn về sau, đương nhiên không bỏ được chết. Dù sao, chết làm sao có cơ hội trả thù Lý Thiên Mệnh. Cả một đời cứ như vậy kết thúc, vậy cũng quá oan uổng. Hắn muốn là nghìn lần, vạn lần hoàn lại. Nhìn lấy cái này người máu xanh, hoàn toàn không có cách nào che giấu đối với mình ngập trời sát nghiệp, Lý Thiên Mệnh tâm lý chỉ có cười lạnh. Ta đưa ra hai đầu lựa chọn, nhưng kỳ thật, chính thức có thể làm lựa chọn người, là ta, mà không phải ngươi. Ta muốn để ngươi làm chó, ngươi coi như chó, muốn cho ngươi chết, ngươi liền chết. Đây là tâm lý. Cho nên Lam Sa, không biết trong đó khủng bố. Lam Sa, ngươi trước nghỉ ngơi một hồi, Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Lam Sa ngây ra một lúc. Hắn không cần nghỉ ngơi. Thế nhưng là thì sau đó một khắc, phệ cốt nghĩ lại lần nữa phát tác, tiếng kêu thảm thiết thê lương, lại lần nữa tại thôn giới thần đỉnh bên trong quanh quẩn. Thẳng đến Lam Sa đau hôn mê bất tỉnh. Khi thấy cái này Lam huyết tinh hải cao tầng, cả một đời khi nam phách nữ, làm mưa làm gió nhân vật, giống như chó chết nằm trên mặt đất hấp hối thời điểm. Làm bị bọn họ hủy đi người, Giang Thanh Lưu cảm nhận được, cái gì gọi là nhân quả báo ứng. Uyên Ương Hồ. Phong Kiếm Hoàng đã đến. Hắn lưu lại hơn 2.000 kiếm tu đóng giữ đảo Huyền Phong, trước đến giúp đỡ Uyên Ương Hồ. Bởi vì, mâu thuẫn điểm ngay ở chỗ này. Đảo Huyền Phong bên kia chiến thần tộc, đồng dạng cũng hướng bên này. Ngoài ra, tại Thanh Hồn Điện Cương vực bên trong, đóng tại còn lại loại cây bên cạnh Thiên Thần Kiếm Tông, đồng dạng bị điều nhiệm rất nhiều hơn tới. Tối thiểu có 50.000 Thiên Thần Kiếm Tu, giờ phút này toàn bộ hội tụ tại Uyên Ương Hồ. Lít nha lít nhít. Loại cây tạm thời không có thay đổi gì, Thiên Thần Kiếm Tông tạm thời đều lấy tiểu binh lực đóng giữ. Khẩn cấp điều động đại quân trợ giúp Uyên Ương Hồ, chính là sợ Vũ Kiếm Hoàng đến đón lấy ăn thiệt thòi. Biến cố phát sinh về sau, Phong Kiếm Hoàng đã truyền tin, Cổ Kiếm Thanh Xương, để hắn mang Thanh Hồn Điện Kiếm Tu, tạm thời đi hỗ trợ đóng giữ Thanh Hồn Điện Cương vực bên trong loại cây. Dù sao qua một thời gian ngắn, bọn họ vẫn có thể đem Thanh Hồn Điện Kiếm Tu đuổi đi, một lần nữa vào ở. Khẩn cấp điều phối 50.000 kiếm tu, toàn bộ đến. Trừ cái đó ra, vẫn còn có viện quân hướng cái này mà đến. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Kiếm Hoàng rất quen thuộc Lý Vô Song âm ngoan, nhanh chóng liền làm ra phòng bị. Phú Kiếm Hoàng cho rằng, bọn họ giết Thạch Nham, chính mình giết nhiều hơn 2.000 Lam huyết tinh hải tu luyện giả. Đây là hòa nhau, thuộc về lẫn nhau trấn nhiếp, nhưng đối với Lý Vô Song tới nói, cái này chưa chắc là hòa nhau. Mà chính là Thiên Thần Kiếm Tông quá mức làm càn. Bất quá, Phong Kiếm Hoàng cũng không cách nào trách cứ Vũ Kiếm Hoàng. Đối phương chính đang gây hấn với, bỗng nhiên đạt được Lý Vô Song cơ hồ giết Thạch Nham tin tức, đổi lại hắn, đều chưa hẳn có thể nhịn được. Thạch Nham tại Thiên Thần Kiếm Tông địa vị không thấp, vẫn là Bắc Đẩu Kiếm Tôn sư muội. Nàng cũng không phải cổ kiếm đạo nhất, Lý Vô Song nói giết thì giết, tương đương với hoàn toàn không có đem thiên bảng thứ 5 Thiên Thần Kiếm Tông để vào mắt. Dám giết Thạch Nham, nếu là ta không quay giáo nhất kích, ta Thiên Thần Kiếm Tông mặt mũi ở đâu? Việc này coi như tranh luận, đều là nàng Lý Vô Song sai. Việc này ta đã báo cáo Thiên Cung, nàng trật tự thiên tộc người, cũng tới Thanh Vân Đại Lục tham gia náo nhiệt, bản thân liền là một loại khiêu khích. Phong Kiếm Hoàng đến về sau, Phu Kiếm Hoàng vội vàng giải thích. Đừng nói nữa, toàn thể chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Phong Kiếm Hoàng buông xuống tại Uyên Ương Hồ. Ngăn cách cái này máu tanh ngút trời hồ nước, có thể nhìn đến bờ bên kia cũng có chiến thần tộc cùng Lam huyết tinh hải đại quân tập kết. Có bao nhiêu người? Phong Kiếm Hoàng hỏi. Tối thiểu có 40.000, so với chúng ta thiếu không có bao nhiêu, xem ra bọn họ cũng là đem phụ cận mấy đối loại cây đóng quân tu luyện giả, toàn bộ triệu tập đến đây. Phú Kiếm Hoàng nói. Thực lực tương đương. Đây là một cái vô cùng nguy hiểm hiện thực. Phong Kiếm Hoàng nhìn lấy bờ bên kia. Ánh mắt xuyên qua Uyên Ương Hồ phía trên trôi nổi huyết tinh thi thể, có thể nhìn đến bờ bên kia sát khí bốc lên, chiến ý ngút trời. Cái này huyết tinh chiến trường, đã để đối phương, có mất lý trí dấu hiệu. Không tốt lắm, bọn họ cho rằng, sự trả thù của chúng ta quá lửa. Phong Kiếm Hoàng cau mày nói. Cái kia trách được ai? Là Lý Vô Song chủ động trước giết người của chúng ta. Là bọn họ tự làm tự chịu. Phú Kiếm Hoàng chửi rủa nói.
Hiện tại song phương đều có mấy vạn nhân mã, đối diện chiến thần tộc có thể thực lực so với chúng ta hiếu thắng, một khi chém giết, đối với song phương đều không chỗ tốt, thì nhìn Lý Vô Song nghĩ như thế nào đi. Phong Kiếm Hoàng nói, chuyện cho tới bây giờ, Thiên Thần Kiếm Tông bên này, cũng không có khả năng cúi đầu. Nếu không, liền muốn để người trong thiên hạ chế giễu. Kiếm Tôn để cho ta tận lực về sau trì hoãn, ta vốn định, loại cây không có nhanh như vậy thành thục, vấn đề không lớn, vạn vạn không nghĩ đến, đối phương chủ động làm khó dễ. Phong Kiếm Hoàng bất đắc dĩ. Nếu như vẫn là như vậy liếm trên mũi mặt, tiếp tục hung hăng càn quấy, vậy thì cùng bọn họ tử chiến đến cùng. Phú Kiếm Hoàng tức giận nói. Phong Kiếm Hoàng nhìn một chút thê tử, tâm lý hơi có chút ngũ vị tạp trần. Xúc động là ma quỷ. Đến lúc này một lần, Thạch Nham cái chết, Lam Huyết Tinh Hải tổn thương vong, làm đến song phương đều đâm lao phải theo lao. Tử chiến đến cùng, xác thực anh liệt dũng mãnh, rung động đến tâm can. Nhưng, bọn họ đến đây Thanh Vân Đại Lục mục đích, chỉ ít trước mắt, là vì thảo mộc thần linh đó a. Coi như có thể đánh tan đối thủ, tất cả thương vong, vậy cũng là tổn thất. Đáng tiếc, biết rõ đạo lý này, Phong Kiếm Hoàng đồng dạng không có cách nào. Hiện đang chủ động quyền không trên tay hắn. Phải xem Lý Vô Song ứng đối như thế nào. Bọn họ song phương căn bản đều đoán không được, từ đầu tới đuôi, đều có một bàn tay vô hình, tại trợ giúp. Bờ bên kia, bầu không khí như chết phong ngưng trọng. Làm cái kia người mặc trường bào màu xanh nhạt lạnh lùng nữ nhân, đi vào trong đám người, nhìn tận mắt Huyên Ương Hồ phía trên trôi nổi thi thể thời điểm, tại chỗ 40.000 hai bên tu luyện giả, đều sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói. Nơi này là có 20.000 chiến thần tộc, 20.000 Lam Huyết Tinh Hải thức thần tu luyện giả. Bọn họ không nghĩ ra, vì cái gì Lý Vô Song làm ra chặn giết Thạch Nham quyết định thời điểm, không có sớm thông báo, để bọn hắn phòng bị. Nàng có lẽ là không nghĩ tới, Phú Kiếm Hoàng xúc động như vậy, xuất thủ ác như vậy. Nhưng, Lam Huyết Tinh Hải cái này hơn 3.000 người chiến tử, đều cùng Lý Vô Song quyết định có quan hệ. Giờ phút này lớn nhất phẫn uất, cũng là Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả. Bọn họ dùng ám lam sắc ánh mắt, vô cùng thẳng thừng nhìn lấy Lý Vô Song. Tuy nhiên không nói chuyện, thế nhưng là mỗi người ý tứ, đều là muốn cho Lý Vô Song, vì bọn họ chủ trì công đạo. Cái này 20.000 Lam Huyết Tinh Hải tu luyện giả, trước một bước đến, tại đánh vơ vét thi thể quá trình bên trong, rất nhiều người đều sắp điên rồi. Sát tâm tại bên trong thân thể của bọn hắn, điên cuồng sinh sôi. Báo thù, diệt bọn hắn. Mặc kệ cái khác người nói cái gì, giờ khắc này đều nghe không nổi nữa. Làm xa đâu? Lý Vô Song thanh âm khàn khàn hỏi. Cơ hồ chém giết Thạch Nham, tâm tình của nàng cuối cùng sảng khoái đi qua. Thế nhưng là bên này Vũ Kiếm Hoàng, lại cho nàng tới một lần đón đầu thống kích. Hắn trúng độc, thụ thương so sánh trọng, vừa mới ẩn nấp rồi, hiện tại ngay tại đuổi trên đường trở về. Cổ Mạc Đan Thần nói. Vậy liền không đợi hắn. Lý Vô Song hai mắt, kiếm phong cuồn cuộn. Nàng híp mắt, nhìn về phía bờ bên kia phong mang tất lộ thiên thần kiếm tu. Giữa song phương, đã cây kim so với cọng dâu. Vô Song cô nương, Cổ Mạc Đan Thần cắn răng, nói, hôm nay vẫn là khác a. Đối phương đã làm tốt phòng bị, nhân số còn nhiều một ít, coi như có thể đem những này người giết sạch, chúng ta tối thiểu cũng có mấy chục ngàn tổn thất. Há, ý của ngươi là, hơn 3.000 người bị giết, cái này giọng điệu thì muốn như vậy nuốt xuống. Lý Vô Song cười lạnh. Không phải, lão hủ chẳng qua là cảm thấy, Vô Song cô nương không phải còn có viện thủ sao. Chúng ta chiến thần tộc cùng Lam Huyết Tinh Hải, còn có thể lại đến một số người. Chuẩn bị hoàn tất về sau, lại chủ động xuất kích, đem cái này Thiên Thần Kiếm Tông một mẻ hốt gọn, để bọn hắn triệt để lăn ra Thanh Vân Đại Lục. Cổ Mạc Đan Thần nói. Lý Vô Song không đau lòng chết người, lòng hắn đau a. Bởi vì muốn đóng giữ loại cây, cho nên chung quanh bên này người, có một nửa đều là chiến thần tộc. Liền Vân Thượng Tiên Cung tu luyện giả đều không có. Một khi chém giết chiến đấu, chiến thần tộc nhất định thương vong không ít. Cái chết của bọn hắn, làm trật tự thiên tộc Lý Vô Song, như thế nào lại quan tâm? Đối với nàng mà nói, đều là dùng để phát tiết pháo hôi thôi. Không, Vô Song cô nương, chúng ta không thể chờ. Thiên Thần Kiếm Tông âm ngoan vô tình, là bọn họ nâng lên chiến tranh, giết chúng ta Lam Huyết Tinh Hải huynh đệ tỉ muội. Huyết Hải Thâm Cừu, đang ở trước mắt, chúng ta hận không thể lập tức, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh.
rất nhiều Lam huyết tinh hải tu luyện giả, bắt đầu lớn tiếng gào rú. Bọn họ cuối cùng, cùng trật tự thiên tộc càng thân cận một số. Bọn họ lo lắng chính là, hôm nay nếu là hành quân lặng lẽ, có thể cũng không biết khi nào, mới có thể báo thù. Có chiến thần tộc trợ giúp, chớ nhìn bọn họ người ít một chút, kỳ thật phần thắng vẫn tương đối lớn. Đợi thêm thiên thần kiếm tông bố trí kết thúc, viện quân càng nhiều, càng không có cơ hội. Giết bọn hắn. Quần hùng xúc động phẫn nộ. Tộc nhân màu xanh lam máu tươi, toàn bộ hội tụ tại Uyên Ương Hồ phía trên. Những cái kia không cam lòng xác chết ánh mắt, để mỗi người trong đầu đồng dạng chỉ có máu tươi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Lý Vô Song. Lý Vô Song quay đầu nhìn Cổ Mạc Đan Thần liếc một chút. Ngươi để cho chúng ta. Đời ta, ghét nhất cũng là chờ đợi. Huyết hải thâm cừu, tại chỗ muốn thì báo, nếu không, ngươi để cho ta nằm gai nếm mật. Cổ Mạc, ngươi coi ta là gì người? Ngắn ngủi mấy câu, để Cổ Mạc Đan Thần lui về phía sau mấy bước, á khẩu không trả lời được. Đúng. Hắn chỉ có thể cúi đầu. Hắn phát hiện, chính mình vẫn là không hiểu rõ nàng a. Nàng tại cái này trên Thái Dương, cũng là nhất nhân chi hạ, vạn vạn ức người phía trên. Có người ở trước mặt nàng, giết nàng người. Lúc này thời điểm, cùng nàng giảng kế hoãn binh gì. Tất cả mọi người nghe. Lý Vô Song một tiếng gào to, gây nên 40.000 tu luyện giả chú mục. Theo ta cùng một chỗ, diệt sát thiên thần kiếm tông, vì Lam huyết tinh hải các bằng hữu báo thù rửa hận. Không dám lên chiến trường người, giết không tha. Oanh! Chiến trường triệt để sôi trào. Rất nhiều chiến thần tộc, vốn là cái tính khí nóng nảy nhất tộc, lấy chiến đấu vì mệnh, càng chịu không được loại này ủy khuất. Căn bản không ai sợ chết, cũng không ai tán thành Cổ Mạc Đan Thần thuyết pháp. Đây hết thảy đều là bởi vì, tại trận này cạnh tranh bên trong, mặc kệ là chiến thần tộc vẫn là Lam huyết tinh hải, đều cho là mình là ưu thế tuyệt đối. Có loại ưu thế này, lại để cho người khác trước hết giết chính mình, sao có thể nhẫn nại a? Ong ong ong, thức thần, cộng sinh thú đều xuất hiện. Hống hống hống, đại quân hội tụ, giết. Một tiếng chấn thiên hống gọi, chấn động ra đi, xông lên mây xanh. Chiến thần tộc kim quang lập lòe, Lam huyết tinh hải, thức thần đầy trời. Ầm ầm, 40.000 cuồng bạo, tức giận đại quân, mang lấy mấy vạn cộng sinh thú, hơn 10 vạn thức thần, hội tụ thành tiếp cận 200.000 đại quân, hình thành cuồng bạo thú triều. Xông vào Uyên Ương Hồ, thẳng hướng thiên thần kiếm tông 5 vạn người. Khí thế kinh thiên. Rầm rầm rầm. Mãnh liệt chấn động, trực tiếp cuốn tới. Thiên thần kiếm tông 5 vạn người, đã sớm làm xong nghênh đón chiến đấu chuẩn bị. Thế nhưng là liền phong kiếm hoàng đều không nghĩ tới, đối phương xuất thủ, vậy mà như thế dứt khoát, lưu loát. Điều này nói rõ, bọn họ còn chưa đủ hiểu rõ Lý Vô Song. Lấy tính tình của nàng, cửu nhân ngay tại trước mặt. Báo thù sao có thể qua đêm. Giờ phút này giết ở hàng đầu, cũng là cái này trật tự thiên tộc thiên chi kiều nữ. Thiên thần kiếm tông, toàn thể nghênh chiến. Hôm nay, là đối phương xuất thủ trước hủy đi thạch nham tướng quân, khiêu khích ta các loại, đám này trật tự thiên tộc chó săn, tại địa bàn của chúng ta làm mưa làm gió, còn dám tiếp tục khiêu khích, quả thực phát rồ. Chỗ có kiếm tu nghe lệnh, theo ta cùng một chỗ, giết hắn cái long trời lỡ đất, để nhóm này chó săn lăn ra thanh vân. Phong kiếm hoàng không quá hy vọng chiến tranh, nhưng làm đối phương một lời không hợp trực tiếp liền đến, hắn chỉ có thể kiên trì, cổ vũ thiên thần kiếm tu chống đi tới. Trên thực tế, liền hắn đầu óc của mình, đều là chống không. Chiến tranh, cứ như vậy bạo phát sao? Làm cái kia cao lớn chiến thần tộc mang theo cộng sinh thú, quỷ dị người máu xanh mang theo thức thần, xông qua Uyên Ương Hồ, giết tới trước mắt, cùng thiên thần kiếm tu nhóm kiếm khí, giết cùng một chỗ. Nhất thời người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe thời điểm, không hề nghi ngờ, chiến tranh bạo phát. Trận này quy mô, giống như là mấy chục vạn đại quân trùng sát. So với trước đó mấy ngàn người quy mô chém giết, trực tiếp lớn gấp 10 lần. Oanh! Oanh! Khủng bố, mãnh liệt chấn động, trong nháy mắt đã dẫn phát đại diện tích động đất. Theo trên không thanh vân thần mộc nhìn xuống, toàn bộ chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Tam phương chủng tộc đặc thù đều phá lệ rõ ràng, cho nên rất khó xuất hiện ngộ sát tình huống. Đứng tại cái góc độ này, như là màu trắng, kim sắc cùng màu xanh lam dòng nước lũ, đối hướng ở cùng nhau, trực tiếp kích động ra máu sắc bọt nước, lăn lộn thượng thiên. Thiên thần kiếm tông cùng chiến thần tộc cộng sinh thú, còn không có chạm mặt, song phương thần thông liền đã trên chiến trường,
hình thành lần lượt đinh tai nhức óc nổ tung. Trong lúc nhất thời hỏa diễm bao phủ, phong bạo gào rít giận dữ, lôi đình lao vút, hàn băng bay tán loạn, ngoài ra còn có các loại thức thần đạo kiếp, tràn ngập chiến trường. Đương đương đương, tiếng thú gào, binh khí giao phong thanh âm, tiếng giống giận dữ cùng tiếng kêu thảm thiết, khắp nơi đều là. Vừa thấy mặt, mỗi người lại lần nữa giết đỏ cả mắt, hoàn toàn điên rồi. Chiến tranh cũng là một cái cối xay thịt, một cái máu tanh vũng bùn. Một khi chìm vào trong đó, ngoại trừ giết hại, căn bản sẽ không có lý trí mà nói. Chết, chết đi cho ta. Cút, đại diện tích đất đai đốt cháy khét, thanh vân thần một cành lá cùng sợi rễ, tại tên này giết bên trong không ngừng phá nát, máu tươi vẩy ra, uyên ương hổ phía trên các loại thi thể chồng chất thành núi. Đỉnh cấp cộng sinh thú, tại tên này giết bên trong, đều có thể bị phanh thây. Như vậy hiện trường, đã thảm liệt đến làm cho người ngạt thở. Bởi vì nhân số tương đương, tạm thời thế lực ngang nhau, nhìn không ra người nào chiếm cứ ưu thế. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đều có đại lượng tử thương. Chiến trường không có mắt, dạng này thần dương vương cảnh chiến trường, Lý Thiên Mệnh dám nói, muốn là mình ngộ nhập trong đó, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt bị xé nứt thành thịt nát. Rầm rầm rầm.